anh quá hiểu đứa em gái này của mình, nếu anh cứ khăng khăng như thế, không biết cô sẽ còn làm ra chuyện điên khùng đến mức nào. Buổi tối, trong căn phòng Bạch Thư Hân tự thuê cho bản thân, vừa mới tắm rửa xong xuôi, đang tự bôi thuốc cho chính mình. Vết thương chỗ cổ tay tương đối nghiêm trọng, gõ bàn phím có chút đau, cô đã nắn xương, cũng đã đắp thạch cao cũng không biết khi nào mới lành nữa. Đúng lúc này, có người nhấn chuông cửa, cô nghĩ rằng là thức ăn đặt bên ngoài tới, không hề nghĩ ngợi gì mà mở cửa. Lại không ngờ rằng, Lệ Nghiêm đứng ngoài cửa. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đóng cửa lại, lại bị anh mạnh mẽ ngăn cản, đã không kịp nữa rồi. Lệ Nghiêm cậy mạnh đẩy ra, theo sau tiến vào không gian riêng tư của cô anh ấy lần đầu tiên tới đấy. Anh nhìn tới nhìn lui, căn nhà rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách. Nhưng Bạch Thư Hân bố trí rất ấm áp, nhìn dáng vẻ như muốn ở chỗ này lâu ngày. Anh còn tưởng rằng nơi này sẽ là cái ổ chó đấy. Anh hiện tại là tự tiện xông vào nhà dân đấy, anh không biết mình đang cố tình vi phạm sao. Em là em gái của anh. Anh, Bạch Thư Hân có hơi giận dữ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Anh xem, tôi đã tự bôi thuốc cho mình rồi. Tôi sống rất tự do, có thể nhảy có thể bật, anh không phải nên đi rồi hay sao? Không thể. Con người anh sao có thể như vậy, anh tới chăm sóc em mà. Làm ơn đi, chỗ này của tôi chỉ có thể ở một người mà thôi. Anh ngủ trên sofa, anh không để ý đâu. Nếu em không nỡ thì có thể nhường giường cho anh ngủ, em ngủ trên sofa. Đừng có mà nói đạo lý với anh, em vốn dĩ không hề nói chuyện đạo lý. Nếu em không muốn anh cho em lại hoặc bịt miệng em lại thì nên ngoan ngoãn ngồi đó cho anh. Anh ngày thường cái gì cũng dựa vào em, chỉ là lúc này em bị thương rồi, anh không thể vẫn nghe theo em được. Em tốt nhất là đừng có phí lời, cũng đừng có ngoan cố đến cùng, theo anh thấy thì đó đều chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, đây là mệnh lệnh anh mở miệng gắn từng chữ một nói, giọng nói lạnh lùng, mang theo uy nghiêm Bạch Thư Hân lập tức rùng mình. Mỗi lần bản thân xảy ra chuyện gì, Lệ Nghiêm đều trở nên sặc mùi thuốc súng. Đúng lúc này, có người gõ cửa, Lệ Nghiêm nhìn từ cái lỗ nhỏ trên cửa ra, sau đó hỏi là ai. Đây chỉ là thức ăn đặt bên ngoài mà thôi, anh có cần phải bày vẻ căng thẳng như vậy không, giống như phim chống khủng bố không bằng. Lệ Nghiêm không lập tức trả lời, sau khi mở cửa cầm lấy thức ăn, mới mở miệng nói, em thật là không có ý thức cảnh giác gì cả, một cô gái như em sống lẻ loi một mình ở đây. Lúc nãy anh nhấn chuông cửa, em cũng chẳng thèm hỏi là ai đã mở cửa rồi, không sợ anh là kẻ xấu hay sao? Tôi xem từ cái lỗ nhỏ trên cửa rồi. Phải không vậy? Xem rồi vẫn cho anh vào hay sao? Anh, Bạch Thư Hân khẽ cắn môi, năng lực điều tra của tên này thật có thể so sánh với mắt diều hầu, lúc trước bố nói anh ta nhất định sẽ là quân nhân ưu tú nhất. Tổ chất cơ thể anh ta và quân nhân bình thường so với nhau đều rất mạnh mẽ, chỉ cần tham gia huấn luyện chính thống, nhất định có thể làm rạng danh tổ tiên, có thể vì quốc gia kiến công lập nghiệp. Chỉ là anh ta bởi vì chính mình, cả đời chỉ có thể cầm dao phẫu thuật, ở hậu phương cứu người trị thương. Mất đi cơ hội kiến công lập nghiệp. Cô vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt đầy tiếc nuối của bố, ảo não hối hận, vô cùng đau đớn. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi những hồi ức trong đầu, nói, thân thủ của tôi cũng tốt, không thể có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu đối phương chuẩn bị thuốc mê, đến lúc đó em khóc cũng không kịp đâu. Lệ Nghiêm, đây đều là những kết quả rất hiếm khi xuất hiện, anh có cần phải can thiệp nhiều như vậy hay không? Có liên quan đến sự an toàn của em, anh nhất định phải can thiệp rồi. Anh đã tìm người lắp thiết bị theo dõi trước cửa nhà em, cũng có ý định lắp thiết bị theo dõi cảm biến nhiệt độ tia hồng ngoại trong nhà, bảo đảm sự toàn của em. Anh rõ ràng là đang giám sát tôi thì có. Nếu em không thích, anh có thể nhường một bước, thiết bị giám sát trước cửa là cần thiết. Em cũng đừng có ảo tưởng dùng kẹo cao su che đi. Chỉ cần bị anh phát hiện, anh cũng chẳng ngại trở về từ quân ngũ đâu đấy. Được. Coi như anh lợi hại, đưa đồ ăn cho tôi đói bụng rồi. Cái này không dinh dưỡng. Sau đó, Lệ Nghiêm liền ném thức ăn vào thùng rác. Mẹ kiếp, lẩu cay yêu thích của tôi. Lệ Nghiêm, anh cố ý đúng không, vậy tôi ăn cái gì đây? Trong tủ lạnh không có chút đồ ăn nào. Đi mua đồ ăn với anh, trở về anh làng cho em ăn. Không đi, em đang định yêu cầu anh bế em đi đây à? Bạch Thư Hân nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thể thay xong quần áo, đi theo Lệ Nghiêm ra ngoài. Cô đi rất chậm, cố ý kéo dài thời gian, lại bị Lệ Nghiêm nắm lấy cổ tay còn lại,
mạnh mẽ kéo đi. Bàn tay anh ta rất lớn, độ ẩm cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Trái tim Bạch Thư Hân run lên, khuôn mặt nhỏ bất giác đỏ bừng. Bóng đêm có chút tối, anh ta không hề chú ý đến. Bạch Thư Hân thầm mắng bản thân không tiền đồ, chẳng qua chỉ là nắm tay thôi mà đã đỏ mặt thở hổn hển, một chút bình tĩnh cũng không có. Rất nhanh đã đến siêu thị lớn gần đó, Bạch Thư Hân cũng đã bình tĩnh trở lại, cố ý xị mặt xuống, để anh ta mất mặt. Lệ Nghiêm đã sớm quen rồi, cũng không nói thêm gì. Lệ Nghiêm chọn đồ ăn vô cùng nghiêm túc, thân là một bác sĩ, anh ấy rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Rau củ quả nhất định phải là tươi nhất, mô thịt hay những thức ăn khác cũng vậy, thậm chí có thể từ màu sắc của thịt gà, phân biệt được gà này chết như thế nào, đã chết mấy ngày, đông lạnh mấy ngày. Anh ta từ trong túi móc ra bao tay dùng một lần, dưới con mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng, đưa con gà qua. Thư Hàn, buổi tối ăn con gà này nhé. Thời gian chết của con gà này không vượt qua 48 giờ, thời gian đông lạnh cũng mới 12 tiếng đồng hồ. So ra thì có thể nói là còn rất tươi. Ngày mai anh đi chợ mua thức ăn sớm một chút vậy, ở đấy có gà sống tươi ngon. Gần đây có dịch cúm, anh cũng phải cẩn thận lựa chọn mới được. Bạch Thư Hân nghe mấy lời này, da đầu liền tê dại. Tất cả những người học y đều như thế này sao? Những con gà này trong mắt cô rõ ràng đều có dáng vẻ y hệt nhau mà. Tôi còn muốn ăn thịt nữa. Anh chọn giúp em. Lệ Nghiêm đi vào quầy thịt heo, chọn được một khối rất tươi. Nhân viên cửa hàng chuẩn bị cắt thịt giúp anh ta, nhưng mà Lệ Nghiêm lại muốn tự mình cắt lấy anh ta mài mài con dao cắt thịt, nói, so với dao phẫu thuật thì cùn hơn nhiều. Phần thịt trên đùi heo này, nếu dựa theo nguyên lý cơ bắp mà giải phẫu thì lúc đem hầm canh mới không bị mất đi bị phần tươi ngon của chất thịt. Anh trai, anh đừng nghiêm túc như vậy nữa có được không? Anh không cảm thấy mọi người đều đang nhìn anh như nhìn quái vật hay sao? Bạch Thư Hân che mặt, nghiêng người lại gần tai anh ta nói. Em gọi anh là anh trai rồi. Trời, tôi chỉ biểu đạt một cách khoa trương thôi, có được không? Anh vốn dĩ chính là anh của em mà, không cần biểu đạt khoa trương đâu. Làm ơn đi, đây có phải là trọng điểm tôi muốn nói đâu. Được thôi, đi mua những thứ khác đi, xem có ngân nhĩ hay không. Sáng mai anh nấu canh ngân nhĩ cho em. Bạch Thư Hân chỉ có thể tuân lệnh đi theo, sau đó anh ấy đã mua rất nhiều đồ. Chàng trai à, mắt bà không tốt, tất cả hết bao nhiêu tiền vậy? Có một bà lão ngăn Lệ Nghiêm lại hỏi. 9 đồng 8, con cá này tương đối tươi ngon, con cá kia sống không quá 3 giờ nữa. Được, được, thật sự cảm ơn chàng trai trẻ. Đây là bạn gái cậu à, cũng thật là xinh đẹp đây. Bà lão cẩn thận dướn người về phía trước để quan sát hai người bọn họ. Đúng là trai tài gái sắc. Lời nói này gõ mạnh vào trái tim của Bạch Thư Hân, khiến trái tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Cô ấy là em gái cháu. Ồ, thì ra là em gái ải. Hai chữ em gái này khiến trái tim vừa kích động của cô như bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Đúng vậy. Cô và Lệ Nghiêm chỉ là anh em. Mặc kệ cô nỗ lực như thế nào cũng không thể thay đổi mối quan hệ huyết thống này. Cô không thừa nhận người anh trai này, chẳng lẽ anh ta sẽ không tồn tại nữa hay sao? Cho tới nay cô đều chỉ đang lừa mì dối người mà thôi. Làm sao vậy? Lệ Nghiêm đột nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trở nên lạnh lẽo, nhịn không được sờ sờ, không thoải mái à? Không, tôi mệt rồi, về nhà đi. Mua nhiều đồ như vậy cũng cần phải về nhà thôi. Đồ tươi để không được lâu, phải nhanh chóng ăn hết mới được. Sau đó Lệ Nghiêm đưa cô trở về, một tay cầm túi lớn túi nhỏ, tay còn lại nắm tay cô. Cô không đành lòng, nói, đưa tôi một ít đi, tôi có một tay bình thường mà. Không cần đâu, có anh ở đây, không cần em phải vất vả cái gì. Bạch Thư Hân nghe vậy, nhịn không được hỏi, Lệ Nghiêm, nếu chúng ta không phải anh em, anh vẫn sẽ đối với tôi như vậy sao? Sẽ... Đối tốt với tôi như vậy sao? Không cần nghĩ nhiều như vậy, sao em có thể không phải là em gái anh chứ? Được thôi em gái thích anh trai, đây là chuyện không thể chấp nhận trên đời. Cho dù càng thích đi nữa cũng phải kiềm chế, chôn sâu trong tim. Tình cảm sâu đậm là một vở bi kịch, phải lấy cái chết để ngắt câu. Hai người về đến nhà, anh ta đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, sau đó lấy rượu thuốc từ trong túi ra. Rượu thuốc này rất tốt. Nó có tác dụng rất thần kỳ đối với vết thương, còn có thể giúp xương cốt linh hoạt hơn. Để anh xoa cho em,
lát nữa anh còn bận nấu cơm sợ rằng không chăm sóc được cho em. Em có thể nói không sao? Em thử xem. Lệ Nghiêm nhướng mày nói. Bạch Thư Hân đành phải nản lòng. Cô cau mày đau đớn khi lớp cao dán bị kéo xuống. Lệ Nghiêm cảm thấy đau lòng vội vàng thổi thổi cho cô. Thực ra nó không có tác dụng gì cả, dù sao anh cũng học y nên biết rất rõ, nhưng khi còn nhỏ họ đã như thế này, mỗi lần cô ấy té ngã rồi bị thương hay đánh nhau với các bạn và bị chảy xước da thì Lệ Nghiêm cũng sẽ làm như vậy cho cô. Khi đó cô cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều phải chọc tức mấy tên nhóc lưu manh rồi tìm cơ hội đánh nhau với bọn chúng. Cuối cùng bọn nhóc đó không bao giờ xuất hiện nữa. Lúc đó cô còn tưởng rằng bọn họ sợ vì bị cô đánh nhưng không ngờ là Lệ Nghiêm giáo huấn bọn họ một chút khiến bọn họ sợ tới mức phải chuyển trường. Khi còn nhỏ, cô cảm thấy được anh trai che chở bảo vệ hạnh phúc vô cùng. Hiện tại vẫn còn có anh trai bảo vệ nhưng cô lại cảm thấy khó chịu muốn chết. Hai từ anh trai nặng tựa như núi ép cô gần như tắt thở. Khi anh xoa thuốc cho cô, anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô bị đau. Anh hơi cúi đầu xuống, cô đang nằm trên ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô có thể thấy làn da mịn màng của anh, trông không hề giống với một người trong quân ngũ, có lẽ do anh là bác sĩ nên điều kiện chăm sóc tốt hơn. Lệ Nghiêm là một người đàn ông rất tinh tế và có gu thẩm mỹ, cho dù ở cùng với một nhóm người đàn ông quê mùa cũng không bao giờ thay đổi, giống như một bông sen sinh ra trong bùn nhưng không hề bị vấy bẩn. Mặc dù cô cũng cảm thấy kỳ lạ khi dùng những từ này để so sánh một người đàn ông nhưng đó là sự thật. Lông mi của anh ấy rất dài, từng sợi lông mi mỏng và mọc rất dày giống như một bức màn. Cô còn có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng của anh. Gương mặt đẹp trai như trăng như sao. Nếu anh ở thời cổ đại thì chắc chắn sẽ là một thiếu gia hoạt bát. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, chỉ là anh trai của cô. Cô không biết tình cảm của mình thay đổi từ lúc nào, chỉ là anh vẫn chỉ đối xử tốt với cô như xưa. Chỉ là một ngày đột nhiên cô phát hiện ra mình không thể làm gì nếu không có anh. Chỉ là cô ấy không muốn có một người bạn trai nào càng không hy vọng một người bạn nữ nào xuất hiện bên cạnh anh. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên anh đưa một bạn nữ về ăn cơm, anh nói là đưa bạn về nhà học nhóm, khi cô đã gào khóc rất lâu và rất ác cảm với cô gái kia. Sau đó cô cố tình chạy ra ngoài. Đêm đó, trời mưa to. Cô nghiêng đầu khẽ hỏi, Lệ Nghiêm. Nếu chúng ta không phải là anh em thì sẽ như thế nào? Lệ Nghiêm nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Thư Hàn, tình cờ lại đối mặt với đôi mắt trong veo màu hổ phách của cô. Nội tâm Lệ Nghiêm khẽ run lên giống như bị ai đó kích thích. Rất nhanh anh đã ổn định lại tâm lý rồi đưa tay lên gõ đầu cô. Sao em luôn suy nghĩ lung tung như vậy? Em đúng là trẻ con không chịu lớn. Sau này nếu em kết hôn thì anh không biết người đàn ông nào có thể chịu được tính khí ương ngạnh của em. Em không cần vội. Dù sao em vẫn còn nhỏ, nhưng anh cũng không còn trẻ nữa, khi nào thì anh định kết hôn? Cô giả vờ bình thản cố gắng chịu đựng nỗi đau xé lòng. Nếu muốn thì có thể làm bất cứ lúc nào, anh không qua chú ý đến chuyện tình cảm, nhưng hiện tại .ans vẫn chưa nghĩ đến. Nói như vậy có nghĩa là anh đã có đối tượng rồi. Chuyện của người lớn em không cần chen vào. Được rồi, em nghỉ ngơi ở đây đi, anh đi nấu cơm cho em. Sau đó anh đứng dậy rời đi, Bạch Thư Hân nhìn bóng lưng rời đi của anh cảm thấy chua xót vô cùng. Cô không phải là đứa trẻ con không hiểu chuyện như trước nữa, tuy rằng cô vẫn còn đanh đá bướng bỉnh nhưng cô biết rằng mình không được ngăn cản hạnh phúc của anh nữa. Cô siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt giúp cô tỉnh táo lại, cô hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm lý. Qua một hồi lâu, cô trút ra hơi thở khó chịu trong lòng rồi hướng phòng bếp hô to. Nếu anh tìm được một người thích hợp thì phải dẫn tới cho em gặp mặt, em sẽ giúp anh kiểm tra, nếu cô ấy không tốt em sẽ không cho cô ấy bước chân vào nhà họ Bạch. Biết rồi. Sau đó căn phòng lại trở về im lặng, anh ta chỉ trả lời biết rồi. Biết có nghĩa là gì, vài ngày nữa anh sẽ đưa cô gái đó qua đây sao? Cô cảm thấy như có một tảng đá lớn đang đè ép lên lồng ngực mình khiến cô hít thở không thông. Yêu một người thật mệt mỏi. Yêu một người không nên yêu còn mệt hơn. Khi Lệ Nghiêm đi ra, anh nhìn thấy Bạch Thư Hân đang chơi game. Có người ở phương hướng 6 giờ, mở ống ngắm nhân 4 lên. Nghe vậy, Bạch Thư Hân lập tức thay đổi phương hướng và lắp ống nhắm nhân 4, quả nhiên phát hiện trong bụi cỏ có người. Ai ra? Bác sĩ quân y thật là phiền. Mua đồ ăn cũng phiền, chơi game cũng phiền.
Bạch Thư Hân cố ý để lộ bản thân ra ngoài, cuối cùng bị bắn chết biến thành hộp trang bị. Sao không chơi nữa, em có thể giết người kia. Thật là nhàm chán. Cô cong môi nói, có Lệ Nghiêm ở đây giống như trò chơi có thêm phụ trợ, cho dù chiến thắng thì có gì vui. Cô ấy phải dựa vào thực lực của mình để có được vị trí thứ nhất, ok. Nhưng Lệ Nghiêm đã hiểu sai ý của cô, trò chơi kiểu này thật sự rất nhàm chán. Mặc dù chất lượng hình ảnh rất tốt nhưng lại không đạt được cảm giác nhập vai. Chính tay anh đã dạy em cách bắn súng, lần sau anh sẽ đưa em đến trường bắn một lần nữa xem trình độ của em có mai một không. Lệ Nghiêm, em không thích anh kiểm soát và nói cho em biết em phải làm gì. Em không phải cấp dưới của anh, đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu này. Nhưng mấy năm qua anh vẫn như vậy. Lệ Nghiêm có chút sững sờ, không phải bọn họ vẫn như vậy ngần ấy năm qua sao? Trước đây em nghĩ như vậy là tốt, nhưng sau khi em thấy anh trai của những người của người khác làm thế nào thì em lại nghĩ rằng bạn không tốt chút nào. Vậy những người anh trai khác sẽ làm thế nào? Lệ Nghiêm rất nghiêm túc, trông giống như học sinh đang nghiêm túc học tập. Đối với anh thì chỉ cần có thể làm cho Thư Hàn vui vẻ thì anh dành nhiều sự chú ý hơn một chút cũng có sao. Những người anh trai khác sẽ mua đồ ăn ngon cho em gái, liên tục tặng quà và tạo những bất ngờ nhỏ. Họ sẽ hỏi em gái xem buổi sáng có đói không, buổi tối có lạnh không và tăng ca có mệt mỏi không. Còn tặng hoa hồng vào các ngày lễ, chính là hoa hồng đỏ. Bọn họ sẽ nhớ rõ sinh nhật của em gái và trải qua sinh nhật cùng em gái. Bọn họ sẽ hường đi ăn tối để kết nối tình cảm với nhau. Còn anh, trừ mỗi lần trở về dạy dỗ em một chút cũng chỉ có hàng tháng đưa cho em tiền tiêu vặt, em không thèm tiền tiêu vặt của anh. Ngày lễ nào cũng tặng hoa. Chẳng lẽ người của người khác làm thế nào thì em lại nghĩ rằng bạn không tốt chút nào? Bản quyền, vậy những người anh trai khác sẽ làm thế nào? Lệ Nghiêm rất nghiêm túc, trông giống như học sinh đang nghiêm túc học tập. Đối với anh thì chỉ cần có thể làm cho Thư Hàn vui vẻ thì anh dành nhiều sự chú ý hơn một chút cũng có sao? Những người anh trai khác sẽ mua đồ ăn ngon cho em gái, liên tục tặng quà và tạo những bất ngờ nhỏ. Họ sẽ hỏi em gái xem buổi sáng có đói không? Buổi tối có lạnh không và tăng ca có mệt mỏi không? Còn tặng hoa hồng vào các ngày lễ, chính là hoa hồng đỏ. Bọn họ sẽ nhớ rõ sinh nhật của em gái và trải qua sinh nhật cùng em gái. Bọn họ sẽ hường đi ăn tối để kết nối tình cảm với nhau. Còn anh, trừ mỗi lần trở về dạy dỗ em một chút cũng chỉ có hàng tháng đưa cho em tiền tiêu vặt, em không thèm tiền tiêu vặt của NHTL. Ngày lễ nào cũng tặng hoa, chẳng lẽ Tết Thanh Minh cũng tặng? Anh là óc heo sao? Thanh Minh là ngày lễ cúng bái tổ tiên. Vậy anh có nên tặng hoa cúc cho em không? Anh nguyên rủa em chết. Bạch Thư Hân tức quá, đúng là gỗ mục không thể dùng được, đúng là đồ đầu gỗ. Xin lỗi, anh hơi lỡ lời. Lệ Nghiêm tự biết lời mình nói không đúng nên xin lỗi đầy chân thành. Những ngày lễ như Thanh Minh, Đoan Ngọ, Ngày Thương Binh Liệt Sĩ, .ans không cần chuẩn bị quà cho em. Những ngày lễ còn lại, chỉ cần là những ngày lễ quan trọng ở trong nước lẫn ngoài nước đều phải tặng quà cho em, anh biết chưa? Được rồi, anh nhớ rồi. Sắp tới chính là Tết Nguyên Đán, chắc anh tự hiểu không cần em dạy đúng không? Bạch Thư Hân thâm mừng rỡ trong lòng, tuy thân phận của cô là em gái nhưng có thể tạm thời hưởng thụ trước đãi ngộ của bạn gái. Nếu người yêu của Lệ Nghiêm xuất hiện thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Cô không muốn hối hận. Ừ, anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Nếu anh có thể thay đổi thì em sẽ không xa lánh anh nữa chứ. Phải chờ xem biểu hiện của anh. Lệ Nghiêm vừa nghe thấy vậy khóe miệng đã nở một nụ cười. Cô nói như vậy có nghĩa là anh đã có cơ hội. Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Em muốn uống rượu. Hôm nay tâm tình tốt, có thể uống một chút. Hai anh em quây quần bên bàn ăn. Trên bàn ăn đều là những món ăn mà cô thích, cho dù anh đã đi xa nhiều năm nhưng vẫn nhớ rất rõ. Ngay cả hương vị cũng đều là hương vị quen thuộc hồi đó. Thật tốt nếu cô có thể sống cùng Lệ Nghiêm cả đời, dù chỉ là sống với thân phận anh em cô cũng nguyện ý. Bạch Thư Hân cũng không uống nhiều nhưng Lệ Nghiêm lại uống rất nhiều, xem ra anh thực vui vẻ. Thư Hàn, cuối cùng em cũng không ghét anh nữa. Anh tựa vào trên bàn và nói nhỏ. Khóe mắt Bạch Thư Hân hơi ướt, cô khịt mũi nói, em yêu anh còn không hết làm sao có thể ghét anh được. Chỉ là, em không thích thế này. Em sợ mình sẽ càng ngày càng lún sâu và không thể rút ra. Em thực sự không biết phải làm thế nào, có thể cho em càn rỡ lần cuối cùng được không? Lệ Nghiêm, em rất rất thích anh. Cô khẽ chớp mắt,
những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt quần áo. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô hơi nghiêng người, đôi môi mềm mại rơi xuống bờ môi mỏng của anh. Cô đã rất nhiều lần hôn trộm anh nhưng lần này thì lòng cô lại đau như xé rách tâm can. Trong lúc mơ màng, Nguyễn Doanh chỉ cảm thấy như có một chiếc lông vũ rơi trên đôi môi mỏng của mình. Đêm khuya, Hứa Minh Tâm mê man chìm vào giấc ngủ. Tối nay cô không gọi video với Cố Gia Huy, anh ấy có chuyện cần giải quyết. 2 giờ đêm có người bấm chuông cửa, chú An ra mở cửa thì không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Gia Huy đứng ngoài cửa, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Cậu chủ đã trở về, tôi sẽ đi thông báo cho cô Minh Tâm. Không cần đâu, tôi trở về cũng đã muộn, đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Tôi sẽ tự mình đi lên, chú cũng nên nghỉ ngơi sớm hơn. Vâng thưa cậu. Trước tiên Cố Gia Huy đi đến phòng dành cho khách để tắm vì anh sợ mình sẽ làm ồn đánh thức Hứa Minh Tâm. Sau đó anh mới đi đến phòng ngủ chính. Đầu giường đang bật một ngọn đèn ngủ, nếu không có anh thì Hứa Minh Tâm sẽ bật đèn để dễ ngủ. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khuôn mặt trái xoan có một chút phúng phính trên má. Cô quấn chặt mình trong chiếc chăn bông, thân hình cuộn tròn thành một quả bóng trông giống như một con mèo chỉ để lộ đầu ra ngoài. Không biết cô mơ ăn cái gì ngon mà đang liếm liếm môi. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô ấy, mọi mệt nhọc vất vả trên đường ngay lập tức biến mất và tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều. Anh bước tới và ngồi xuống mép giường. Anh ngồi rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe thấy Hứa Minh Tâm ừm một tiếng nhẹ nhàng mở mắt. Cô liếc nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm, tại sao lại mơ thấy anh? Thật đúng là không cho người ta ngủ ngon. Cố Gia Huy không biết nên cười hay khóc sau khi nghe lời này của cô. Anh đưa tay vén những sợi tóc vương trên trán cô phát hiện tay anh rất lạnh. Ngay cả trong giấc mơ Cố Gia Huy cũng có thể lạnh như vậy. Bản thân trong giấc mơ cũng cảm thấy đau lòng. Cô vội nắm lấy tay anh lôi xuống giường. Người anh lạnh lắm, mau nằm xuống giường đắp lại. Cố Gia Huy không chống cự, anh nằm xuống cạnh cô. Hứa Minh Tâm lập tức nghiêng người, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Nói, em sưởi ấm cho anh lớn như vậy sao không chăm sóc bản thân thật tốt. Không biết anh một mình ở bên ngoài có chịu khó ăn uống không, anh lại là người cuồng công việc, nhất định là anh sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm, như thế còn không mệt chết sao con. Cô ấy tự lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cố Gia Huy ôm lấy thân thể mềm mại của cô, không khỏi nở một nụ cười. Bây giờ em bắt đầu quan tâm đến anh rồi. Dù sao anh cũng biết em ăn uống điều độ. Thân hình tròn trịa hơn một chút, sờ cũng cảm thấy có thịt hơn, ôm cũng rất thoải mái. Không thể nói con gái béo, con gái sẽ rất tức giận. Đừng làm phiền em nữa, em muốn ngủ, em rất buồn ngủ. Hứa Minh Tâm lẩm bẩm, ngay sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ. Cố Gia Huy giờ khóc giờ cười, chắc cũng chỉ có cô ấy mới có thể ngủ mơ như vậy. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm bị ánh mặt trời làm chói mắt, đêm qua cô đã quên kéo rèm cửa. Hứa Minh Tâm lại vùi đầu vào chăn bông nói, ánh mặt trời thật khó chịu. Cô vừa mới nói xong thì bên ngoài đã tối sầm lại. Cô không nhịn được thò đầu ra ngoài, sau khi nhận ra ánh sáng chói mắt đã biến mất thì cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hứa Minh Tâm, đừng ngủ nữa, em sắp muộn giờ lên lớp rồi. Hứa Minh Tâm ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô nhìn lên, không ngờ là nhìn thấy Cố Gia Huy. Cô sững người trong vài giây. Sau đó nhận ra mình lại đang mơ. Nếu là thật, Cố Gia Huy nhất định sẽ nói với mình trước khi trở về. Giấc mộng đêm qua còn chưa dứt, đúng là một giấc mơ dài. Đừng làm phiền, mau giúp em ngủ, đã lâu em không ôm anh. Em đúng là sắp muộn học rồi. Nói nhảm gì thế, đây là trong mơ thì anh biết cái gì chứ? Nghe vậy, Cố Gia Huy ngay lập tức vươn tay ra muốn đánh vào mông cô. Nhưng không biết mà xui quỷ khiến thế nào anh đột nhiên đổi ý rồi hỏi cô, Hứa Minh Tâm, gần đây em ăn uống rất tốt có phải không? Có phải vì anh không ở đây nên không có ai quản em muốn ăn gì thì ăn? Haha.ans biết hết rồi, may mà là mơ, nếu thật sự để cho cậu ba nhà họ cô biết thì không ổn. Hứa Minh Tâm cười ngây ngốc, vẻ mặt rất đắc ý. Không còn cách nào, dạ dày của cậu ba nhà họ Cố không tốt tí nào, không thể ăn cái này. Không thể ăn cái kia. Nếu em ăn trước mặt anh ấy nhất định phải kiêng kỵ một chút. Trong khoảng thời gian này em đã tranh thủ cũng ăn hết những thứ mình yêu thích, cá hấp cay, lẩu cay 9 cấp độ, các loại xiên que, ngon quá.
có phải em bỏ lỡ một món? Cố Gia Huy tức giận lau nước miếng trên khóe miệng Hứa Minh Tâm. Cô gái này nhắc đến chuyện ăn uống sao lại có bộ dạng này? Chẳng lẽ kiếp trước cô ấy là chư bát giới? Không, chắc là không còn thiếu gì mà. Anh nhắc em ba chữ, KFC. À, đúng, 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 còn món gà cuộn yêu thích của em, khoai tây chiên với câu cổ ấn hamburger nhất định phải uống Coca, một cốc Coca lạnh thật là to, thật là đã. Em còn nhớ đã ăn với ai không? Với Vĩ Quân, con trai của chủ tịch thành phố. Ừ, hai người đi ăn lâu không? Không, không lâu, chỉ khoảng 1 đến 2 giờ thôi, em không nhớ được. À, anh hỏi mấy chuyện này làm gì vập em đói bụng? Tại sao trong mơ cũng có xê thể đói như vậy, anh có thể biến cho em cái đùi gà? Không có đùi gà, có muốn ăn thịt mông heo kho tàu không? Mông heo, em cũng chưa ăn qua, có thể ăn sao? Cô tỏ vẻ hoài nghi. Anh sẽ làm cho em ngay lập tức, chờ một lát. Cố Gia Huy hơi nheo mắt, trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Hứa Minh Tâm hoàn toàn không nhận ra rằng nguy hiểm đang đến gần và vẫn đang suy nghĩ xem có thể ăn được cái mông heo hay không. Đúng lúc này thì chăn bông bị nhấc lên khiến cô thấy hơi lạnh. Sau đó quần cô bị cởi xuống, anh đưa tay vỗ thật mạnh vào mông cô. Má ơi, Minh Tâm lập tức bật người khỏi giường, vừa ôm lấy mông cô vừa nói, AI.AI đánh tôi. Anh, một giọng nói trầm và khàn vang lên bên tai cô, giọng nói này rất quen thuộc. Hứa Minh Tâm nhìn chăm chú, sau đó sợ tới mức nhảy dựng lên. Đây là thật hay vẫn là một giấc mơ? Anh chấm ANS về rồi à? Anh mới về tối hôm qua. Suốt 10 ngày anh xa nhà, em ăn ngon ngủ ngon, cả người tròn trịa. Anh rất thoải mái phải không? Em còn lén lút đi hẹn hò với ai hả? Coca lạnh uống có đã không? Anh chấm ANS lừa cho em nói. Em còn muốn giấu giếm anh thì tội càng thêm nặng. Em tới đây, ngoan ngoãn chút, tự giác đi lại đây anh sẽ xử lý nhẹ nhàng. Thế nếu em bỏ chạy thì sao? Em muốn ngồi xe lăn không? Anh sẽ bảo Khương Tuấn đẩy em đi học mỗi ngày. Sau khi nghe những lời anh nói, Hứa Minh Tâm bất giác run lên. Được lắm, quá biến thái. Quả nhiên không ai dám chọc giận cậu ba. Hứa Minh Tâm im lặng bước tới, cong cái mông nhỏ trắng nõn và mềm mại lên. Cố Gia Huy không khách sáo vỗ tay lên chuẩn bị vỗ xuống. Minh Tâm cảm thấy anh sắp vỗ rất mạnh vội lên tiếng. Anh đánh đi. Dù sao đánh vào người em nhưng trong lòng anh đau, em biết. Tại sao nghe những lời này có vẻ rất lạ? Đừng chơi chiến thuật tâm lý với anh sẽ không mềm lòng. Cố Gia Huy hơi nheo mắt rồi lại giơ tay lên. Hù hù chấm cây ết hai bạn trai nhà người ta trở về đều sẽ ôm hôn bạn gái. Khi bạn trai tôi quay lại thì anh ấy không mắng tôi thì sẽ đánh tôi. Tôi thật là đáng thương. Cô khóc nức nở trông rất thương tâm nhưng Cố Gia Huy biết rằng cô chỉ là làm bộ làm tịch. Tiếng thút thít này truyền đến tai anh như tiếng mèo kêu và thực sự khiến trái tim anh thắt lại. Bây giờ, đánh hay không đánh đây? Cố Gia Huy chìm trong suy nghĩ. Nếu không đánh, cô gái này có thể càng ngày càng không biết trời cao đất dày, không thể mềm lòng, nhất thời mềm lòng không chừng sau này anh sẽ bị làm cho tức chết. Em cho rằng anh sẽ bị lừa sao? Hôm nay anh không thể không đánh, còn phải đánh thật mạnh. Trước khi đi anh đã dặn dò em như thế nào? Không thể liếc nhìn người khác một cái nhưng em đã liếc bao nhiêu lần rồi. Vừa nghe thấy những lời này, trái tim Hứa Minh Tâm lại đập rất mạnh. Chết rồi, lần này cậu ba đã hạ quyết tâm rồi, xem ra anh ấy thực sự sắp đánh chết mình rồi. Mông của cô vẫn còn nguyên vẹn chứ, có khi thật sự biến thành mông heo kho tàu rồi. Xem ra cô phải ra đòn quyết định. Mắt thấy tay anh sắp hạ xuống, Minh Tâm vội vàng hét lên, chồng. Hả? Cố Gia Huy phanh gấp rồi kinh ngạc nhìn cô, anh nghi ngờ vừa rồi mình nghe nhầm. Cô ấy thực sự gọi mình là chồng. Không phải cô ấy luôn xấu hổ sao? Bây giờ Hứa Minh Tâm không còn có giới hạn nữa. Thật hạnh phúc, chỉ cần hơi mở miệng là có thể tránh bị đánh. Em vừa mới gọi anh là gì? Em không gọi anh, hừ, anh cứ đánh đi, dù sao anh cũng không thương em, anh đánh chết em đi. Em, Cố Gia Huy không còn cách nào khác. Chỉ có thể lắc đầu đỡ lấy chán, cuối cùng anh vẫn bị bắt thóp. Mánh khóe của cô gái nhỏ này càng ngày càng thâm sâu. Không đánh nữa, em lại gọi anh một tiếng nữa. Không, em thà chết chứ không chịu đầu hàng. Anh đánh đi, hôm nay nếu không đánh được em thì tương lai anh cũng không đánh được em.
anh là đàn ông thì nói phải giữ lời. Hứa Minh Tâm, em đúng là có rất nhiều chiêu trò. Anh nghĩ rằng đầu óc của em đều được sử dụng cho những chuyện linh tính, ít nhất là vô dụng trong học tập. Nói như vậy thì em vẫn còn có não. Anh có đồng ý hay không? Cậu chủ, anh không được lề mề, anh mau quyết đi, đồng ý hoặc là đánh em. Dù sao anh còn phải đợi 2 năm, không sao cả, chờ xem ai hơn ai. Sợ em rồi, mau mặc quần áo vào đi không lại bị cảm lạnh. Nói như vậy là anh đồng ý rồi sao? Hứa Minh Tâm vui vẻ nói. Ừ, Cố Gia Huy muốn nói rằng anh cảm thấy bất lực, hai người họ ai mới là sói ai mới là cừu đây. Hứa Minh Tâm mặc quần áo xong liền cười nói, cậu ba, anh thật tốt, em biết trong lòng anh có em mà. Anh đưa bàn tay to ra kéo cô gái ương bướng kia vào lòng mình. Vậy chuyện em đồng ý với anh thì sao? Nghe thấy vậy, hai má Hứa Minh Tâm lập tức đỏ bừng, vừa rồi là tình huống nguy cấp không còn cách nào khác cô mới nói như vậy để cứu mạng. Nhưng bây giờ, cô vẫn rất khó để có thể nói ra từ đó. Lời đã nói ra như bát nước đã đổ đi, cô không nói như vậy thì cậu ba có thể tha cho cô sao? Cô kề môi vào sát tai anh rồi thì thầm, chồng. Lời nói nhẹ nhàng cùng với hô hấp của cô tràn vào trong tai khiến cho thân thể to lớn của anh khẽ run lên. Anh đã đợi nghe từ này từ rất lâu. Hứa Minh Tâm thừa lúc anh đang ngây người vội vàng chạy vào phòng tắm. Cô nhìn mình trong gương. Hai gò má ửng hồng, lồng ngực liên tục phập phồng. Hai, càng ngày cô càng không biết ngượng ngùng. Cố Gia Huy đang chờ ở bên ngoài chờ thì Khương Tuấn gọi điện thoại tới. Chuyện lần trước đã được điều tra rõ ràng. Chính là do ông Càn ở chợ đen làm ra. Ông Càn quanh năm trộn lẫn ở chợ đen, có mạng lưới quan hệ rộng và danh tiếng cao. Chưa ai nhìn thấy bộ mặt thật của ông Càn nhưng có một đặc điểm là ông ta rất thích uống rượu. Cho dù có cho ông ta bao nhiêu tiền thì cũng không bằng tặng hai chai rượu quý hiếm. Ông Càn không bao giờ lộ mặt, chắc hẳn ông ta ra tay là do người khác nhờ vả. Nếu một lần không thành công thì việc giao dịch được coi là vô hiệu. Cho dù có là ông trời thì ông Càn cũng dám xúc phạm. Nếu có người đưa tiền thì ông ta sẽ giúp đỡ làm việc và sẽ không bao giờ nói ra thông tin của người đứng sau. Người này lang thang ở chợ đen như một bóng ma. Cho dù với năng lực của Cố Gia Huy cũng khó có thể bắt được ông ta. Nếu ai cũng có thể bắt được thì ông Càn đã không phải tồn tại lâu như vậy. Bên kia ông Càn cũng hừ một tiếng, nếu là đơn hàng ông ta tiếp nhận làm một lần không thành công sẽ không bao giờ tiếp nhận nữa. Hơn nữa bên kia cũng không muốn tính mạng của Hứa Minh Tâm mà chỉ muốn đưa cô rời khỏi Đà Nẵng. Nếu không phải Thẩm Thanh ra tay kịp thời thì e rằng Hứa Minh Tâm không biết đã bị đi đâu và bị tra tấn như thế nào rồi. Thưa anh, dưới tay ông Càn có vô số người tài nhưng lại cố tình chọn một người bình thường trong số đó, rõ ràng là cố ý nhường. Loại bình thường này cũng có thể lừa gạt qua cậu sao? Nghe đến đây, Khương Tuấn hận không thể tát chính mình hai cái, thật đúng là vạch áo cho người xem lưng. Có thể thừa nhận năng lực của mình kém cỏi sao? Đúng vậy, là bên kia cải trang thành cô Minh Tâm nên tôi mới. Được rồi. Ông Càn có rất nhiều người có năng lực kỳ lạ cho nên không cần khiêu khích kẻ địch này. Nếu ông ta đã nói sẽ không ra tay nữa thì chợ đen cũng không dám động. Ông Càn cố ý không nhúng vào thì những người khác ở chợ đen cũng biết điều. Không cần tốn sức vào chuyện này nữa, tạm thời chắc cũng sẽ không tìm ra manh mối gì có ích. Trước hết cứ phái người chú ý bảo đảm an toàn cho Minh Tâm. Vâng, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cô Minh Tâm gặp rắc rối nữa. Tôi hy vọng được như vậy. Giọng của Cố Gia Huy có chút nặng nề, anh càng biểu hiện quan tâm Hứa Minh Tâm thì cô càng gặp nguy hiểm. Anh lại không thể ở bên cô 24 giờ một ngày và sự an toàn của cô ấy mãi luôn là vướng bận trong lòng anh. Anh vừa cúp điện thoại thì Minh Tâm cũng đi ra. Em đã sửa soạn xong rồi, anh cũng mau đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng đi. Cô vừa dứt lời không ngờ rằng Cố Gia Huy đã trực tiếp kéo cô vào lò hành động vô cùng bá đạo. Cô bất ngờ không kịp đề phòng. Không phản ứng lại kịp. Sức lực của anh rất lớn, hai bàn tay to ôm lấy eo cô như muốn hòa cô vào trong cơ thể. Cơ thể anh, đang run nhẹ. Trái tim cô run lên, yếu ớt hỏi, anh ba. Anh bị sao vậy? Khoảng thời gian này rất nhớ anh còn xả ra tai nạn. May mà gặp dữ hóa lành, nếu không thì em cũng không biết bây giờ em sẽ như thế nào. Em sợ mình phát điên mất. Những lời cuối nặng trĩu rót vào tai, như thể có ma lực. Cô cũng dùng tay trái vòng qua cơ thể anh, nói, em đây không phải không sao sao. Có câu nói, đại nạn không chết,
ắt có hậu phúc. Em nhìn qua liền biết là người có không ít may mắn, nếu không làm sao có thể gặp được anh chứ? Em thực sự nghĩ rằng gặp được anh là một điều hạnh phúc sao? Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, giọng nói trầm thấp, khàn khàn như rượu ngon lâu năm, nghe có chút hơi say. Hứa Minh Tâm thực sự hiểu rằng cô là một con tôm con, không thể khiêu khích kẻ thù. Kể từ khi ở cùng Cố Gia Huy, những rắc rối liên tục xảy ra. Nhưng cô không sợ, cô biết Cố Gia Huy sẽ đến cứu mình. Anh chắc chắn sẽ đến. Ừ, rất hạnh phúc, giống như ăn mật ngọt vậy. Cô cười hì hì nói, đôi mắt cong thành như trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Được, anh đưa em đi ăn mật ong. Buổi sáng họ uống nước mật ong để giải độc dưỡng nhan là một điều tốt. Hứa Minh Tâm uống gấp đôi, bụng phình to. Không được rồi, phải giảm cân thôi. Bây giờ vẫn chưa phải là Tết Nguyên Đán, vậy sao tăng lên 1,5 kg rồi chứ? Ăn uống no đủ, thoải mái không? Thoải mái. Nằm ườn ra thế có thoải mái không? Thoải mái. Vậy em có biết là em đã muộn rồi không? Cố Gia Huy ung dung từ tốn nói. Hứa Minh Tâm nghe vậy trong lòng hồi hộp một chút, đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Cô vỗ đầu, lớn tiếng than vãn. Má ơi, hôm nay là lớp của giáo sư biến thái. Hứa Minh Tâm vội vàng đi lấy cặp sách, sau đó vội vàng thay giày. Làm sao đây, anh cũng không nhắc em, sáng nay em chắc chắn bị phạt đứng rồi. Bị phạt đứng trên giảng đường, cũng quá mất mặt rồi. Đừng lo lắng, anh xin nghỉ phép cho em rồi. Xin nghỉ phép, thật không? Hứa Minh Tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu khẳng định. Xin nghỉ được đó, bài tập hôm nay cũng không cần làm. Mở đi, anh đặt một bản cho em, Khương Tuấn sẽ đưa đến sau. Ngạch, lòng đàn ông là độc ác nhất. Cô còn chưa hạnh phúc được một chút thì đã bị đánh trở lại nguyên hình. Trái tim của ông lớn Cố Gia Huy sao lại chỉ nhỏ như vậy? Cô thất vọng ngồi lại trên ghế, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Đúng lúc này, Cố Gia Huy lấy ra một thứ. Một hộp hình vuông. Cô không khỏi thắc mắc, đây là cái gì? Quà, chồng đi xa, không nên mang quà về cho cô vợ nhỏ ở nhà sao? Ngày đầu tiên anh đến nước anh đã tìm một nhà thiết kế nổi tiếng, đặt riêng cho em. Mở ra xem thử đi, xem có đẹp không? Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm chiếc hộp, cô cũng chưa nghĩ đến. Anh có thể quay lại là vui rồi, làm gì mà còn yêu cầu đòi hỏi anh mua quà chứ? Tay chân cô có chút lóng ngóng, siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình nói, nhưng mà... Em không có quà tặng anh. Đàn ông còn cần tặng quà sao? Đàn ông không cần được nuông chiều. Anh nói hay, rất có lý. Sau đó Hứa Minh Tâm mới cảm thấy an tâm, nhìn hộp quà lớn trước mặt, cẩn thận mở ra. Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi được nhận quà. Cô mỗi lần đón sinh nhật đều là một mình đón, cũng chỉ có chị Hạnh mua cho cô một chiếc bánh nhỏ, nấu mì trường thọ cho cô. Khi lớn lên, gặp Bạch Thư Hân, cô ấy sẽ gọi những người bạn cùng phòng đón sinh nhật với cô. Cô sẽ nhận được những món quà nhỏ, đôi khi đàn anh khóa trên Ngôn Hải cũng sẽ tặng quà. Nhưng món quà của Cố Gia Huy là món quà đầu tiên. Cô mở hộp ra, bên trong là hai hộp đựng giày. Giày. Cô mở chiếc đầu tiên. Một đôi giày cao gót được sơn đỏ. Kiểu dáng rất tây, với gót mỏng, trông rất đẹp và nóng bỏng. Cô không biết đôi giày được làm bằng gì, chất rất mềm, nhìn không giống giày mới chút nào. Vừa vặn vừa chân cô, nhưng cô không quen đi giày gót nhọn, cũng chỉ đi một hoặc hai lần khi dự tiệc. Cô nhanh chóng cất vào, muốn xem thử đôi thứ hai. Đôi thứ nhất đã đẹp như vậy thì đôi thứ hai sẽ còn như thế nào nữa? Cô vốn nghĩ rằng cô sẽ không bất ngờ như vậy, nhưng cô đã bị sốc sau khi mở nó ra. Hộp giày được bao phủ bởi những cánh hồng hồng, trong đó đặt một đôi giày pha lê. Đó thực sự là đôi giày pha lê, kiểu dáng như trong truyện cổ tích. Trong suốt, còn được khảm kim cương bên trong, nó sẽ phản chiếu ánh sáng đặc biệt. Cả đôi giày đều phát sáng bling bling. Ôi trời ơi, đẹp quá đi. Hứa Minh Tâm hết sức vui mừng, đôi này đánh vào thị giác nhiều hơn so với đôi trước. Đôi giày pha lê này đơn giản là điều mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Cô khi còn nhỏ ai chưa từng xem qua cô bé lọ lem chứ, đều mong rằng hoàng tử sẽ tìm thấy mình, mang đôi giày pha lê vào chân công chúa. Cô đang mơ sao? Thử xem. Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của Cố Gia Huy truyền đến bên tai. Sự thanh tao như giai điệu của cây đàn sen lô, đánh gục lòng người.
Anh lấy giày, quỳ một gối xuống, nâng chân nhỏ của cô lên, rồi xỏ giày vào chân cô. Hứa Minh Tâm cảm nhận được sự đụng chạm của anh, cả người cô khẽ run lên, cảm giác mình vẫn đang ở trong giấc mơ. Sau đó cô Gia Huy nắm tay cô, kéo cô ngây ngốc đến trước tấm gương soi toàn thân, cô mới có thể nhìn dáng vẻ mình như thế nào trong gương. Giày và quần áo không ăn khớp với nhau, dù sao thì cô cũng đang mặc kiểu đi làm. Đôi giày đẹp như vậy, nên mặc một chiếc váy xinh xắn, trang điểm như một nàng công chúa mới phù hợp nhất. Mau lại đỡ em sắp ngất rồi, em còn tưởng là mình đang nằm mơ. Cố Trung Thành nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, nói, định lực của em kém quá. Bây giờ đã muốn ngất rồi, vậy sau này phải làm sao? Nói cũng đúng ha, không được, em muốn cất nó đi. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em. Hứa Minh Tâm nhanh chóng cởi giày, đặt chúng cẩn thận. Cô cất nó vào sâu bên trong tủ quần áo, như giấu một bảo bối. Trong tương lai sẽ có cơ hội mặc nó, quang minh chính đại xuất hiện ngay bên cạnh Cố Gia Huy. Nhưng hiện tại, cô không có tư cách tuyệt vời này. Cô sẽ ngày càng tốt hơn. Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay nhỏ của mình. Áp lực càng lớn thì động lực tiến lên cũng càng lớn. Buổi sáng cô đi ra ngoài với Cố Gia Huy, anh đi làm, còn cô đi thăm Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân vốn muốn tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau, nhưng Lệ Nghiêm trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Gia Huy, Cố Gia Huy trực tiếp phê duyệt nghỉ phép có lương. Khi Hứa Minh Tâm đi ngang qua, Bạch Thư Hân đang chơi game trên ghế sofa, Lệ Nghiêm mặc tạp dề quét dọn vệ sinh. Một người đàn ông to cao 1m8, đang cần mẫn lau sàn lau bàn. Hình ảnh lại có chút cảm giác vui, cô cảm thấy mình có thể viết một bản báo cáo, gọi là khía cạnh không biết của anh Minh Hồ. Người đàn ông nhìn vào khoảng không, người phụ nữ nhìn vào rơi nước mắt. Cô Tâm đến rồi sao? Đúng lúc, Thư Hàn đang chỉ biết la chán nản, cô nên thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cùng em ấy nhiều hơn. Tôi sẽ rửa hoa quả cho hai người. Bác sĩ Minh, không cần phiền phức vậy đâu. Nên vậy, Hứa Minh Tâm ngồi bên cạnh Bạch Thư Hân nói, cậu và anh cậu hòa thuận rồi sao? Là anh ấy mặt dày ở lại chỗ tớ được không? Tối hôm qua anh ấy uống say đến bất tỉnh nhân sự, tớ còn kéo anh ấy đến sofa. Kết quả là tớ mệt mỏi nằm dài ra, tớ vậy mà cả đêm phải ngủ trên mặt đất. Nếu tớ bị cảm thì, tớ nhất định tìm anh ta. Yên tâm đi, cho dù em bị cảm, không phải vẫn còn anh sao? Anh là bác sĩ, không phải chỉ để trưng bày. Lệ Nghiêm bưng trái cây đi ra, thản nhiên nói. Bạch Thư Hân tức giận liếc mắt một cái. Mặc kệ anh ấy tiếp tục chơi game. Chờ đã, em nghe thấy tiếng bước chân, người đâu? Hướng 12 giờ, ngốc nghếch. Lệ Nghiêm gõ đầu cô ấy nói, anh đi mua đồ ăn, em ở nhà ngoan ngoãn. Đừng để người lạ vào, anh đi đây. Biết rồi, mùi vị gian lận thật tuyệt. Bạch Thư Hân rút lại suy nghĩ ngu ngốc của mình đêm qua, gian lận mới đẹp trai sao, cứ như vậy để thằng cha này vừa xuống, liền về nhà. Ngay khi Lệ Nghiêm rời đi, không lâu sau Bạch Thư Hân đã cũng thua. Cô ấy lấy một chùm nho thành thơi gặm. Hiện tại cô ấy cảm thấy mọi thứ Lệ Nghiêm mua đều là tốt nhất, trái cây còn ngọt hơn mấy lần so với những thứ cô ấy mua trước đây. Không phải bây giờ quan hệ của cậu và bác sĩ Minh rất tốt sao? Trước đó còn giận dỗi mà. Bởi vì tớ đã nghĩ thông suốt rồi. Cô ấy có thể có được thời gian của anh trai này không còn nhiều nữa rồi. Một người phụ nữ khác còn chưa xuất hiện, cô ấy không thể buông tay. Sao sáng nay cậu không đến lớp? Gia Huy tối hôm qua trở về, nên tớ ngủ lố giờ. Hả, hai người không phải là... Bạch Thư Hân cười gian nói. Hứa Minh Tâm trừng mắt, đừng nói nhảm, không có chuyện gì xảy ra hết, giữa chúng tớ rất trong sáng. Nói đến cũng kỳ lạ, làm sao Yogi Huy có thể chịu đựng được. Hai người ở bên nhau cũng được vài tháng rồi. Hai người sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường. Chẳng lẽ không có chuyện gì tuyệt vời xảy ra sao? Không có. Anh ấy có động tay động chân gì không? Không cô. Có hôn cậu nồng nhiệt trên giường không? Cũng không có. Thật kỳ quái, Gia Huy bị bệnh, hay là cậu bị bệnh vậy? Cậu mới bệnh, đầu óc không trong sạch, ăn nho của cậu đi. Hứa Minh Tâm né tránh ánh mắt của cô ấy, vì sợ Bạch Thư Hân sẽ nhìn thấu đầu mối. Người đàn ông của cô không dương lên. Làm sao có thể nói ra điều này? Cô sợ Bạch Thư Hân sẽ cười nhạo Cố Gia Huy, cũng sợ cô ấy sẽ thuyết phục mình chia tay. Dứt khoát vẫn là không nói vậy. Hứa Minh Tâm ở đây một ngày, dù sao buổi chiều cũng không có lớp học.
Khi cả hai nhàm chán xem chương trình, không ngờ HTV đầu đề lại đầy tin tức. Tin sốc, người tổng giám đốc tập đoàn JNC thích căn bản không phải là một người đàn ông, mà là thích cô ấy. Đáp án, vợ của tổng giám đốc tập đoàn JNC che mặt bí ẩn khi hai người nhìn thấy tin tức, đều nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bàng hoàng trong mắt đối phương. Cậu bị lộ rồi sao? Tớ lên đầu đề rồi sao? Hai người vội vàng mở tin tức, chỉ thấy truyền thông quay được khoảng 10 giờ 20 sáng khi Cố Gia Huy đột nhiên xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng, đón một cô gái. Đối phương ăn mặc hơi hầm hố, đội mũ lưỡi chai, nhưng thân hình gợi cảm đó, không nghi ngờ gì nữa đó là một người đẹp. Trong video, người phụ nữ vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, liền lao đến Cố Gia Huy, lao vào vòng tay của Cố Gia Huy. Nghe các phóng viên nói rằng lần này ngồi ở sân bay, chuẩn bị quay một người nổi tiếng nào đó, kết quả là không ngờ chụp được Cố Gia Huy của tập đoàn JNC. Sau đó cả hai cùng nhau rời đi, vừa nói vừa cười, Cố Gia Huy còn chủ động giúp người phụ nữ xách ba lô và vali. Thậm chí còn xoa đầu cô. Phóng viên dám đoán chắc rằng, trên thực tế, Cố Trung Thành cố ý đánh lừa sự chú ý của mọi người, nói rằng anh thích đàn ông. Thực ra, thầm yêu ai đó, sao may mắn của tình yêu đã chuyển động, vẫn luôn đang đợi người đẹp trở về. Hứa Minh Tâm đã xem hết video, tay chân lạnh ngắt, cơ thể không hề thấy nóng. Thư Hàn, nhà cậu không chỉnh điều hòa hả, tớ lạnh quá. Điều hòa mở ở 30 độ rồi, Cố Gia Huy chết tiệt, quá trắng trợn rồi. Nếu không phải bị phóng viên chụp được, cậu có phải định biết chuyện mà không báo phải không? Có lẽ nào, là một sự hiểu lầm. Hứa Minh Tâm nghĩ đến Ôn Thanh Vân, lần trước chỉ là một sự hiểu lầm, nói không chừng lần này cũng vậy. Có lẽ người phụ nữ đó là Ôn Thanh Vân. Hứa Minh Tâm đã rất cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng cô không thể. Cô biết Ôn Thanh Vân là người như thế nào, đoan trang tao nhã, sao có thể ăn mặc thành như thế này được. Người phụ nữ trong video không phải là Ôn Thanh Vân, vậy đó còn là ai? Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm chị dâu thứ hai? Không được, tớ phải đi hỏi thử. Hứa Minh Tâm vội vàng chạy ra ngoài. Cô tình cờ gặp Lễ Nghiêm ở cửa. Cô Tâm muốn đi sao? Hứa Minh Tâm không kịp trả lời, vội vàng rời đi. Sau đó Bạch Thư Hân cũng đuổi theo ra ngoài. Sao em lại đi? Lễ Nghiêm ngăn cô ấy lại. Minh Tâm bị người khác bắt nạt, một mình cậu ấy không ổn, em đi giúp cậu ấy. Em giúp cô ấy như thế nào? Ừ ha, em còn có anh mà, đưa anh đi hỗ trợ. Bạch Thư Hân đưa Lễ Nghiêm đi mà không nói thêm lời nào. Khi họ ra khỏi tiểu khu, đúng lúc họ vừa thấy Hứa Minh Tâm lên taxi. Cô chạy nhanh nhất có thể đến tập đoàn JNC, nhưng lại bị người khác chặn lại. Cô đã gọi thẳng cho Cố Gia Huy, nói rằng cô đang ở tập đoàn. Sao em lại ở đây? Cũng được, anh đúng lúc muốn giới thiệu với em một người. Hứa Minh Tâm nghe thấy hơi nhướng mày. Còn muốn giới thiệu cho cô biết. Giới thiệu cái búa. Hứa Minh Tâm lấy điện thoại di động ra, nói, tổng giám đốc của các người đã nói rồi, tôi có thể vào được chưa? Xin mời. Hứa Minh Tâm nhanh chóng lên thang máy. Khi cô lên đến tầng cao nhất, dễ giật mình nghe thấy một giọng nữ lạ. Trang trí nội thất này không được, sao lại âm u vô hồn như vậy, nhìn làm lạnh chết người tai. Khương Tuấn, phòng chán nước cũng sửa chữa luôn đi, sửa lớn một chút. Lúc uống cà phê còn có đủ không gian để nghỉ ngơi. Phòng chờ này cũng không được, tất cả các ghế sofa đều thay thế bằng gỗ lim ái trà, tùy tiện nói thật vui vẻ. Cô hai của tôi, cô thật sự biết bắt tôi làm trò cười đó, tôi đều đã nhớ kỹ. Ngày mai em sẽ đổi ý, anh có nhớ cũng vô ích. Này, anh Gia Huy cũng thật là, anh để em ở đây rồi tự mình đi làm việc. Một mình em quá nhàm chán. Cô Tâm, cái gì vậy cô Tâm? Cô nhìn Khương Tuấn, không rõ anh ta bất thình lình nói cái gì. Nhìn thấy ánh mắt anh ta lướt qua cô, nhìn ra sau lưng cô chợt hiểu ra, lặng lẽ quay lại. Cô nhìn thấy một cô gái 18, 19, mặc áo len và quần jean, dưới chân đi một đôi giày trắng sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trắng nốn mềm mại khiến người ta không khỏi muốn véo con bé mập mạp. Thật là một con búp bê nữ dễ thương, được làm bằng bột và ngọc. Cô Tâm. Cô chính là vị hôn thê của anh Gia Huy hả, Hứa Minh Tâm? Ừ, tôi là Hứa Minh Tâm, còn cô thì sao? Tôi, cô ta đảo mắt, nó tràn đầy vẻ rực rỡ của Hu Yipu. Cô ta cười và nói, tôi tên là Yên,
tôi là thanh mai trúc mã của anh Gia Huy. Thanh mai trúc mã, bốn chữ này bùng nổ trong đầu cô, thân thể nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm khẽ run lên. Chấm, tôi không có nghe anh ấy nói đến cô. Thế nhưng tôi lại nghe anh ấy nói đến cô, chuyện của cậu và anh ấy, tôi biết mọi thứ, thậm chí còn biết anh ấy tặng cậu hai đôi giày cao gót, một đôi màu đỏ, một đôi pha lê đúng không? Cô, làm sao cô biết được? Hứa Minh Tâm rất ngạc nhiên, sắc mặt cũng đã nhợt nhạt mấy phần. Cố Gia Huy làm quái gì mà cái gì cũng đều nói cho cô ấy. Cô nắm chặt nắm đấm, kiềm chế xúc động muốn rời khỏi của mình. Lần này, cô muốn đợi Cố Gia Huy ra, cho mình một lời trả lời hợp lý, để tránh cho anh lại nói cô vu oan anh. Hiện tại cũng không phải là cô vu oan người khác, là Yên chính miệng nói ra, họ là Thanh Mai Trúc Mã. Khương Tuấn nhìn hai người phụ nữ hết sức căng thẳng, nghĩ muốn khuyên giải. Cô Vi, cô đừng trêu chọc với cô Tâm nữa. Tôi nói đùa chỗ nào, chẳng lẽ tôi không phải là Thanh Mai Trúc Mã của anh Gia Huy sao? Hai chúng tôi từ lúc còn mặc quần đũng đã quen biết rồi. Lúc nhỏ anh ấy không thích cười, bộ dáng sụ mặt của anh ấy cậu cũng chưa từng thấy, còn tôi có thể thấy rất rõ ràng. Tôi là con dâu nuôi từ nhỏ của anh ấy, chúng tôi thật ra là muốn bên nhau. Nếu như không phải cậu ngoài ý muốn xuất hiện, thì tôi nghĩ chúng tôi đã sớm kết hôn rồi. Hứa Minh Tâm nghe được lời nói này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô cùng, giống như lập tức bị rút hết máu. Họ từ nhỏ đã quen biết. Cô ấy con dâu nuôi từ nhỏ của anh. Anh và cô ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cái gì cô cũng không biết, Gia Huy cũng không nói tới một chữ. Tôi không quen biết cô, Gia Huy không có nhắc đến. Người và chuyện mà anh ấy không nhắc đến, tôi cũng không cần để trong lòng. Cô nắm chặt nắm đấm, quật cường nói. Có chút nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Đúng là một cô gái bướng bỉnh, cô ấy thật sự càng ngày càng hiếu kỳ, anh Gia Huy rốt cuộc thích cô ở điểm nào. Cô ấy tiếp tục nói, a, vậy sao, vậy tôi với anh ấy từng cùng nhau học từ thi từ ca phú cho tới nhân sinh triết học, các người từng có sao? Tôi và anh ấy lúc nhỏ có đính hôn, cô có không? Thế nhưng, anh ấy đã đính hôn với tôi rồi. Cô giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng sức nói, giọng nói có chút khàn khàn. Nhưng vậy thì sao? Cô ấy nhẹ giọng nói. Lạnh nhạt nói, đính hôn cũng không phải kết hôn còn có thể ly hôn. Hiện tại cái xã hội này, thay đổi trong nháy mắt, chuyện sau này, ai cũng không nói chắc được đâu. Hứa Minh Tâm nghe vậy, cảm giác lòng ngực sắp không thở nổi. Cô há hốc mồm, muốn giải thích cái gì đó, nhưng thật lâu cũng không phát ra được một chữ. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của Bạch Thư Hân. Cô cũng dám bắt nạt Hứa Minh Tâm, tôi liều mạng với cô. Bạch Thư Hân vén tay áo lên, trực tiếp xông lên trước. Không ngờ tới thân thủ của đối phương lại khóe léo như vậy, xoay người nhẹ liền tránh được. Bạch Thư Hân lập tức nhíu mày. Người luyện võ, mà còn trên cơ cô ấy nữa. Lại tới một người nữa à? Tôi mặc kệ cậu và Gia Huy là quan hệ như thế nào, nhưng mà Minh Tâm mới là vị hôn thê của Gia Huy. Cô lại định làm gì? Thật sao, tôi định làm gì cũng không phải các người nói là được, mà là anh Gia Huy quyết định mới được. Anh Gia Huy, gọi cũng thân thiết quá. Đúng vậy, cô ấy định làm gì, cũng là Gia Huy nói là được. Hóa ra không hay không biết. Mình đã mất đi tất cả quyền chủ động từ lâu rồi. Yên khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, nói, nhìn bộ dáng này, cậu rất thích anh Gia Huy sao? Thế nhưng cô không cảm thấy giữa hai người có khoảng cách sao? Tuổi tác thân phận, sức ảnh hưởng ở Đà Nẵng, cô không cảm thấy là trở ngại sao? Lời này, không phải nên là cô trả lời tôi sao? Nếu Gia Huy nói tôi là trở ngại, vậy tôi chính là trở ngại. Người bên ngoài, không có tư cách. Chuyện của chúng tôi cũng không tới phiên cô quản. Hứa Minh Tâm siết chặt bàn tay nhỏ, hít thở sâu một hơi, ánh mắt lộ ra đôi chút lạnh lùng, nhìn thẳng vào cô ấy. Lần này, không có sự rụt rè nao núng. Những lời này của Yên, cô nghe nhiều quá cũng đã ngán, không thể thay lời hoa văn hơn chút sao. Yên nhìn thân thể gầy yếu của cô mà lại phát ra sức lực khổng lồ, nhìn Tưởng Yến đến mức gió thổi liền bay, nhưng là ánh mắt lại kiên định lạ thường. Lúc này mới giống như là người nhà họ Cố. Yên cười nói, được rồi, đến bây giờ tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là. Yên còn chưa nói xong, liền thấy trong góc thang máy có một người đi ra, mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới.
Lệ Nghiêm. Lệ Nghiêm vừa mới đậu xe, đến muộn một bước. Khi anh ấy nhìn thấy rõ người dến, thì đối phương đã đâm đầu thẳng vào trong ngực của anh ấy. Hai tay cô ấy choàng tay qua cổ anh ấy, thân mật cọ sát trước ngực anh ấy. Sau khi thấy Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm trợn mắt há mồm, đây là tình huống gì vậy? Bạch Thư Hân phản ứng trước, lập tức tiến lên, dùng sức kéo cô ấy ra. Anh làm gì vậy? Lệ Nghiêm ngăn cản Bạch Thư Hân lại nói, Thư Hàn, đừng vô lễ, cô ấy là đối tác của anh. Mà cô ấy cũng là em gái của Cố Gia Huy, tên là Cố Yên. Mọi người vừa mới gặp nhau rồi hả? Cái gì? Bạch Thư Hân và Hứa Minh Tâm đồng thanh. Bạch Thư Hân bị sốc khi Cố Yên là đối tác của Lệ Nghiêm, mà Hứa Minh Tâm bị sốc chính là Cố Yên hóa ra lại là em gái của Cố Gia Huy. Em gái? Đợi đã. Nhà họ Cố có 4 đứa con, trên có 3 đứa con trai, nhận nuôi 1 đứa con gái. Đến hiện tại cô cũng chưa từng gặp qua, cũng hiếm khi nghe Cố Gia Huy nhắc đến. Cố Yên nhiều năm ở bên ngoài, là vì đi quân đội, hơn nữa còn là ở chung với Lệ Nghiêm. Đây chính là em gái ruột của anh, cũng xinh đẹp, thân thủ cũng không tệ, không hổ là con cháu nhà họ Bạch. Anh của cô thường nhắc đến cô, coi như hôm nay tôi cũng đã được gặp mặt. Không ngờ cô và chị dâu tương lai của tôi lại là bạn tốt, mà tôi và anh cô vừa là cộng tác vừa là chiến hữu, thật sự là duyên phận đó. Yên đưa tay ra, Bạch Thư Hân nhìn chằm chằm, cuối cùng cứng ngắc bắt tay cô ấy. Cô ấy đột nhiên nghĩ đến lời nói lần trước của Lệ Nghiêm, anh ấy gặp được một người, không biết có thích hợp hay không. Chẳng lẽ người được nói đến chính là Yên sao? Mấy năm nay hai người họ xa cách, Lệ Nghiêm liền ngay lập tức bên cạnh Yên sao? Bạch Thư Hân vừa nghĩ tới như thế, trái tim đau đớn vô cùng. Đến mức thất thần, quên buông tay, ngược lại nắm đến càng ngày càng chặt. Yên phát giác, không khỏi có chút nhíu mày, sau đó tránh ra. Em gái của anh sao vậy? Yên nghi ngờ hỏi, bản quyền, sức khỏe em ấy không tốt, tôi đưa em ấy về trước. Tôi đã xem tin tức rồi, có vẻ như là việc nhà của hai người, vậy tôi cũng không tiện nhúng vào. Ừ, cậu về trước đi, tôi và anh Gia Huy đến thăm bố rồi đi tìm cậu. Được. Nói xong, Lệ Nghiêm liền đưa Bạch Thư Hân quay người rời đi. Vào thang máy, chỉ có hai người họ. Bạch Thư Hân thoát tay của anh ấy, cô nén nước mắt, tận lực dùng vuông vức ngữ khí hỏi, trước đây anh nói có chọn được người rồi, chính là cô ấy đúng không? Ừ, tụi anh rất phù hợp, nếu quả như thật để anh tìm một người bạn cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Anh nghĩ, trừ cô ấy ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng anh cũng biết, từ khi bố mẹ mất, em chỉ còn có anh là người thân ruột thịt, trong lòng em sẽ cảm thấy bất an, sợ anh ca vợ rồi, về sau không cần em nữa. Không sao đâu, anh có thể đợi, đây là em có bệnh về tâm lý, anh có thể đợi đến khi em hồi phục. Bạch Thư Hân nghe thế, trái tim lo lắng đau nhói. Cái gì bệnh tâm lý, cô ấy cũng không phải sợ anh ấy mặc kệ mình liền trở thành cô nhi. Mà là, cô ấy yêu anh ấy, nếu như yêu anh ấy là một loại bệnh, vậy thì cô ấy đã vô phương cứu chữa từ lâu rồi. Lệ Nghiêm, anh hiểu cái gì gọi là yêu không? Anh hiểu cái gì là hôn nhân không? Mấy thứ này, sau này anh sẽ từ từ học được thôi. Anh ấy bình thản nói. Tính tình anh ấy trời sinh đã nhạt nhẽo, vô dục vô cầu. Anh ấy tòng quân là do cha mẹ sắp xếp. Sau khi anh ấy bị thương thì không cách nào tòng quân được nữa nên liền đổi nghề sang làm quân y. Cuộc đời anh ấy đã định sẵn là sống vì nhà họ Bạch, vì thế nên anh ấy cũng nên tìm một người vợ môn đăng hộ đối, có thể làm nhà họ Bạch vẻ vang. Cố Yên là sự lựa chọn thích hợp nhất, nghề nghiệp hai người giống nhau, hơn nữa quân hàm của cô ấy cũng không thấp. Nếu như nói cho chú biết thì chắc chắn chú sẽ giơ cả hai tay tán thành. Anh ấy vốn dĩ không xác định chính là vì trong lòng cảm thấy trống rỗng. Anh ấy cũng nói không được đó là cảm giác gì, chính là lúc nửa đêm khi đột ngột bị giấc mơ làm giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh nhìn quất lại phát hiện mình là một người cô độc. Nhưng mà khi anh ấy nhìn thấy Thư Hàn thì sẽ rất an tâm. Hai ngày nay ở bên cạnh cô ấy, anh ấy cảm thấy những khoảng trống nơi trái tim anh ấy đều được lấp đến tràn đầy. Anh ấy chỉ có coi nó như tình thân. Đối với tình yêu mà nói, đúng thật là anh ấy rốt đặc cán mai, nhưng cũng không sao cả, sau này anh ấy cũng có thể từ từ học về nó. Điều duy nhất khiến anh ấy lo lắng chính là Bạch Thư Hân, anh ấy sợ cô không vượt qua được chướng ngại trong lòng mình, sợ cô ấy sẽ coi anh giống như bố mẹ không còn cần cô ấy. Lệ Nghiêm,
thật ra bệnh của em đã khỏi từ lâu rồi, anh cũng nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình đi, em cũng đã hơn 20 tuổi rồi, dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi, em cũng nên tìm một người bầu bạn cả đời rồi. Nếu được như thế là tốt nhất, Lệ Nghiêm hít sâu một hơi, thật lâu sau mới nói ra một câu. Câu này giống như một mũi gai nhọn, hung hăng đâm thật sâu vào tim cô ấy. Lệ Nghiêm nói được, vậy thì cô liền tin. Là chuyện tốt, nhất định là chuyện tốt. Bọn họ phải bảo vệ bên cạnh những người khác nhau giống như hai cạnh của một hình bình hành vậy, ngoại trừ việc cùng hướng về nhau từ nơi xa xa thì vĩnh viễn cũng không thể có giao điểm được. Lúc này, bên trong phòng nghỉ ngơi. Cậu nói xem anh tôi cũng đã một bổ tuổi đầu rồi, sao lại đi tìm một người nhỏ như thế được chứ? Cậu năm nay chỉ mới 18 tuổi, tôi nên gọi cậu là em gái, hay là cháu gái? Hay là chị dâu, anh tôi thật sự là đã quăng cho tôi một vấn đề xoắn hết cả não. Châu già gặm cỏ non, cũng chẳng ai dạy anh ấy đi chơi mấy trò này mà. Cố Yên ngồi bên cạnh châm cứu cho Hứa Minh Tâm, mặt ủ mày ê nói. Cậu vừa rồi tại sao không nói rõ cho tôi biết chứ? Nói chuyện gì? Cố Yên biết rõ còn cố hỏi, tôi cũng không nói gì sai mà, chúng tôi thật sự là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Tôi cũng thật sự là vợ nuôi từ bé của anh ấy, mục đích lúc đầu bố tôi nhận nuôi tôi là vì muốn có một đứa con gái, nhưng mà sau này anh tôi không phải là bị như thế kia rồi sao? Vẻ ngoài xấu xí như vậy, đây đã trở thành một vấn đề vô cùng khó khăn rồi, vì thế nên bố mới muốn gả tôi cho anh ấy. Tôi và anh tôi đều không đồng ý, bố tôi tuổi tác đã lớn rồi, hồ đồ mất rồi, nhưng chúng tôi thì lại không hồ đồ như thế nha. Bao nhiêu năm nay đều là anh em. Sao có thể bên nhau theo kiểu người yêu được chứ? Huống chi, chúng tôi thật sự là nói từ thi từ ca phú nói cho đến triết lý nhân sinh. Anh ấy thật sự không hiểu cô gái lớn đầu như cô muốn cái gì nên anh ấy càng cần đến tôi, anh ấy gọi điện thoại cho tôi hỏi xem nên tặng cho cô cái gì đó. Vậy nhất định phải là giày cao gót rồi, có một câu quảng cáo nói rất đúng, trong tủ giày của một cô gái vĩnh viễn thiếu một đôi giày cao gót. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới hiểu ra. Thì ra mọi chuyện là như thế. Nhưng mà cô Gia Huy chưa từng cùng cô nói từ thi từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh. Cô không vui. Tôi vừa nãy chỉ là thăm dò cậu một chút thôi. Nếu cậu ở bên cạnh anh tôi thì áp lực thật sự sẽ rất lớn. Tôi khảo sát khả năng chịu áp lực của cậu một tí mà thôi. Sự thật chứng minh khả năng chịu áp lực của cậu rất bình thường. Nhưng sau khi bạo phát thì năng lực cũng rất trâu bò. Tôi thích cậu rồi đó. Cô Yên dướn người tới, kinh ngạc thốt lên. Trên người cậu thật thơm quá đi, cậu biết không? Trong quân đội toàn bộ đều là đàn ông, số lượng phụ nữ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngày ngày tôi đều ở cùng một đám đàn ông thô kệch, đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy phụ nữ. Cố Gia Huy họp xong trở về, khi anh vừa đẩy cửa phòng hội nghị ra thì liền nhìn thấy cảnh tượng thế này, sắc mặt tức thì liền trầm xuống. Em gái anh đùa giỡn vợ anh sao? Lý nào lại thế? Đủ rồi, một vừa hai phải thôi. Cố Gia Huy đi tới phía trước túm lấy cổ áo Cố Yên, ngăn cản cô ấy tiến về phía trước thêm nữa. Cố Yên bĩu môi nói, nhỏ nhen, lẽ nào anh còn muốn giấu vợ mình đi, không cho người khác nhìn một cái luôn sao hả? Nếu mà có thể thì anh cũng muốn làm như thế lắm đó. Cố Gia Huy bất đắc dĩ mà nói, anh thuận thế ôm lấy Hứa Minh Tâm, nói, dù sao thì mọi người cùng đã gặp nhau rồi, cùng nhau ăn cơm đi, buổi chiều anh và Yên sẽ đi gặp mặt bố. Mấy người rất nhanh đã đi tới nhà ăn, lúc này đây Hứa Minh Tâm mới biết được Cố Gia Huy cũng vừa lên mạng nên mới thấy được tin tức. Anh ấy nhận điện thoại trở về, đi thẳng một đường vào phòng hội nghị, thẳng cho đến vừa nãy mới đi ra ngoài. Cổ Yên nhìn video một cái, nhịn không được mà khen ngợi, cô ấy nói, chụp tôi cũng không tồi, cho tên phóng viên này thêm một cái chân gà. Lát nữa để Khương Tuấn làm sáng tỏ, không phải chuyện gì khó. Anh... Người bạn nhỏ của anh rất để ý tới anh đó, sau khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới ngay. Khăng khăng muốn nghe chính miệng anh nói, em cố ý làm khó mà cô ấy cũng không chịu đi đâu. Em ấy có bắt nạt em không? Nếu như có thì anh sẽ bắt nạt lại nó cho em. Cố Gia Huy rũ mi xuống nhìn Hứa Minh Tâm. Da đầu Cố Yên nhất thời liền căng thẳng, cô ấy ra sức nháy mắt với Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm cười cười nói, không có, em mới không bị bắt nạt dễ như thế đâu. Vậy thì tốt. Cố Gia Huy cương chiều mà vuốt vuốt đầu cô. Khi mấy người ngồi xuống ghế thì Cố Yên liền chủ động kéo ghế ra cho Hứa Minh Tâm. Cô bé đáng yêu nên có người đi theo sau làm tùy tùng,
phục vụ mọi chuyện từ A đến Z. Anh cũng phải có mắt chút đi chứ. Cố Gia Huy nghe thế thì sắc mặt đen thui. Cố Yên giống như chẳng hề nhìn thấy sắc mặt đen thùi lùi của anh trai nhà mình. Cô ấy tiếp tục nói, cô bé đáng yêu, nếu như cậu rời khỏi anh tôi thì chắc chắn sẽ có một đống lớn đàn ông theo đuổi, tôi dám cam đoan luôn đấy. Đủ rồi. Sắc mặt Cố Gia Huy càng thêm khó coi. Hứa Minh Tâm ngày càng trưởng thành, mặt mũi càng lớn lên lại càng thêm xinh đẹp hút hồn. Anh đã cảm thấy áp lực rồi. Hứa Minh Tâm cảm thấy tình cảm giữa hai anh em bọn họ rất tốt, mặc dù không thường xuyên ở cùng nhau nhưng hoàn toàn không hề có cảm giác xa cách. Cô nghĩ, nhất định là Cố Gia Huy rất tín nhiệm Cố Yên, nếu không thì cũng sẽ không mua một món quà giá trị lớn, còn đi nhờ cô ấy dạy mình như vậy. Tính cách của Cố Yên và Bạch Thư Hân lại có vài chỗ tương tự nhau, phóng khoáng, không để ý chuyện vặt vãnh. Khi ba người đang ăn cơm, Cố Yên nhịn không được mà hỏi, anh, sao trước đây em lại không phát hiện ra anh là một kẻ luyến đồng nhỉ? Nếu không phải em đã điều tra căn cước của cậu ấy, biết cậu ấy đã thành niên rồi thì chắc chắn là em đã báo cảnh sát túm cổ anh đi rồi. Quyến rũ thiếu nữ vị thành niên, tội này bị phạt nặng lắm đó. Khụ khụ, một miếng cơm mà Cố Gia Huy chưa kịp nuốt xuống đều bị mắc kẹt ở cổ họng. Anh không thích người khác nói anh là kẻ luyến đồng. Anh ăn chậm chút đi. Hứa Minh Tâm đau lòng vỗ lưng cho anh, cô đưa cho anh một cốc nước. Cố Yên lại sán tới trước mặt Hứa Minh Tâm, rất nghiêm túc mà hỏi cô một câu, tám cô bé đáng yêu, sao cậu lại dại dột mà lại tìm phải anh trai tôi thế? Anh trai tôi lớn hơn cậu tận 10 tuổi, 3 tuổi đã là một thế hệ, giữa hai người phải nói là có một dải thiên hà chắn ngang qua luôn đói. Dựa vào vẻ ngoài của cậu, đàn ông trẻ tuổi đẹp trai thế nào mà chẳng kiếm được chứ? Tôi còn nghe nói cậu chủ nhỏ của tập đoàn Môn Thị theo đuổi cậu nữa, sao cậu không cân nhắc về tên đó thử xem? Phá! Em gái dùng chính thực lực của mình để hãm hại anh trai tới rồi đây. Xem ra anh phải bảo Khương Tuấn đóng gói hành lý của em trực tiếp đưa về nhà luôn, nhìn bộ dạng em có vẻ như muốn về nhà chăm sóc bên gối bố, sống những ngày tháng hạnh phúc ở nhà. Ha.ans, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói mà, bố chắc chắn là sẽ niệm ngày niệm đêm như đường tăng, niệm chết em luôn mất. Tôi sẽ dẫn cậu đi bệnh viện xem thử, xem thủ có tìm ra được loại thuốc nào tốt không. Cậu cứ chờ nhận tin tốt đi. Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Hứa Minh Tâm kích động không thôi. Nếu như có thể chữa khỏi bệnh này thì từ nay về sau Cố Gia Huy có thể càng thêm tự tin rồi. Cố Yên thu dọn một ít đồ vật rồi liền đi ra ngoài, vốn dĩ cô ấy muốn đi tìm Lễ Nghiêm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đi tới tập đoàn, GC Khương Tuấn dẫn cô ấy tới phòng làm việc ngồi chờ. Rất nhanh thì Cố Gia Huy đã kết thúc hội nghị rồi. Nhìn thấy cô ấy đến thì có hơi kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Cô vợ chưa cưới bé nhỏ của anh có một vài chuyện nghĩ mãi mà không hiểu nên nhờ em đi hỏi thăm giúp. Chuyện gì thế? Cố Yên cười cười, cô ấy ngồi trước. Cố Yên lập tức bắt đầu đau đầu, cô ấy còn cố ý lôi kéo Cố Gia Huy, hy vọng anh có thể đợi đến khi ông cụ ở nhà dạy dỗ cô ấy thì còn có người có thể giúp đỡ được cho mình ít nhiều. Nếu như một mình cô về nhà, dựa theo tính tình của bố cô thì khẳng định sẽ bắt cô ở nhà cũ. Cô ấy không muốn như thế đâu, nhất định sẽ rất khủng bố đó. Cô ấy thấy Cố Gia Huy cầm điện thoại lên thì vội vàng ngăn cản, nói, không cần đâu mà anh, cứu mạng với. Mưu sát em gái này trời ơi. Cố Yên ôm chặt cây cột, bắt đầu kêu gào thảm thiết. Hứa Minh Tâm có hơi chịu không nổi, hơn nữa cô cũng có mấy chuyện riêng tư bí mật muốn hỏi Cố Yên mà. Anh để cô ấy ở lại đi, em cũng không có bạn bè gì ở đây, có thêm một người nữa ở trong nhà cũng có thể có người làm bạn. Nếu không thì cuối tuần em sẽ đến tập đoàn đó, một mình em ở nhà buồn tẻ bao nhiêu anh biết không? Đúng thế, em có thể làm bạn miễn phí với cậu ấy mà. Cái miệng đó của em lời nói kiểu gì cũng đều có thể nói ra được, em nghĩ anh sẽ tin em sao? Cố Gia Huy không vui mà trừng mắt nhìn cô ấy. Em đảm bảo lần này mình sẽ ngoan ngoãn mà. Cố Yên trưng ra bộ mặt trịnh trọng nói với anh, lại có thêm Hứa Minh Tâm cầu xin giúp nên cuối cùng Cố Gia Huy cũng mềm lòng. Sau khi ăn cơm xong thì anh liền chuẩn bị đưa Hứa Minh Tâm đi. Nhưng Hứa Minh Tâm lại kiên quyết muốn Cố Yên tiễn cô, còn nói muốn bồi dưỡng tình cảm chị em giữa hai người. Cuối cùng thì Cố Gia Huy cũng chỉ có thể lùi bước, đồng thời anh còn nhắc nhở Cố Yên 3-4 lần, nếu như Cố Yên còn dám nói nhăng nói cuội trước mặt Hứa Minh Tâm nữa thì anh sẽ tống cổ cô ấy về nhà cũng ngay.
Đợi đến khi Cố Gia Huy đi rồi thì Cố Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nói, thật sự là một tên anh trai hung ác mà. Tình cảm giữa cậu và anh ba cậu hình như rất tốt thì phải. Ừ, nếu như anh hai còn sống thì tình cảm giữa tôi và anh hai cũng sẽ rất tốt, chỉ tiếc là, dù sao thì tôi năm nay tôi cũng chỉ mới 26 tuổi mà thôi, nên khi ở bên cạnh anh hai và anh ba cũng có đề tài nói chuyện chung, với anh cả thì tôi tiếp xúc không nhiều lắm nên tình cảm cũng không thể coi như là sâu đậm được. À, thì ra là như thế. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng thấy anh ba tôi để ý tới một người nào như thế đâu. Lúc đầu khi bố tôi gọi điện cho tôi nói là anh ba đính hôn rồi tôi còn không tin nữa kìa. Không ngờ rằng vậy mà lại là sự thật. Khi đó tôi còn đang nghĩ đến tột cùng là con gái nhà ai có mắt như mù mà lại vừa ý với anh ba tôi. Xin hỏi thị lực của cậu có bình thường không? Tôi có thể giúp cậu kiểm tra độ cận thị miễn phí. Bình thường bình thường. Hơn nữa cậu cũng không thể nói như thế được, anh ba cậu bây giờ không phải rất tốt sao? Bây giờ đúng thật là rất tốt, nhưng mà khi cậu và anh ấy đính hôn thì bộ dạng của anh ấy vẫn còn thế kia. Tôi thật sự không thể không bái phục năng lực thừa nhận của cậu. Vẻ ngoài của anh ấy thế nào tôi đều có thể tiếp nhận được, nhưng mà để một người ngoài như cậu tiếp nhận anh ấy, vậy thì từ nay về sau hai người phải chung chăn chung gối, chồng mình mà có bộ dạng như thế thật sự là rất khó thừa nhận nổi. Vì thế nên tôi mới cảm thấy anh ba của tôi đối xử tốt với cậu là chuyện anh ấy nên làm. Dáng vẻ Cố Yên đi đường phóng khoáng, không hề giống với một cô gái chút nào. Dù sao thì cô ấy cũng ở chung với một đám đàn ông từ năm này sang tháng nọ, vì thế nên cũng giống như một tên đàn ông. Năm đó ông cụ cô muốn có một đứa con gái, nhưng vẫn luôn muốn mà không được, cuối cùng ông cụ chỉ có thể nhận một đứa con nuôi để thỏa mãn mong ước của bản thân. Nhưng bây giờ thì lại ngược lại. Một nhà bốn đứa con trai. Dù sao thì bây giờ cũng đều đã qua cả rồi. Thật ra tôi có một vấn đề khá là riêng tư muốn hỏi cậu một chút. Hứa Minh Tâm nhìn ngó bốn phía. Sau khi xác định là không có người nào nghe lén thì mới thật cẩn thận mà nói. Câu hỏi gì thế? Xin hỏi cậu, đàn ông mà không cứng thì có thể trị được không? Khụ khụ. Cố Yên không ngờ rằng Hứa Minh Tâm vậy mà lại hỏi một câu hỏi tế nhị thế này. Thiếu chút nữa đã bị chính nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cậu không sao chứ? Hứa Minh Tâm vội vàng rót cho cô ấy một cốc nước, còn không ngừng vỗ lưng giúp cô ấy nữa. Người trong câu hỏi của cậu, tôi có quen biết không? Cố Yên hơi nhướng mày hỏi lại. Hứa Minh Tâm sợ bị cô ấy nhìn thấu nên vội vàng trốn tránh ánh mắt của cô ấy, liên tục xua tay nói, cậu không quen đâu. Đây là nỗi khổ não của một người bạn của tôi. Cô ấy nhờ tôi tìm bác sĩ giúp cô ấy. Ô, là thế sao? Có triệu chứng cụ thể gì không? Làm thế nào mà cô ấy biết được? Cố Yên cũng không vạch trần cô. Năm nay cô ấy đã 26 tuổi rồi. Tuổi tác lớn hơn Hứa Minh Tâm nhiều. Mà những chuyện và con người từng gặp qua cũng rất nhiều. Chút kỹ xảo diễn xuất vụng về của cô. Trong mắt cô ấy căn bản là không đủ xem. Cô ấy đã đoán ra là Cố Gia Huy. Chỉ là trong lòng vẫn còn vô cùng bất ngờ và nghi hoặc. Anh ba cô ấy cao lớn khỏe mạnh như vậy, không giống người có bệnh không tiện nói ra nha. Chỉ là, mỗi ngày bọn họ đều ngủ chung với nhau, nhưng giữa hai người lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Lại có một lần ngoài ý muốn, người đàn ông đó bị người khác bỏ thuốc, cô gái thì muốn giải quyết giúp anh ta nhưng người đàn ông lại không chịu, vậy mà lại từ chối cô ấy. Đối với chuyện lúc đó, giờ Hứa Minh Tâm vẫn còn canh cánh trong lòng, cho đến tận bây giờ cũng không thể nào hiểu nổi. Cô vì nghe thế thì trừng lớn mắt, kinh ngạc đến mức cắm cũng sắp rơi xuống đất tới nơi. Không phải thế chứ? Anh ba cô thật sự có bệnh không tiện nói ra sao? Người bạn đó của tôi, thật ra cô ấy đã nhìn thấu rồi, nhưng lại ngại nói cho chàng trai đó biết thôi, cô ấy cảm thấy chuyện này đả kích người ta quá. Vậy sao cô ấy còn không chịu rời khỏi người đó đi? Bởi vì bọn họ thật lòng yêu thương lẫn nhau. Hứa Minh Tâm trả lời vô cùng dứt khoát. Cố Yên nhịn không được mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ấy thật sự rất lo lắng, sợ Cố Gia Huy sẽ không tìm được người tốt, tuổi tác của hai người cách nhau lớn như vậy, chỉ sợ là không thể ở bên nhau tốt đẹp được. Nhưng bây giờ xem ra là cô ấy đã lo lắng thừa rồi, có thích một người hay không cô cũng có thể nhận ra được. Khi Hứa Minh Tâm nhắc tới Cố Gia Huy thì trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh. Cậu nói xem có cách nào chữa khỏi không? Hứa Minh Tâm mong chờ nhìn Cố Yên. Bạn của cậu đã từng nghĩ đến việc nếu như không thể chữa khỏi thì phải làm sao chưa? Cũng không có cách nào, cứ sống với nhau như thế cả đời thôi.
Nếu không có con thì đi cô nhi viện nhận một đứa về nuôi là được rồi. Bạn của cậu suy nghĩ cũng đơn giản thật đó. Đơn giản một chút không tốt sao? Hứa Minh Tâm nghiêng đầu khó hiểu hỏi. Rất tốt là đằng khác, con người nên suy nghĩ đơn giản một chút, nghĩ phức tạp quá chỉ tổ làm mệt người mệt mình mà thôi. Tình huống của cậu tôi đã biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách gì thích hợp hết. Sau khi quay về tôi bàn làm việc, thần thần bí bí mà nói, anh ba, anh không cứng được sao? Khụ khụ, Cố Gia Huy xém chút nữa là bị chính nước miếng của mình sặc chết. Em lại nghe ai nói nữa thế hả? Đúng là nói nhăng nói cuội. Là Hứa Minh Tâm chính miệng nói cho em biết, cô ấy còn không dám nói đó chính là bệnh tình của anh nữa, cô ấy chỉ nói là chuyện của bạn mình. Nhưng mà em dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được người mà cô ấy nói chính là anh. Anh và cô ấy chung chăn chung gối bao lâu rồi nhưng vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì khác sao? Anh bị người khác bỏ thuốc, thà rằng tự mình giải quyết cũng không muốn để cho cô ấy giúp đỡ. Anh, em muốn hỏi anh một câu, anh bị bệnh này bao nhiêu năm rồi? Em cút qua một bên đi, anh rất là khỏe mạnh, hoàn toàn không mắc bệnh gì khó nói cả. Mặt mày Cố Gia Huy đen thui, tính tình cũng táo bạo hẳn lên. Năm lần bảy lượt bị người khác nghi ngờ năng lực của mình. Ai là đàn ông thì cũng sẽ không vui vẻ nổi. Thật sao, chúng ta là người nhà với nhau cả, anh cũng đừng lừa gạt em làm gì. Tốt xấu gì thì em cũng là bác sĩ mà, dù sao thì em cũng có thể giúp anh được chứ. Anh có cắn phải gạt em không? Anh thật sự rất khỏe mạnh, chỉ là tuổi của cô ấy vẫn còn nhỏ, bây giờ còn quá sớm mà thôi. Anh, vậy là anh chưa từng nghĩ tới một vấn đề này rồi. Con gái đặc biệt coi trong lần đầu tiên của mình. Đối với người đàn ông đầu tiên của mình cô ấy cũng sẽ có tình cảm rất sâu đậm. Anh biết, nhưng loại thủ đoạn này quá ti tiện, anh không thể để cô ấy vì không thể quên được anh mà cướp đi sự trong trắng của cô ấy được. Nếu như cô ấy 20 tuổi thì nhất định anh sẽ không do dự, nhưng đối với anh mà nói thì bây giờ cô ấy vẫn là trẻ con, phải nói chuyện yêu đương một cách đứng đắn, phải để cô ấy hưởng thụ việc được người khác nâng niu. Anh có đủ khả năng để cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Để cô ấy có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp đúng với độ tuổi 18 của mình. Khi Cố Gia Huy nhắc đến Hứa Minh Tâm thì mặt mày ôn hòa, giọng nói dịu dàng. Hai người này thật sự là càng ngày càng giống hai vợ chồng, khi nhắc đến đối phương thì sắc mặt và ánh mắt đều như nhau. Ôi ôi ôi, làm một con cầu FA như cô cũng phải nổi da gà. Anh, em gái anh cũng có tuổi 18 vậy, sao chẳng thấy anh che cho bảo vệ em, yêu thương em như vậy? Sao chẳng thấy em được hưởng thụ gì hết vậy? Bây giờ còn cần anh phải đi quan tâm một cô gái 26 tuổi như em nữa sao? Cô Gia Huy nhường mày nhìn cô ấy, Cổ Yên nhất thời liền giận điên lên, không cần. Cô ấy cầm lấy một quả táo lên gặm, đứng ở bên cửa sổ sát đất thường thức cảnh đẹp bên ngoài. Vây, chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi, anh hoàn toàn không có vấn đề gì hết, tất cả đều là do Hứa Minh Tâm đoán bừa. Vậy em cũng biết nên giải quyết thế nào rồi. Em muốn làm gì nữa? Không nói cho anh biết. Được rồi, anh nhanh dẫn em về nhà cũ báo cáo điểm danh đi. Em còn muốn kết thúc sớm một chút để đi tìm Lễ Nghiêm đây này. Sau khi anh ấy đi còn giao phó cho em một đống chuyện. Em sắp mệt đến chết luôn rồi. Em còn chưa tầm anh ấy tinh số đâu. Em và Nguyễn Doanh thế nào giói? Như thế nào là như thế nào? Cô ấy cố ý giả bộ sừng sốt, biết rô ý của anh mà còn giả bộ hồ đồ. Em vì cậu ta mà lén lút thay đổi chuyên ngành, thậm chí là vì cậu ta là một đứa con gái như em chạy tới một nơi lạnh khủng khiếp ở ngàn dặm xa xôi, cùng ăn cùng ở với một đám đàn ông. Em vì cậu ta mà làm nhiều như thế, anh đều nhìn thấy trong mắt cả. Bây giờ em cũng đã lớn ra đầu rồi, vừa văn bây giờ kỳ nghi phép của em lại dài, nếu như có thể thi nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện hôn nhân đại sự luôn đi. Ai à, anh trai em vẫn còn chưa kết hôn. Sao em có thể tranh trước anh một bước được chứ? Anh cứ lo cho vị kia nhà anh trước đi, em không cần phải vội vàng. Anh có thể đợi đến năm 30 tuổi thì Lễ Nghiêm cũng có thể. Cố Gia Huy nghe thế thì nhịn không được mà cốc lên đầu cô ấy mấy cái. Mặc dù hai người không phải là anh em ruột, nhưng tình cảm rất sâu đậm. Điều anh hy vọng nhất chính là cô em gái này có thể sống hạnh phúc. Anh còn nhớ rõ khi anh và anh hai trên du thuyền. Mỗi khi nỗi nhỏ nhà ập về thì liền nhắc tới cô em gái này. Hai người nói cười cười, nói phải gả em gái cho người tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho em gái mình trở thành vật hy sinh vì lợi ích gia đình được. Có hai người anh trai chắn mưa chắn gió cho em ấy, cô em gái này của bọn họ liền có thể sống một cuộc sống tự do tự tại rồi.
Nếu như có người nào dám ăn hiếp em ấy thì bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Khi còn nhỏ bọn họ chưa đủ năng lực để bảo vệ Cổ Yên, bây giờ rốt cuộc cũng có đủ sức mạnh, bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho em gái Minh, cho dù người kia là bản thân của mình đi chăng nữa thì cũng vậy. Em không sợ hai năm này cậu ta sẽ xảy ra chuyện sao? Em đã đợi cậu ta thật nhiều năm rồi. Em cam tâm tình nguyện, cũng giống như chị Hoàn chờ đợi anh hai vậy. Lễ Nghiêm không thể bỏ đi em gái mình, em thì không thể buông nối anh ấy. Em giang chờ tới ngày anh ấy nghĩ thông suốt, anh ấy không thể không kết hôn cả đời được, như thế thì em vẫn còn hy vọng. Em cũng biết trên đời này em chính là người phụ nữ thích hợp với anh ấy nhất, em có thể đứng trên bàn phẫu thuật cùng anh ấy, chúng em có đờ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đứng bên ngoài lều trại ngắm trăng. Giao anh ấy cho người phụ nữ khác, em không yên tâm được. Mặc dù em một mực im lặng không nói gì, vẫn luôn âm thầm trả giá sau lưng anh ấy, nhưng nếu như thật sự có tinh địch xuất hiện, em tuyệt đối sẽ không để cô ta thành công đâu. Cổ Yên nói rõ ràng rành mạch từng chữ, quyết tâm bảo vệ người mình yêu thương, không ai, cũng không có cách nào sánh được. Cố Gia Huy thấy cô ấy tự tin như thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy rồi thì anh vẫn hy vọng hai người có thể sớm ngày về bên nhau. Yên tâm đi, em sẽ nói với anh ấy. Đi thôi, nhanh về nhà cũ thôi, bố chắc chắn sẽ mắng em chết mất. Cố Yên vốn dĩ còn muốn sau khi đi về nhà cũ, nếu có thời gian thì sẽ đi tìm Lễ Nghiêm. Nhưng cô ấy không ngờ rằng ông cụ ở nhà dạy dỗ cô ấy hết cả một buổi chiều, đến cả Cố Gia Huy cũng chẳng thể nào cứu nổi cô ấy. Cứ như thế mà nói thắng tới tội, nếu không phải là Cố Gia Huy nói Hứa Minh Tâm vẫn còn đang ở nhà đòi thì căn bản là ông cụ không tính buông tha cho Cổ Yên. Sau khi Cổ Yên về tới biệt thự, cả người đều mém nhữ ngồi im trên ghế sofa, bố niệm kinh đường tăng càng ngày càng loi hại, bây giờ đầu em càng ngày càng đau. Em cũng đủ rồi đó. Đến anh cũng bị em làm mệt lây đây này. Hai người về rồi sao? Khát rồi đúng không? Em ép nước trái cây cho hai người rồi đây. Hứa Minh Tâm bưng trái cây và nước ép trái cây ra. Cố Gia Huy nói, đợi lâu rồi đúng không? Anh lên lầu thay quần áo rồi sẽ xuống ăn cơm ngay. Không vội đâu, anh nhanh đi đi. Hứa Minh Tâm ước gì anh đi sớm một chút, như thế thì cô mới có thể hỏi kết quả từ Cổ Yên được. Ánh mắt cô dõi theo Cố Gia Huy rời đi. Ngay sau đó liền vội vàng hỏi Cổ Yên, Yên, thế nào rồi? Tìm được cách rồi, cậu chỉ cần theo lời tôi nói mà làm là đã thành công hơn nửa rồi. Cố Yên cười khẽ nháy mắt với cô, nhỏ giọng nói bên tai Hứa Minh Tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm đấy vẻ hổ nghi. Này, có được không đấy? Cậu yên tâm đi, không cần phải dùng thuốc, đảm bảo có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Vậy cũng được, để tôi thử xem sao. Cổ lên, thời gian đã không còn sớm nữa, tôi đi về phòng ngủ trước đây, bye bye nha. Hứa Minh Tâm cũng âm thầm siết chặt nắm đấm, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Khoảng 9 giờ tối, Cố Gia Huy từ phòng sách quay về phòng ngủ. Khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra thì Liên nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang cắn bút làm bài tập. Trong khoảnh khắc khi anh nhìn cô thì Liên hung hãng nhíu mày lại. Cả người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc áo SD mi trắng của anh. Nút áo thì trực tiếp bỏ trống cho tới dưới xương quai xanh. Trong nháy mắt khí cô cúi người làm bài tập thì Cảnh Xuân liền hiện ra. Hứa Minh Tâm cảm giác được có người, khi nhìn thấy là anh thì vui mừng nói, anh quay về rồi sao? Anh có mệt không? Sao em lại ăn mặc thế này? Cố Gia Huy nhíu mày nói. Không đẹp sao? Cô đứng trên ghế sofa xoay một vòng. Thân thể thon dài trắng nôn, mái tóc dài buộc hờ hững làm cả người cô hấp dẫn muốn chết. Khi xoay người, vạt áo tung bay, như ẩn như hiện. Đợi một chút, anh có chuyện cần phải xử lý. Cố Gia Huy hung hãng híp mắt lại, đóng cửa lại phanh, một tiếng. Hứa Minh Tâm sừng sốt, ngay sau đó cô liền nhụt chỉ ngồi trên ghế sofa, vẫn không được, biện pháp này căn bản là vô dụng. Còn nói gì mà anh ấy sẽ bổ nhào qua như sói đói chứ, gạt người. Phương pháp mà cô Yên nói cho cô chính là mặc áo sơ mi trắng của Cố Gia Huy. Sau đó liền lắc lư trước mặt anh, mặc dù cô cảm thấy có hơi không ổn nhưng vẫn muốn thử một chút xem sao. Không ngờ rằng vẫn không được, bệnh này rốt cuộc là còn có thể chữa được không đờ. Cố Gia Huy trực tiếp xông thẳng vào phòng Cổ Yên, làm cô ấy bị dọa chết khiếp. Anh làm gì thế? Cổ Yên bị dọa sợ hết hồn phải gắt gao ôm chặt chăn. Cổ Yên, em làm được chuyện tốt rồi.
anh không cần đoán cũng biết nhất định đó là chủ ý ngu xuẩn của Cố Yên. Đây là phúc lợi anh có hiểu không thế? Em phát phúc lợi cho anh lần nữa đấy. Bữa tiệc thị giác hoàn mỹ đờ, anh phải biết hưởng thụ chứ. Hưởng thụ quỷ gì mà hưởng thụ, để anh cho em hưởng thụ nhé. Em cút về nhà cũng ngay cho anh. Nếu như lần này anh còn mềm lòng nữa thì tên anh sẽ viết ngược lại. Anh gì đừng mà. Nhưng bất kể Cố Yên kêu gào xé họng thế nào thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Lần này, ngay cả chăn cũng bị đóng gói lên xe cùng cô ấy. Hứa Minh Tâm nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết thì đi ra khỏi phòng xem thử, chưa đi được mấy bước thì liền bị Cố Gia Huy quát lớn. Vẻ phòng thay quần áo cho anh, có nghe rõ chưa? Quá hung ác. Hứa Minh Tâm bị dọa tới mức lạnh run, cô cũng không dám cầu xin giúp Cố Yên nữa mà nhanh chóng về phòng thay quần áo trên người mình thành một bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình. Cố Gia Huy nhìn theo chiếc xe chạy đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về phòng, Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ, chỉ sợ Cố Gia Huy lấy mình ra khai đao trước thôi. Cố Yên đã hy sinh lừng lẫy như vậy, cô phải bảo vệ tốt chính mình mới được. Anh đi tắm trước đi, em vẫn còn phải làm đờ. Sau này em không được nghe Cố Yên nói nhằng nói cuội nữa, biết chưa? Em mặc như thế này rất xinh đẹp, anh rất thích. Sau này em sẽ chỉ nghe lời một mình anh thôi. Ngoan. Anh giống như là muốn khen thường mà hôn lên trán cô một cái, ngay sau đó liền đi tắm. Hứa Minh Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi, đại nạn không chết, sau này có phúc. Đợi đến sau khi Cố Gia Huy trở ra thì Hứa Minh Tâm đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Cái đó, xin lỗi anh, em không biết là anh sẽ tức giận. Phản cảm như vậy, nếu như anh ghét như thế thì sau này em sẽ không làm nữa. Hứa Minh Tâm cố gắng tích đủ dũng khí, chủ động tích cực thừa nhận sai lầm của mình. Cố Gia Huy nghe thế thì trong nháy mắt tim gan dã mềm nhũn cả ra. Sao anh lại có thể ghét như thế chứ? Rõ ràng là bị môi mỏng đè lên môi cô, rất nhanh đã công thành đoạt đất, làm cô hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng. Cô rất muốn chiếm được chủ đạo một lần, nhưng chưa từng có lần nào thành công. Nụ hôn của anh quá mức thô bạo và bá đạo, rất ngang ngược, thậm chí còn không cho cô cơ hội để suy nghĩ. Cứ như vậy mà bị hôn tới mơ hồ, đầu óc choáng vang. Thời gian hôn lần này rất dài, lâu đến nỗi Hứa Minh Tâm thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị hôn đến đỏ bừng bừng. Cố Gia Huy thấy cô như thế thì thật sự rất lo lắng về chỉ số thông minh của cô. Anh kịp thời tách ra, để cho cô có thời gian để hít thở, sau đó lại là một vòng công chiếm mới. Không đúng nha. Hứa Minh Tâm ù cạc cạc phát hiện ra vấn đề, tối nay Cố Gia Huy vô cùng bất bình thường. Càng thêm hoang dã, tràn đầy tính xâm lược. Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, cơ thể anh quả nóng, cho dù cách nhau một lớp áo tằm cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Cao hơn nhiệt độ của người bình thường rất nhiều, nóng đến mức cô cũng sắp bị hòa tan tới nơi, cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, cô. Trong chóp mắt đại não liên chết máy. Hứa Minh Tâm kinh ngạc nhìn anh, một người nếu như thật sự không cứng nổi, sao lại có thể? Ngay lúc này, Cố Gia Huy buông tha cho cảnh môi cô, anh sợ cứ tiếp tục như thế này nữa thì mình sẽ khống chế không nổi mất. Anh lại quay về phòng tắm tắm lại lần nữa, mà Hứa Minh Tâm thì lại nằm trên giường tự hỏi nhân sinh. Cô run rẩy buông chặt đôi môi mình, nhớ tới cảm giác vừa rồi, trong đầu mơ hồ như keo dán. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắn tin cho Cố Yên. Cũng may là trước đó cô đã có số điện thoại Cố Yên, cô hỏi, nếu như một người đàn ông đột nhiên hôn cô. Hơn nữa còn nổi lên phản ứng sinh lý bình thường là tình huống gì? Bệnh được trị khỏi rồi sao? Rất nhanh Cố Yên đã nhắn tin trả lời lại, cô ấy nhắn, ngu ngốc, căn bản là anh tôi không có bệnh gì cả. Không có bệnh? Không có bệnh thì tại sao anh lại không chạm vào cô? Lần trước bị ông cụ bỏ thuốc, anh ấy đã khó chịu khó nhịn như thế rồi nhưng vẫn khắc chế bản thân. Tại sao lại như thế chứ? Hứa Minh Tâm suy nghĩ trăm mối mà vẫn không hiểu được. Cô cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa thủy tinh đang đóng chặt. Thật lâu sau thì hình bóng anh mới xuất hiện lần nữa, chống lại ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của Hứa Trúc NS. Đôi con người trong suốt không chứa bất kỳ một chút tạp chất nào, anh cũng không nỡ để đôi mắt xinh đẹp như vậy nhuốm phải bụi bặm thế gian. Em còn chưa hiểu sao? Anh bất đắc dĩ mà hỏi một câu. Hứa Minh Tâm lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình vô tội. Yên nói anh là một người bình thường. Căn bản là không bị bệnh gì cả.
nhưng mà nếu như không có bệnh, không có bệnh thì sao lại? Sao lại không ăn sạch em hà? Cố Gia Huy giúp cô nói nốt nửa câu sau. Hứa Minh Tâm gật gật đầu, bộ dáng giống như một đứa bé ngoan khiêm tốn nghe người lớn chi dạy, kiên nhẫn chờ đợi giáo viên giải đáp thắc mắc. Cố Gia Huy tức giận cốc đầu cô bị đau nên cơ thể cũng co rụt về phía sau. Anh, sao anh lại đánh em? Hứa Minh Tâm vô cùng đáng thương ôm đầu mình, cô bị bắn thật sự rất đau, rõ ràng là anh đã tăng thêm lực tay. Đầu cô cũng phải sưng đỏ lên thành một cục rồi. Bởi vì em quá ngốc. Vậy mà anh còn muốn đánh em thế này nữa, chẳng phải là em sẽ càng ngốc thêm sao? Đạo lý đơn giản như thế mà em cũng không hiểu được sao? Anh không muốn khi em vẫn còn nhỏ như vậy mà đã muốn em. Em vẫn còn chưa tốt nghiệp, em vẫn chưa được nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Anh sợ sau khi anh với em xảy ra quan hệ rối thì sau này em sẽ hối hận. Nếu bây giờ anh vẫn chưa thể mặc áo cưới lên cho em thì anh tuyệt đối cũng sẽ không cởi quần áo của em đã hiểu chưa? Hứa Minh Tâm nghe thấy anh nói thế thì trong lòng hơi chấn động. Anh sợ sau này cô sẽ hối hận, anh còn muốn để cho cô có cơ hội lựa chọn người tốt hơn. Bây giờ anh không thể mặc áo cưới lên cho cô thì cũng tuyệt đối không cởi quần áo của cô ra. Nếu như là người đàn ông khác, có lẽ vĩnh viễn họ cũng sẽ không nghĩ như thế này. Cố Gia Huy, anh làm như thế là... Sao em lại cảm thấy anh rất ngốc thế này? Lỡ như sau này thật sự em không lựa chọn ở bên cạnh anh nữa, vậy anh phải làm sao đây? Vậy thì anh hy vọng em có thể dành lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà mình yêu nhất, dù người đó không phải là anh cũng không sao. Khi Cố Gia Huy nói ra những lời này thì trái tim anh cũng co rút đau đớn. Đương nhiên anh sẽ không để cho loại tình huống như thế xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không. Anh nặng nề nói ra từng chữ. Vô cùng chắc chắn. Hứa Minh Tâm nghe thế thì gắt gao ôm chặt lấy An Hem còn tưởng là anh có bệnh khó nói. Anh hai em phải nghĩ đến cả chuyện nếu sau này chúng ta không có cơn thì còn tôi một cô nhi viện nào đó nhận một đứa về nuôi nữa. Cho dù kết hôn rồi thì chúng ta cũng nên đợi 2 năm sau hằng có con. Tại sao chứ? Bây giờ chỉ số thông minh của em thấp như vậy, mang thai một lần thì phải ngốc 3 năm, anh cần phải có thời gian chuẩn bị. Cố Gia Huy nghiêm túc nói với cô. Hứa Minh Tâm nghe thế thì tức giận trừng mắt nhìn anh, cô nói, em rất thông minh đó, ít nhất thì em cũng biết mình không thể buông tay Cố Gia Huy ra được, cho dù là ai tới tranh giành thì em cũng không thể buông tay được. Đó là tất nhiên rồi, thời gian không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm chút đi. Đúng rồi, mỗi ngày anh đều ngủ cùng em, lẽ nào anh không? Sẽ không đâu. Cố Gia Huy trực tiếp đánh gãy lời cô, anh tức giận nói. Nếu như để có biết được mỗi ngày anh đều bị dục hỏa đốt người, mãi cho tới nửa đêm mới có thể ngủ được thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Hứa Minh Tâm nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ suy sắc. Xong đời rồi. Nhất định là cơ thể cô không hấp dẫn nên mới làm cho anh mất đi dục vọng. Vậy phải làm sao đây? Vì thế nên ngày hôm sau Hứa Minh Tâm liễn hen có yên ra ngoài, cô hỏi cô ấy, có bác sĩ nào biết cách nâng ngực không? Phút. Một ngụm cà phê cô Yên còn chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa là đã phun ra ngoài. Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm, hỏi, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Hiển nhiên như thế, lẽ nào cậu không nhận ra sao? Hứa Minh Tâm vô cùng nỗ lực nâng ngực mình lên cho cô ấy hiểu. Được rồi, có nâng lên nữa cũng vô cố Yên phẩy phẩy tay, lời này như một con. Dung, dao hung hăng đâm thẳng vào lòng cô. Thật ra. Dồn lại một chút thì vẫn còn coi được, cô vẫn muốn dẫy dụa lần cuối cùng trước khi chết. Cổ Yên có hát đi do khóc giờ cười, cô ấy nói, nếu như cậu muốn lựa chọn dùng y học can thiệp thì có thể suy xét việc độn ngực bằng silicon. Hả, không có cách nào khác để phát triển tự nhiên sao? Cái này, Cổ Yên rất muốn nói cho cô biết, muốn nâng ngực một cách tự nhiên thì cần phải có cả hai bên nam nữa cùng nhau hoàn thành. Người phát dục không tốt giống như Hứa Minh Tâm chỉ có thể cố gắng ngày sau mà thôi. Không những phải chú ý đến chế độ ăn uống mà còn phải thường xuyên massage, hoặc là phải trông cây vào chuyện sau này có con mà phát dục lần thứ hai. Nhưng, lấy mối quan hệ giữa Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy bây giờ, rõ ràng là về trước hay về sau gì cũng đều không thích hợp. Cậu đã thử uống sinh tố đu đủ chưa? Mỗi ngày đều uống. Vậy có sờ sờ mỗi ngày không? Ngày nào cũng làm. Thế này đi, tùy theo duyên số thôi. Tôi nghĩ anh tôi cũng sẽ không bỏ đi cậu đâu. Cổ Yên ngượng ngùng ho kho khu vài tiếng.
Hứa Minh Tâm nhất thời tiền nhục chí, trong lòng cô cảm thấy thật chua chát. Cô gục đầu xuống, chán nản không gượng dậy nổi. Yên nói chen vào, tình cảm giữa cậu và cô Bạch Thư Hân gì đó rất tốt sao? Tính tình cô ấy thế nào, thích cái gì? Thư Hàn Hà, con người Thư Hàn rất tốt, tính tình mặc dù có hơi nóng vội, dễ dàng nổi cơn tam bành nhưng không xấu, ngày thường vẫn là một người rất ôn hòa. Thích cái gì sao? Thích mua, thích hoa tưới, thích ăn lầu. Tôi biết rồi, tôi còn có chuyện khác, không thể chơi cùng cậu nữa, bye bye nha. Cổ Yên cầm đồ lên rời đi, ngay sau đó Liên xuất hiện trước cửa nhà Bạch Thư Hân. Cô đã điều tra từ lâu rồi, mấy ngày gần đây Nguyễn Doanh đều ở đây chăm sóc cô em gái đang bị thương của mình. Cô ấy nhắn chuông cửa, là Lệ Nghiêm đi ra mở cửa. Sao em lại tới đây? Em tôi thăm anh mà, em quay về mà anh cũng không đi tìm em cũng chỉ đành tới tìm anh mà thôi. Thật ra anh cũng tính đi tìm em, trước khi đi anh phó thác cho em nhiều chuyện như vậy, cũng nên báo đáp em thật tốt mới phải. Không phải anh nấu cơm rất lợi hại sao? Anh nấu cho em một bữa cơm là được rồi. Sau khi anh đi rồi em cũng nuốt không trôi đồ ăn ở nhà ăn luôn. Được. Cổ Yên ước vào nhưng không nhìn thấy Bạch Minh Chậu đâu. Cô ấy nghi ngờ hỏi, em gái anh đâu rồi? Ở trong phòng ngủ, những thứ này đều là tặng cho em ấy sao? Ừ, cô ấy sẽ thích chứ. Đều là những thứ em ấy thích, em ấy sẽ thích thôi. Cổ Yên nghe thấy lời này thì không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Cô bước về phía trước gõ cửa phòng, trong phòng. Truyền ra giọng nói của Bạch Thư Hân. Cô ấy đẩy cửa bước vào trong rồi đặt bó hoa hồng màu hồng phấn trước mặt Bạch Thư Hân. Lần đầu tiên đến nhà chào hỏi, đây là một ít tấm lòng của tôi, mong cô không chê. Cô tới đây làm gì? Hình như tôi và cô hoàn toàn không thân như vậy mà. Bạch Thư Hân nhìn cô ấy, đầy cảnh giác hỏi. Cổ Yên cảm nhận được thái độ thù địch từ trong lời nói của Bạch Thư Hân nên không nhịn được mà nhíu mày. Lẽ nào là bởi vì chuyện ngày hôm qua nên Bạch Thư Hân không thích cô sao? Hình như cô không thích tôi thì phải. Bởi vì Hứa Minh Tâm sao? Hoàn toàn không phải, chỉ là tôi không thích người La đột nhiên tới nhà Minh mà thôi. Yên tâm đi, tôi đây cũng không phải đến để thăm cô, mục đích chủ yếu của tôi chính là tìm anh cô. Nếu như không phải bởi vì hai người có quan hệ anh em thì tôi cũng sẽ không chủ động lấy lòng cô thể này đâu. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chiêu này có tác dụng, nhưng đáng tiếc là có người không chịu tiếp nhận, mà tôi cũng không phải là loại người giả nhân giả nghĩa gì đó. Người đối xử tốt với tôi thì tự nhiên tôi cũng sẽ đối xử tốt với người ta. Tôi đặt hoa ở đây, hỏi thăm một chút mà thôi, không cần cảm ơn. Cổ Yên thản nhiên nói, khí thế còn phải cao hơn Bạch Thư Hân mấy phần. Bạch Thư Hân tức giận đến nỗi siết chặt nằm đắm, không phải là cô ấy tức giận Cố Yên, mà là ảo não vi chính mình. Cô ấy tức giận Trinh Minh yêu sai người, yêu phải một người không nên yêu. Yên, tới đây giúp anh chút. Tới ngay đây, Cổ Yên chuẩn bị rời đi, khi ra tới cửa rồi thì đột nhiên lại dừng lại bước chân. Cô ấy nói, anh trai cô rất quan tâm tới cô, không ít lần nhắc tới cô bên tai tôi. Trong ấn tượng của tôi, cô vẫn luôn là một cô nhóc không hiểu chuyện. Vĩnh viễn đều không thể hiểu được anh cô đã vì cô mà trả giá bao nhiêu. Trong lòng anh cô toàn bộ đều là cô, nhưng trong lòng cô lại không mảy may coi anh ấy là anh trai. Tôi chưa từng xem ảnh của cô, anh cô nói với tôi rằng tấm ảnh cuối cùng đã bị cô cầm đi rồi, cô không muốn đưa cho anh ấy. Ngay lúc đó tôi liền âm thầm quyết định, nếu gặp được cô thì nhất định tôi phải dạy dỗ cô một trận ra trò. Hy vọng cô sẽ không để tôi có thể nắm được cơ hội đó, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cô dâu. Cổ Yên nói xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lại bị Bạch Thư Hân gọi lại. Vậy, cô có biết không, nếu như cô muốn ở bên cạnh anh tôi, chỉ cần tôi không đồng ý thì anh ấy sẽ không chịu ở bên cô không? Anh ấy sẽ... Cổ Yên hít sâu một hơi rồi mới xoay người lại nói, anh ấy không phải chi sống vì một mình cô, chú cô không chỉ một lần tạo áp lực cho anh ấy, ép anh ấy phải cưới một cô gái môn đăng hộ đổi, bây giờ anh cô chi là đang chịu đựng vì cô mà thôi. Đợi đến khi anh ấy không thể chịu đựng được nữa thì anh ấy vẫn sẽ phải quay về bên cạnh tôi thôi. Anh cô chính là người thân của cô, chứ không phải là nô lệ của cô. Bố mẹ cô chết rồi, bố mẹ anh ấy cũng chết rồi, anh ấy không cần phải chăm sóc cô khắp mọi phương diện. Chỉ bởi vì anh ấy lớn hơn cô vài tuổi nên phải chịu khổ khắp nơi thay cô sao? Những tháng ngày bình yên mà cô có được là bởi vì có người đi trước gánh vác giúp cô. Sau khi Cổ Yên nói xong thì liền xoay người rời đi.
Bạch Thư Hân có rất nhiều lời muốn nói nhưng đều nghẹn ở cổ họng, cô ấy muốn nói ra nhưng lại không thể thốt ra một chữ nào. Như kẹt ở yết hầu, Bạch Thư Hân vẫn luôn biết rằng mình ích kỷ, biết mình đang giam cấm Lệ Nghiêm. Cô ấy không muốn làm anh em bình thường với Nguyễn Doanh, nhưng lại dùng hai từ anh em này để ràng buộc Lệ Nghiêm, muốn làm gì thì làm. Cô ấy cũng muốn thoải mái buông tay, nhưng căn bản là hành động không thể nào nhẹ nhàng như lời nói vậy được, rất khó, rất khó. Khi Cổ Yên đi tới phòng bếp thì Lệ Nghiêm hỏi cô ấy, em và Thư Hàn ở trong phòng lâu như vậy nói những gì thế? Không có gì, một số chuyện bí mật của con giá bọn em thôi. Tính tình của hai người đều không tốt, anh còn lo lắng khi hai người gặp mặt sẽ đánh nhau nữa đó. Vì thế nên anh mới gọi em ra ngoài này sao? Cô Yên tức giận trừng mắt quát anh ấy, em lớn hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, em sẽ không ý manh hiếp yếu. Con gà này xử lý thế nào đây? Rút xương hầm canh. Biết rồi. Cổ Ngọc Ký bét đấu rút xương gà, thậm chí cô ấy còn xếp xưởng gà lại với nhau, hợp thành một bộ xương gà hoàn chỉnh. Cơ thể con gà này không được tốt lắm, xương cốt quả giòn. Ủ, sau này anh sẽ không mua gà ở nhà này nữa, ăn vào không tốt cho cơ thể. Em biết có chỗ bán rau quả hữu cơ, tất cả thực phẩm chỗ đó đều rất sạch sẽ vệ sinh, khi đó khi em phát hiện ra tiệm đó thì liền đoán chắc rằng chắc chắn anh sẽ thích, lần sau em dẫn anh đi xem thử. Được, lần sau coi như là quà bồi tội của anh đi, chỉ hoãn lâu như vậy mới có thể trở về. Làm việc cho anh không phải là chuyện nên làm sao, dù sao thì em cũng đã bị anh giam ăn đứt lâu dài. Cố Yên vô tội nhún vai nói rồi tiếp tục đầm bóp thịt gà. Sau đó liền đặt con gà lên nồi hầm canh, Bạch Thư Hân đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn này thì đột nhiên lại cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi vừa lửa. Khi làm việc Cổ Yên có thể đưa dao phẫu thuật cho anh ấy. Khi tan làm về nhà rối thì Cổ Yên cũng có thể vào bếp giúp đỡ anh ấy. Thật ra từ trước đến giờ đều là cô ấy trói buộc Lệ Nghiêm. Nên buông tay sao? Người đàn ông mà cô ấy yêu nhiều năm như thế, bây giờ lại phải chắp hai tay dâng lên cho người khác. Loại cảm giác này phải gọi lại đau thầu tim gan. Nhưng, nếu không buông tay thì cô ấy có thể làm gì được chứ? Khóe môi Bạch Thư Hân nhếch lên một nụ cười đầy chua xót. Hôm nay có sự giúp đỡ của Cố Yên vì thế cơm canh được làm xong rất nhanh. Cố Yên chuẩn bị bưng bát canh đặt lên bàn liền bị Lệ Nghiêm ngăn cản. Cái đó nóng, em mang bát đũa sắp ra đó là được. Thế cái này giao cho anh nhé. Rồi. Bạch Thư Hân xuất hiện ở trước cửa, nói. Có việc gì cần em giúp đỡ không? Không cần đâu, em cứ ngồi xuống đi, có anh và Yên làm là được rồi. Lệ Nghiêm cười nói, ánh mắt tràn đầy nuông chiều nhìn cô ấy. Trong ánh mắt của Bạch Thư Hân thoáng chút ảm đạm, cô ấy biết trong mắt Nguyễn Doanh bản thân cô vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ không chiêu lớn, vĩnh viễn chỉ là em gái mà không phải là người có khả năng kề vai sát cánh, đứng bên cạnh anh ấy. Lệ Nghiêm múc cho Bạch Thư Hân một bát canh trước, bảo cô ấy tranh thủ uống luôn lúc canh còn nóng. Anh cũng không để cho Cố Yên bận rộn nữa, bảo cô ấy ngồi xuống trước đã. Cơm canh đã được bày lên trên bàn, Cố Yên theo thói quen liền đứng dậy xới cơm cho anh ấy. Nguyễn Doanh cũng không có ngăn cản. Sự ăn ý giữa hai người bọn họ đã được bồi dưỡng từ lâu, chỉ cần ở bên canh nhau liền sẽ hình thành nên một sự phối hợp ăn ý vô hình. Đó không phải là thứ mà những người khác có thể phá vỡ được. Thư Hàn, em ăn nhiều một chút. Anh, vết thương của em cũng đã gần khỏi rồi. Chiều hôm nay em còn muốn đến công ty để báo cáo. Anh cũng không cần ở chỗ em mãi thế này đâu, dù gì chỗ của em là một căn hộ đơn, một đứa con gái như em với một người đàn ông như anh cứ luôn ở đây cũng không hợp lý lắm. Em vừa gọi anh là gì cơ? Lệ Nghiêm có chút kích động, nắm chặt cánh tay của cô ấy, nói. Bạch Thư Hân hít thật sâu một hơi, cưỡng chế ép xuống vị đắng ngắt trong cổ họng, nói, anh trai đó. Anh vốn dĩ chính là anh trai của em mà. Đúng, em nghĩ được như vậy là tốt rồi, những thứ này đều là món em thích ăn đó, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi. Nếu như em không muốn bị anh làm phiền, thì chiếu này anh sẽ cho về ngay, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, cô ấy dùng toàn bộ sức lực toàn thân, nói ra một chữ này. Cô ấy rất muốn được tùy hứng, bướng bỉnh giống như lúc còn nhỏ. Nhưng cô ấy biết lúc nhỏ cô ấy đã sai rồi, hiện giờ không thể tiếp tục sai lắm nữa. Cổ Yên ngồi ở phía đối diện, nhìn vào vẻ mặt của Bạch Thư Hân, cô ấy luôn cảm thấy có một điều gì đó không được đúng lắm. Cô ấy luôn cảm thấy tình cảm anh em giữa hai người bọn họ có chút gì đó kỳ quái, khiến cho người khác cảm thấy rất không thoải mái.
Ăn cơm xong, Cố Yên chuẩn bị thu dọn bát đũa nhưng lại bị Bạch Thư Hân giành lấy. Chị Yên, chị để em làm cho, dù gì chi cũng là khách. Yên, em cứ để đó đi, con bé khó khăn lắm mới chịu giúp anh dọn dẹp đó. Lệ Nghiêm cũng nói theo. Sau đó Lệ Nghiêm cũng theo sau Bạch Thư Hân chui vào trong phòng bếp. Để đó đi, những việc này không cần em phải làm, em ra ngoài đó nói chuyện với chị Yên đi. Anh thích chị Yên sao? Anh không biết, vẫn là câu nói đó, nếu như anh cần một người bầu bạn thì cô ấy là người phù hợp với anh nhất, không phải sao? Anh ấy hỏi ngược lại Bạch Thư Hân. Bạch Thư Hân không còn lời nào có thể phản bác. Ừ, quả thực là rất phù hợp, cô ấy thở dài một hơi sau đó lau tay sạch sẽ rối đi ra ngoài. Cổ Yên đang thu dọn đồ đạc cho Lệ Nghiêm, cô ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra lý do chính là bởi vì giữa hai người quá thấu hiểu nhau. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Có thể. Không biết rằng anh trai của em đã từng nói với chị chưa, thực ra lúc anh ấy học phổ thông đã từng đưa một người bạn là nữ về nhà làm khách. Bởi vì ngày hôm đó trời mưa rất to, người con gái đó lại không mang theo ô, cũng không có tiền. Vừa hay xe của nhà đến đón anh trai của em, vì thế anh trai em liền đưa cô ấy về nhà, anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này. Đó là lần đầu tiên anh trai em đưa một người con gái về nhà. Em không biết là anh ấy thích cô gái đó hay là chỉ đơn giản là thấy cô ấy đáng thương. Trong lúc ăn cơm, em cảm thấy rất cực đoan, đột nhiên lại xuất hiện một người ngoài nên em cảnh giác giống như một con mèo sợ bị giảm vào đuôi. Em đuổi cô ấy ra khỏi nhà em, nói cô ấy không nên làm phiền gia đình em ăn cơm. Lúc đó bố em đã rất tức giận, liền dạy dỗ em một trận, em vì quá ẩm ức nên đã chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, em cứ liều lĩnh như vậy. Khi đó là anh trai đuổi theo em. Kết quả, anh ấy gặp phải tai nạn ở giữa đường, chân anh ấy bị thương, từ đó để lại di chứng. Thành tích của anh ấy có thể thi đỗ vào trường quân đội tốt nhất nhưng lại vì lý do sức khỏe mà phải từ bỏ. Vĩnh viễn em cũng không thể quên được ánh mắt lúc đó của bố em, rất đau xót, ông ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh trai của em. Từ trước đến nay anh trai em chưa từng sống vì bản thân mình, vẫn luôn sống theo ý muốn của bố. Sau này, anh ấy học y mà bố mẹ cũng đột nhiên bị tai nạn. Khi ấy em trở nên cực đoan, đối với anh ấy cũng rất khó chịu. Anh ấy đưa em đi khám bệnh, em bị bệnh về tâm lý, những năm nay anh ấy vẫn luôn không muốn tìm bạn gái là vì sợ em không đồng ý. Em sợ anh ấy sẽ rời xa em sẽ trở thành cô nhi. Bạch Thư Hân hít sâu một hơi, để nói ra câu chuyện này, cô ấy đã phải chịu một áp lực rất lớn. Nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình cũng giống như bị dao khoét vào trong tim vậy. Cô ấy không dám nói ra tình cảm lạ thường của mình nên đành phải đổ lỗi cho chứng bệnh về tâm lý. Nhưng bây giờ em nghĩ thông suốt rồi, chị và anh trai của em quả thực là trời sinh một cặp, em đồng ý tác thành cho anh chị. Từ trước đến giờ anh trai em đều chưa từng nói với chị những điều này, anh ấy luôn nói với chị là em rất ưu tú, rất xinh đẹp, từ nhỏ tới lớn đều được rất nhiều bạn nam theo đuổi. Em cũng rất nghĩa khí. Rất thích bệnh vực kẻ yếu, anh ấy luôn lo lắng em sẽ bị người ta ức hiếp. Cổ Yên đưa mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp, trong lòng có chút run rẩy. Anh ấy là một người không khéo ăn nói, nếu như hôm nay Bạch Thư Hân không nói với cô những lời này thì chỉ sợ là cả đời này cô cũng sẽ không được biết. Cô ấy chưa từng nghe được một lời không tốt đẹp nào liên quan đến Bạch Thư Hân từ miệng của Nguyễn Doanh, có thể thấy anh ấy yêu thương em gái đến mức độ nào. Chị rất vui mừng khi anh ấy học y. Vì thế chị không hề muốn trách móc em một chút nào. Chị và anh trai em là bạn học đại học, nhưng chị vốn dĩ không phải sinh viên y khoa, vì thế chị mới từ bỏ chuyên ngành đang học mà chuyển sang học y. Sau đó theo đuổi anh ấy, thi vào học viện quân y. Vì vậy chị cũng rất cảm ơn em đã tác thành cho chị. Câu nói này của cô Yên giống như đang sát muối vào vết thương của Bạch Thư Hân vậy. Cô ấy từ đầu đến cuối đều không biết rằng tất cả đều là một tay cô ấy thúc đẩy hai người bọn họ. Tạo nên cơ hội cho bọn họ ở bên nhau. Cô muốn khóc, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, một câu cũng không thể nói nên lời. Được rồi, những điều nên nói cũng đã nói cả rồi, em hy vọng chị sẽ chăm sóc cho anh trai em thật tốt. Chị sẽ làm như vậy, chị sẽ chăm sóc anh ấy cả đời. Rất nhanh sau đó Nguyễn Doanh đã dọn dẹp xong phòng bếp, nhìn thấy Cố Yên đã sớm thu dọn đồ đạc giúp anh liền dịu dàng nhìn cô ấy. Bất cứ lúc nào, Cố Yên cũng là người thấu hiểu suy nghĩ của anh nhất, thậm chí so với bản thân anh còn hiểu rõ hơn. Thư Hàn, vậy bọn anh đi nhé. Vâng, anh chị về đi, có thời gian rảnh có thể tới đây thăm em,
bây giờ em không còn bài xích anh nữa rồi. Có lẽ là do chị Yên, có người chịu nối tính cách quái dị của anh, em còn thấy cực kỳ vui mừng nữa đó. Chị không biết đâu, anh ấy đi siêu thị rất thích làm khó người khác, nhất định phải nghiên cứu ra con heo đó đã chết được mấy ngày rồi. Bạch Thư Hân cố ý làm ra vẻ thoải mái nói. Con bé này, anh là vì muốn tốt cho em, sợ em ăn phải những thứ không tốt, ăn vào sẽ bị đau bụng. Cũng chỉ có Minh Chị Yên mới chịu được tính cách của anh thôi. Cũng đúng thật, Lệ Nghiêm đưa mắt nhìn Cố Yên, hai người nhìn nhau rồi cười. Cố Yên ra ngoài trước, Nguyễn Doanh vẫn không yên tâm đang dặn dò Bạch Thư Hân phải để phòng trộm cắp. Không ngờ rằng còn chưa kịp nói xong, Bạch Thư Hân đột nhiên xông tới ôm chặt lấy anh. Lệ Nghiêm có chút kinh ngạc, thân thể cao lớn đều cứng đờ lại đứng yên tại chỗ, bàn tay của anh không biết phải làm sao, cũng không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng đành đặt lên sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vẽ. Kể từ sau khi bố mẹ mất, Bạch Thư Hân không hề dùng ánh mắt đó nhìn anh ấy thêm một lần nào nữa. Cô ấy ôm lấy Lệ Nghiêm khiến cho suy nghĩ của anh ấy trong chốc lát liến quay về nhiều năm trước. Khi cô vẫn còn nhỏ luôn chạy quanh anh trai gì anh trai à. Lúc đó thực sự rất hạnh phúc. Lệ Nghiêm, dường như em vẫn chưa nói với anh một câu xin lỗi. Những năm này, anh vẫn luôn dung túng cho tính xấu của em, lúc nào em cũng đối xử không tốt với anh, nhưng anh lại vẫn bao dung em. Sau này, em sẽ không càn quấy như vậy nữa. Thư Hàn, xem ra em thực sự trưởng thành rồi, thế mà lại có thể nói với anh những lời này. Lệ Nghiêm, anh nhất định phải hạnh phúc, có biết không? Bạch Thư Hân dùng toàn bộ dũng khí để nói ra. Lời này, chạm đến tận đáy lòng. Được anh ấy trầm lắng đáp lại một câu, Bạch Thư Hân tàn nhẫn đẩy cái ôm ấm áp của anh ra. Nơi đó không phải nơi thuộc về cô ấy không thể tiếp tục lưu luyến nữa. Lệ Nghiêm đi sau đóng cửa, Cố Yên quan sát sắc mặt của anh ấy, dường như anh ấy không hề vui vẻ. Cô ấy chủ động tiến lên phía trước, kéo lấy cánh tay của anh ấy, Lệ Nghiêm có chút khó chịu nhưng cũng không có đẩy cô ấy ra. Hình như anh đang không vui. Thư Hàn tùy hứng quen rồi, anh cũng quen với việc nuông chiều tính xấu của nó rồi. Đột nhiên, con bé trở nên ngoan ngoãn như vậy, ngược lại anh cảm thấy có chút không thích ứng được. Lệ Nghiêm khổ tâm nói. Mặc dù hai người là anh em nhưng anh có cuộc sống riêng của anh, con bé cũng có cuộc sống riêng của con bé. Con bé không cần thiết được anh luôn luôn bao dung nó như vậy, rồi con bé cũng sẽ gặp được người bao dung nó cả một đời thôi. Lệ Nghiêm nghe lời này, trái tim giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Sau này con bé sẽ gặp được người muốn bao dung nó cả đời. Anh ấy không biết được một người như nào mới có thể xứng với Thư Hàn, anh không yên tâm được. Ai? Anh thật là chỉ toàn lo lắng không đâu, em gái của anh bây giờ không thành vấn đề, hiện tại quan trọng nhất là chuyện của hai chúng ta. Anh có thể không cưới em ngay bây giờ nhưng em muốn chúng mình đính hôn trước. Lệ Nghiêm, anh biết đó, em và anh là duyên phận trời đất tác thành, không có ai phù hợp với anh hơn em. Em thấu hiểu tính cách sở thích của anh, bất kể là công việc hay trong cuộc sống em đều phù hợp để đi cùng với anh. Một người con gái như em, không xấu hổ, không ngại ngùng gì chạy theo anh. Chạy theo anh 4 năm đại học, 3 năm nghiên cứu, sau đó lại đi Linh. Chẳng nhẽ, anh không nên cho em một câu trả lời sao? Mấy năm nay cô ấy đều chưa từng yêu cầu Lệ Nghiêm điều gì, vẫn luôn âm thầm hy sinh không mong được hồi đáp. Cô ấy căn bản không định ép anh ấy, trong lòng cô vẫn đang âm thầm đợi chờ. Cố Yên vốn không nên tự mình nói ra những lời này mà là Lệ Nghiêm, chính miệng anh ấy phải nói ra. Nhưng lần này quay về không biết là tại làm sao mà cô luôn cảm thấy bất an. Cộng thêm trước đó cô Gia Huy đã đề nghị muốn hai người bọn cô ổn định trước đã. Vì thế nên cô mới càng có những suy nghĩ như vậy, cô có thể không biết xấu hổ, không cần thể diện, có thể chủ động trong mọi việc chỉ cần anh ấy tình nguyện gật đầu là được. Cố Yên vì anh ấy mà làm tất cả mọi việc, anh ấy đều nhìn thấy, từng chút một đất nó trong tim. Cố Ngọc Phi thích Minh, không phải anh ấy không biết. Cô ấy từ không gây sức ép cho mình đến bây giờ lại nói ra ngoài, anh ấy nghĩ. Bản thân anh là đàn ông, cũng nên cho có một câu trả lời rõ ràng. Cuối tuần, đi cùng anh đến nhà của chú muốn gặp mặt em. Cố Yên nghe lời, trong lòng vô cùng khôn xiết, kích động ôm chặt lấy Lệ Nghiêm. Lệ Nghiêm trong phút chốc cứng đờ người, cười theo và cũng giang tay ôm lấy cô ấy. Anh ấy không biết bản thân anh ngay lúc này đang mang thứ tình cảm gì. Trong lòng có chút bức bối nhưng ngược lại lại có chút vui vẻ. Một màn này đều bị Bạch Thư Hân đang đứng trên tầng nhìn thấy hết. Móng giả cắm sâu vào da thịt,
máu tươi thuận theo vết rách chảy ra ngoài. Cô đau đớn tưởng như ruột gan đứt đoạn, nhưng lại không thể nói ra ngoài. Thứ tình cảm này chỉ có thể giấu kín trong tim, để mặc nó mục nát. Cô ấy nên chúc phúc cho họ, chi là cô ấy không biết mình có thể làm được hay không, điều này đối với cô mà nói thực sự quá tàn nhẫn rồi. Lệ Nghiêm đối với cô mà nói chính là người vô tình lướt qua như cơn gió lại khiến kẻ cô độc dậy sóng trong lòng. Cố Yên về tới biệt thự, mang tin tức này nói cho Cố Gia Huy, Cố Gia Huy nghe xong cũng thấy yên tâm hơn. Anh phải nói với Nguyễn Doanh bảo cậu ta phải đối xử tử tế với em, nếu như giảm ức hiếp em thì đừng trách anh không niệm tình nghĩa anh em. Cố Gia Huy đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lệ Nghiêm nhưng lại bị Cố Yên ngăn cản. Cố Yên xấu hổ đỏ mặt, ôm lấy mặt nói, anh đừng có dọa anh ấy chạy mất đó, khó khăn lắm em mới đòi được tới ngày này. Không được, em phải đi hỏi bổ xem cuối tuần này qua đó em phải mang theo những thứ gì. Vẫn còn chưa quyết định mà, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà em đã phần khích như vậy rồi sao? Tất nhiên rồi, đợi em qua nhà chủ của anh ấy rồi, sau đó sẽ đưa Lệ Nghiêm về nhà, cả gia đình chúng ta cùng ăn một bữa cơm, bổ không thích Lệ Nghiêm đâu, những năm nay em vì cậu ta mà hy sinh nhiều như vậy, trong lòng bố sớm đã có sự cán trách rồi. Thế thì dã làm sao chứ? Người đàn ông này là chính bản thân em lựa chọn, kể cả có là ông trời tới rồi, em cũng phải gả cho anh ấy. Chỉ là Cố Yên không thể ngờ rằng, người tới không phải là ông trời nào hết mà lại chính là người thân nhất của anh ấy. Cố Yên vừa muốn đi lại bị Cố Gia Huy gọi lại. Yên, em cũng là con gái, em có thể phân tích điều này giúp anh một chút được không? Cố Gia Huy mặt ủ mày chau nói. Liên quan đến chị dâu tương lai sao? Cố Gia Huy thở dài một hơi, cũng chỉ có con bé đó mới có thể hành hạ anh thành cái bộ dạng này. Kể từ sau khi nhà họ Môn thừa nhận cô ấy là con gái nuôi, nhân duyên của Minh Tâm trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, có không ít nam sinh muốn theo đuổi Minh Tâm. Trên bàn của cô ấy lúc nào cũng có đồ ăn sáng, thư tình, hoa hồng. Anh, có phải anh lại bí mật theo dõi dối không? Anh đây là đang giám sát, đang rình mò chuyện riêng tư của người ta đó, anh đúng là không có đạo đức độ nha. Sao anh lại giống y hệt bố vậy? Trước đây ông ấy giám sát em, mua đứt hết cả bạn học và thấy cô giáo của em. Bây giờ thì hay rồi, di chuyển sang cho anh giám sát cả vợ của anh. Cố Yên khịt mũi khinh thường. Cố Gia Huy cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, bản thân anh tuổi tác không còn nhỏ nữa, thế mà lại làm ra loại chuyện vô đạo đức như vậy. Nhưng không còn cách nào khác thôi mà, chính bởi vì tuổi tác của anh không còn nhỏ nữa mới cần đề phòng bị người khác cướp mất vợ. Đây không phải trọng điểm, Cố Gia Huy mặt mũi u ám, ngại ngùng nói. Hứ, anh tiếp tục đi. Tuy rằng ý thức của Minh Tâm về phương diện này rất yếu kém, đều không nhận những thứ đổ đó nhưng mà anh vẫn có chút lo lắng. Anh sợ vợ anh đồng cảm với người khác sao? Cũng không đến mức như vậy, anh muốn khiến cô ấy càng cảm nhận được sâu sắc, rõ ràng tình cảm của anh, khiến cho cô ấy một lòng yêu anh. Như thế à, vậy anh thử nhìn cậu ấy chăm chú 10 giây. Trong tâm lý học đã chứng minh rằng, hai người nam nữ có tình cảm với nhau khi nhìn nhau 10 giây thì sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học, hormone trong cơ thể sẽ tăng cao. Nếu như, Hứa Minh Tâm xấu hổ thì tức là anh đã thành công rồi đó. Nếu như không xấu hổ thì sao? Vậy có lẽ là ánh mắt vẫn còn thiếu chân tình, nhớ kỹ là phải dùng ánh mắt thâm tình. Cố Gia Huy nghe xong liền hít sâu một hơi, thành công hay thất bại đều nằm ở lần này rồi. Lúc anh xong việc. Từ trong phòng sách đi ra, Hứa Minh Tâm đang ở phòng bếp, cô chỉ tùy tiện nhắc tới muốn ăn bánh takoyaki, không ngờ rằng di đầu bếp đã làm nó cho cô rồi. Rắc trên sốt takoyaki còn có cả sốt salad bạch tuộc thực sự quá ngon. Cô một miếng một cái, ăn đến mức đáng sợ, còn sót lại đùng một cái cuối cùng nữa, cô cũng có chút không nỡ. Di đầu bếp cười, cô chủ, nếu như cô thích ăn thì ngày mai tôi sẽ sai người mang thêm một ít bạch tuộc tới. Vâng vâng vâng. Hứa Minh Tâm gật đầu lia lia, đúng lúc nghe thấy Cố Gia Huy gọi tên mình. Anh gọi em sao? Ừ, lại đây, anh vẫy tay, đợi cô đến gần, thuận thế kéo cô vào trong lòng, tiếp theo liên nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Ánh mắt sâu lắng chuyên chủ, bên trong chứa đựng tình cảm dịu dàng quyên luyện. Trái tim của Hứa Minh Tâm có chút hối hộp, 10 giây trôi qua, Hứa Minh Tâm mới cẩn thận nghiêm túc mang cái bánh takoyaki cuối cùng đưa ra phía trước anh. Anh muốn ăn không? Cố Gia Huy nghe xong, sắc mặt ngay tức khắc liền trở nên vô cùng khó nhìn. Hứa Minh Tâm, em là heo à? Hứa Minh Tâm nghe xong,
trái tim bình bịch đập liên hồi. Chẳng lẽ anh trách cô ăn nhiều quá sao? Nếu như anh muốn ăn vậy thì em sẽ đi mua bạch tuộc cho anh là được rồi, takoyaki gì làm ngon lắm đó. Cô vội vội vàng vàng muốn rời đi, nhưng lại bị Cố Gia Huy túm tay giữ lại. Không cần, chút nữa phải ăn cơm tối rồi. Cô nghe xong liền thở phào một hơi, sau đó giương miếng bánh cuối cùng trên tay cô lên cao. Thế, em có thể ăn nốt cái này được chưa? Ăn đi, Cố Gia Huy không biết phải làm sao. Lúc này Hứa Minh Tâm mới thỏa mãn nuốt miếng bánh xuống bụng, can mốt miếng, đưa phần còn lại của miếng bánh cho anh. Cái này ngon lắm đó, anh cũng ăn thử một chút gì. Cái này là do Di làm đó, rất sạch sẽ, tuyệt đối không bị đau bụng đâu. Không cần, em ăn đi. Thế em ăn hết nhé. Hứa Minh Tâm cắn một miếng, ăn hết chiếc bánh, trên mặt vô cùng thích thú cười tươi. Bữa cơm sau đó, Hứa Minh Tâm còn ăn được thêm một bát cơm nữa. Kể từ khi Hứa Minh Tâm biết được mình là người có tiền, riêng về phương diện ăn uống cô nhất quyết sẽ không chịu ngược đãi bản thân, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Qua mấy ngày nữa là đám cưới của Cố Tử Vị và Hử An Kỳ, em cũng phải tham gia. Đến lúc đó đông người tai mách vạch rừng, có lẽ anh không thể ở bên cạnh em, anh sẽ dặn Cổ Yên đi cùng em. Ừ, anh cứ yên tâm đi, dù thế nào em cũng là em gái của cô dâu, sẽ không có ai gây khó dễ cho em đâu. Thế là tốt nhất, anh đã chọn quà cho em xong rồi, đến lúc đó em cứ trực tiếp gửi qua đó là được, tiệc cưới 9 giờ mới bắt đầu, buổi sáng ăn sáng xong rồi hãy đi. Vâng, Hứa Minh Tâm chi lo cúi đầu ừ, bản thân cô cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy, kết quả đều là do Cố Gia Huy đã giúp cô lo liệu mọi thứ hết rồi. Thật đúng là 24 đạo hiếu, một vị hôn phu tốt. Thứ 6 tuần này chính là hôn lễ của bọn họ, giới truyền thông đều công khai chúc mừng, ngoài điều này ra còn kéo Cố Gia Huy nán lại một lúc. Cuộc hội họp mỹ nhân bí mật trước đây bị vạch trần, nếu như không phải tập đoàn JNC đối xử khoan hồng, thì người phóng viên nhỏ bé đưa tin sai sự thật kia đã sớm bị đưa đi hầu tòa rồi. Hóa ra đó căn bản không phải là người đẹp gì hết mà là cô con gái thứ tư của nhà họ Cổ bên ngoài nhiều năm nay đã trở về. Mọi người đều rất hiểu kỳ về xu hướng tình dục của Cố Gia Huy, có người đoán anh thích đàn ông, có người lại suy đoán anh thích phụ nữ, mọi cách nói đều hết sức rối rắm. Rất nhanh đã đến ngày tổ chức hôn lễ, Cố Gia Huy mặc lên bộ vest sẫm màu, bên trong phối hợp với áo sơ mi màu trắng. Cà vạt màu xanh thẫm, khiến con người anh trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát, anh tuấn phi phàm, lông mày lưỡi mác cong như được nhuộm đen, nhướng lên sắc bén, dưới đuôi mày còn có một đoạn đứt gãy, cả người đều hiện lên vẻ tàn bạo, thủ địch, không dễ dàng lại gần. Lúc Cố Gia Huy nghiêm túc không cười nói, thật sự sẽ làm người khác sợ hãi. Nhưng Hứa Minh Tâm đã quen với dáng vẻ này của anh. Sớm đã bị thu hút bởi vẻ mặt này của anh, cảm thấy anh đẹp trai đến chết người. Cô không kìm được nhìn đến ngây ngốc, Cố Gia Huy từng bước đi tới chỗ cô mà cô cũng không hay biết. Đợi cô sắp đâm vào tường, một bàn tay to lớn của anh mới giữ đằng sau gáy của cô, tránh cho cô bị đập vào tường. Một tay khác, ấn lên trên đỉnh đầu của cô. Anh có đẹp trai không? Đẹp trai. Anh với Lệ Nghiêm ai đẹp trai? Đều đẹp trai cả, cô ngây ngốc trả lời. Cố Gia Huy nghe xong hơi nhíu mày, tiếp tục nói, anh với Ngôn Hải ai đẹp trai? Đều đẹp trai hết. Đáp án của em quá là chung chung rồi, em còn không nói anh đẹp trai nhất. Cố Gia Huy không hài lòng nói. Nhưng mà, rõ ràng mọi người đều đẹp trai mà, mỗi người đều có nét đẹp riêng của mình mà, em thực sự không phân biệt được. Hứa Minh Tâm thành thật nói. Thế nếu như anh nói với em và Trịnh Hoa đều xinh đẹp như nhau thì sao? Thật sao? Em và cô ấy đều xinh đẹp như nhau sao? Cái này, anh đang quả khen em rồi. Hứa Minh Tâm có chút phần khích. Cô Gia Huy nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Minh Tâm, đầu óc của em đều bị dính keo dán lên rồi hay sao? Nhanh chóng thay quần áo đi. Sao đột nhiên lại hung dữ như vậy chứ? Hứa Minh Tâm ù cạc cạc, vẫn còn có chút không hiểu, rõ ràng vừa nãy còn đang tốt đẹp mà. Rất nhanh, cô đã thay quần áo xong, chiếc váy của lễ phục rất dài. Hứa Minh Tâm còn đặc biệt mặc thêm một cái quần giữ nhiệt ở bên trong. Bây giờ đã là tháng 12, thời tiết chuyển lạnh rồi, nghe nói tuần sau còn có tuyết nữa. Cô không thể vì phong cách mà không cấn giữ ẩm được. Cô thay quần áo xong bước ra, Cố Gia Huy cầm một chiếc khăn choàng bước tới, vừa hay che được bờ vai trần trụi của cô, che đi cảnh xuân duy nhất lộ ra ngoài. Đẹp không?
cô đứng tại chỗ xoay người một vòng. Cố Gia Huy nhìn thấy sự khác thường, nói, bên trong váy của em, màu da sẫm đó là thứ gì? Quần giữ nhiệt đó. Cố Gia Huy nghe xong, cả đầu đều là gạch đen. Em mua cho bạn cùng phòng mỗi người 2 chiếc, cũng muốn mua cho cả anh nữa nhưng mà em chưa từng mua quần giữ nhiệt cho đàn ông bao giờ nên không biết số đo. Lần sau em sẽ mua 1 chiếc thước dây về đo thử, trời lạnh rồi thì phải mặc quần giữ nhiệt, nếu không sẽ bị lạnh công chân đó. Cố Gia Huy nghe xong câu này, có chút đau đầu. Những cô gái bây giờ không phải đều thích cái đẹp không mặc quần giữ nhiệt sao? Sao Hứa Minh Tâm lại hăng hải như vậy cơ chứ? Anh cũng phải mặc sao? Tất nhiên, vậy anh có thể cầu xin em đừng mua màu da sắm được không? Mua cho anh màu đen là được rồi. Đây đã là sự nhượng bộ lon nhất của Cố Gia Huy rồi. Được thôi, không thành vấn đề. Hứa Minh Tâm vỗ ngực, thể hiện rằng không có vấn đề gì. Xuống lầu, Cổ Yên đã đợi sẵn ở đó rồi. Cô ấy ăn mặc rất nóng bỏng, váy ngắn nhỏ bằng da bóng màu đỏ tươi, bừng bừng khí thế. Mái tóc xoăn dài xõa xuống trước ngực, càng hiện lên vẻ hoang dã. Lễ Nghiêm đâu, không tới đây cùng em à? Anh ấy không thích những nơi như thế này cho nên em không có gọi anh ấy. Đi thôi, đến lúc đó anh phải giao Minh Tâm cho em rồi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Một đoàn người đang tiến đến hội trường hôn lễ. Hôn lễ rất xa hoa, vậy mà lại tổ chức ở trên biển. 3 chiếc du thuyền cao vài tang, sau khi khách mời lên thuyền liền tiến về phía mặt biển chạy đi, như vậy cũng là vì để ngăn chặn đám phóng viên đưa tin. Bây giờ du thuyền còn chưa khởi động mà đám phóng viên đã bao vây thành một vòng tròn. Cố Gia Huy xuống xe trước, sau đó Cố Yên và Hứa Minh Tâm cùng nhau xuống sau. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy một trận hỗn loạn đến như vậy, phóng viên cắm máy quay phim không ngừng chụp hình, tóm được một vị khách mời liền bắt đầu truy hỏi. Những ánh đèn flash kia có chút chói mắt khiến cho cô không kịp thích ứng. Chính vào ngay lúc này, Cố Yên nắm lấy tay của cô, ổn định cơ thể của cô. Bây giờ bọn họ chỉ đưa tin về hôn lễ của Cố Tử Vị và Hử An Kỳ mà cậu đã bị dọa thành ra thế này rồi. Nếu như sau này cậu và anh trai tôi tổ chức hôn lễ thì phải làm sao? Nhà họ Cố có chút phức tạp, nếu như cậu đã chọn anh trai tôi thì đều sẽ gặp phải những thứ này. Nhà họ Cố có thể mang đến cho cậu vinh quang và nhục nhã. Cổ Yên khi đối mặt với những tình huống như thế này rõ ràng đều rất thành thạo, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, còn có thể nở một nụ cười tuyệt đẹp. Chính ngay lúc này, bọn họ bị phóng viên chặn lại. Cô Yên, liên quan đến tin tức của cô và cậu ba nhà họ có, cô có cái nhìn như thế nào? Nghe đồn, cô chính là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Cố, hiện giờ nhà họ Cố chỉ còn cậu ba là chưa cưới vợ sinh con, cô có gả cho cậu ấy không? Xin lỗi, giữa tôi và anh ba chỉ có tình cảm anh em. Vậy tin đồn cô là con dâu nuôi từ nhỏ có phải là thật không? Nếu như là thật vậy tôi và anh ba đã ở bên nhau từ sớm rồi. Cố Yên thong thả ung dung trả lời câu hỏi. Phóng viên nhìn thấy cô ấy không còn giá trị nào để truy hỏi nữa liền chuyển micro sang hưởng Hứa Minh Tâm. Cô Minh Tâm, giữa cô và cậu Môn Hải có quan hệ như lời đồn đại không? Cô Minh Tâm, tôi biết được cô và nhà họ Cố rất thân thiết, đặc biệt là rất thân với cậu ba nhà họ Cố. Cô có biết nhiều chuyện riêng tư của cậu ba không? Hôm nay chị gái của cô kết hôn về làm dâu nhà họ Cố, không biết cô có noi gương chị gái mình về làm giàu một gia đình giàu có không? Cô nghĩ thế nào về cậu Môn Hải? Cơ thể Hứa Minh Tâm cứng đờ khi nghe thấy những lời nói sắc bén này. Họ rất tôn trọng Cổ Yên nên không dám đến quá gần. Nhưng khi đến chỗ cô thì họ tràn về phía trước như ong vỡ tổ. Nếu không có Cổ Yên ở đây thì chắc micro đã chọc thẳng vào mặt cô. Hứa Minh Tâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra. Cô nhất gan. Cô chưa bao giờ thấy nhiều phóng viên như vậy, họ cấm micro hỏi chuyện như cấm những lưỡi liềm sắc bén. Lúc này Cố Gia Huy đang đứng trên boong tàu, khi anh nhìn thấy cảnh này thì hai tay âm thầm siết chặt, trái tim như bị treo lên. Dáng người yếu ớt của cô ấy bị vây quanh bởi đám người ấy trông thật nhỏ bé và bất lực. Sắc mặt cô tái nhợt, anh thực sự lo lắng cô sẽ ngất đi. Anh không tự chủ tiến lên một bước nhưng lại bị Khương Tùng Anh ngăn lại. Thưa anh đã quên cái đêm mà anh và cô Minh Tâm gặp nhau lần đầu tiên? Cô Minh Tâm đã khôn ngoan đáp lại câu trả lời của giới truyền thông như thế nào sao? Nhưng hai lần này khác nhau. Lần này có quá nhiều người. Tôi sợ cô ấy. Nếu anh đi giúp cô Minh Tâm bây giờ thì tôi sợ rằng sẽ gây phiền phức cho cô Minh Tâm. Cô Minh Tâm còn đang đi học,
nếu gây ra chuyện ồn ào thì không tốt. Khương Tùng Anh nhìn thấy cũng chỉ để trong lòng, nếu bây giờ không kiên nhẫn được mà gây ra lộn xộn thì không ổn chút nào, hơn nữa vẫn còn cô Tư ở đó. Với tính cách nóng này của cô Tư thì sẽ không cam chịu đâu. Có cô Tư ở cạnh cô Minh Tâm thì cô Minh Tâm nhất định sẽ không sao. Nghe vậy, Cố Gia Huy chỉ có thể có nén lo lắng và chờ Cổ Yên ra tay. Cổ Yên đang do dự không biết nên để Hứa Minh Tâm tự vượt qua hay để mình giúp. Cô lo lắng nhìn Hứa Minh Tâm rồi siết chặt bàn tay nhỏ đã đầy mồ hôi vì lo lắng của mình. Cô tức giận hô lên một câu, sợ cái quái gì? Minh Tâm, đứng trước tình huống này cậu không thể sơ hãi. Sau đó cô lại hạ giọng kiềm chế tính khí nóng này của mình, bình tĩnh nói. Hứa Minh Tâm biết, nếu sau này cô ấy và Cố Gia Huy ở cùng nhau thì dư luận chỉ tăng thêm thôi. Nếu bây giờ cô không thể vượt qua thì sau nào làm thế nào cô có thể vượt qua được? Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình và nói, giữa tôi và Ngôn Hải không có chuyện gì như lời mọi người nói. Trước đây chúng tôi là bạn tốt và bây giờ chúng tôi là anh em tốt. Mọi người đừng tùy tiện bịa đặt phỏng đoán, nếu làm tổn hại đến danh tiếng của tôi và Ngôn Hải thì cho dù tôi không truy cứu thì nhà họ Ngôn cũng sẽ không buông tha. Tôi thân với Gia Huy vì anh ấy xem tôi như đàn em nên đối xử rất tốt với tôi. Tôi không biết chuyện riêng tư của anh ấy. Nếu mọi người muốn biết thì có thể hỏi anh ấy. Mọi người có cần tôi gọi anh ấy qua đây và trả lời câu hỏi của mọi người không? Sau khi cô nói xong thì mọi người cũng trở nên im lặng, nói cô và cậu Lâm có chuyện tình cảm mờ ám thì cô nói nếu cô không truy cứu thì nhà họ Ngôn cũng sẽ không buông tha. Bọn họ không dám tiếp tục hỏi. Khi được hỏi về xu hướng tình dục của Cố Gia Huy thì Hứa Minh Tâm bảo gọi trực tiếp đương sự ra cho bọn họ hỏi. Không ai dám đứng trước mặt hỏi Cố Gia Huy hỏi anh ta thích nam hay nữ, trừ phi nghĩ mình đã sống đủ lâu rồi. Mọi người nhìn nhau không biết phải làm gì. Bọn họ cứ tưởng Minh Tâm được quà hồng mém dễ bóp không ngờ lại khó xử lý như vậy. Vậy thì, tôi có thể hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô Minh Tâm không? Tiêu chí lựa chọn bạn đời. Hứa Minh Tâm suy nghĩ một chút, trong đầu hiện. Lên Cố Gia Huy. Trước hết, anh ấy phải đẹp trai. Cố Gia Huy đúng cách đó không xa vừa nghe thấy vậy liền nở một nụ cười tự mãn, anh quay sang nhìn Khương Tùng Anh nói, cô ấy đang nói tới tôi. Còn phải có nhiều tiến nữa. Đúng, chính là tôi. Điều quan trọng nhất là yêu thương người khác, cô ấy vẫn là người biết rõ nhất về tôi, cô ấy nói ra tất cả ưu điểm của tôi. Cố Gia Huy cười nói, trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào. Khương Tùng Anh bị cưỡng ép nhét thức ăn cho chó đấy miệng thì rất muốn nhảy thẳng xuống biển. Điều quan trọng nhất người đó phải rất tốt, không quả mưu mô xảo quyệt, đứng suốt ngày phải đầu đá với nhau. Nhà giàu, tôi hy vọng tránh xa những ân oán của những nhà giàu có được cuộc sống đơn giản mới là tốt nhất. Cố Gia Huy nghe vậy thì sắc mặt trở nên u ám. Khương Tùng Anh có chút đắc ý, anh cố ý nói với Cố Gia Huy, anh Trung này, chuyện này cũng là nói về anh sao? Nếu như cô Minh Tâm biết cậu Cổ Lâm bị thương mấy lần đều là do anh bí mật gây ra thì sẽ nghĩ thế nào? Còn có anh thường xuyên gây sự, dùng những thủ đoạn khác nhau đoạt về không ít lợi ích. Nếu cô Minh Tâm, Khương Tùng Anh, tôi nghe nói vùng biển này có cá cắn người. Tuy rằng không kinh khủng như cá piranha nhưng cắn một cái cũng sẽ chảy máu. Hôm khác chúng ta thử tới đây cầu cá rồi dùng cậu làm mỗi câu thì sao? Cố Gia Huy vừa nhìn mặt biển vừa nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xăm, giọng nói không mặn không nhạt. Sau đó anh nhẹ nhàng đào mắt nghiêm nghị nhìn Khương Tùng Anh như đang thảo luận bình thường. Khương Tùng Anh chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trong lòng dần cảm thấy lạnh lẽo. Anh chỉ muốn trả thù chuyện đó ăn cho chó vừa bị éo ăn, lúc bảo thủ thì rất sướng nhưng sau đó là đối diện với lò hỏa thiêu. Anh vừa nuốt nước bọt vừa sợ hãi nói. Anh Trung, vừa dối tôi có nói gì sao? Không thể nhớ được. Tôi dường như bị mất trí nhớ rồi. Cậu vừa khen tôi. Đúng, đúng. Những gì cô Minh Tâm đang nói đều là về anh là tất cả trong lòng của cô ấy. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Sau đó sắc mặt của Cố Gia Huy mới có chút tốt lên, Khương Tùng Anh thắm thở phào nhẹ nhõm rồi lau mồ hôi lạnh trên trán. Nạn lớn không chết thì cuối đời sẽ gặp may. Phóng viên cuối cùng cũng buông tha cho Hứa Minh Tâm, cô đi theo Cổ Yên lên bong tàu, Yên cười nói. Lần này biểu hiện của cậu rất tốt, đám phóng viên này chỉ thích nói hứa nói vượt thôi, nếu cậu mạnh miệng thì bọn họ không dám làm gì. Bọn họ là điển hình của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu,
cậu vừa nhắc tới anh trai tôi là bọn họ câm miệng ngay lập tức. Tôi không biết mình vừa nói gì, đúng là nói không thèm nghĩ. Nếu tôi nói sai cái gì là tôi sẽ chết chắc. Sợ gì chứ, cậu nói bậy cũng sẽ có người gánh cho. Nhìn đi, người nguyện gánh vác đang nhìn cậu. Hứa Minh Tâm ngước mắt lên và thấy Cố Gia Huy đang đứng đón gió, dáng người rắn rồi nổi bật. Thật là đẹp. Người đàn ông của cô ấy thật đẹp. Cố Gia Huy bước tới xoa xoa đầu cô và nói, vừa rồi em làm rất tốt, tối nay trở về sẽ được thưởng. Thật sao, phấn thưởng là gì? Anh tự tay làm takoyaki cho em. Được 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 được. Có Yên ở bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện này cảm thấy muốn nổi da gà. Hứa Minh Tâm mới 18 tuổi nên nói chuyện kiểu thiểu năng như vậy cũng dễ hiểu, nhưng anh trai cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao anh ấy phải giả vờ dễ thương chứ? Có thực sự không thể chịu đựng nổi. Sau đó bọn họ bước vào cùng voi khách mời. Cố Gia Huy bị ông cụ gọi đi, chắc là ông đang muốn bàn bạc chi tiết về đám cưới và gặp gỡ đôi vợ chồng sắp cưới. Dù là em gái của Hứa An Kỳ nhưng cô ấy không phải phù dâu nên cũng không vào phòng thay đo. Cô ấy chạy đến khu vực ăn uống và bắt đầu đi một vòng thưởng thức, tất cả đều là hải sản và đều rất ngon. Cô Yên nhìn cô quen chân đi đến trước những chiếc bàn ăn dài và không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của những người khác mà bắt đầu ăn. Cô Yên không thể nhịn cười. Người khác miêu tả vẻ đẹp của người con gái thế nào? Giống như một con bướm đang nhảy múa và dạo chơi trong vườn. Hứa Minh Tâm rõ ràng không phải là một con bướm, mà là chấm VUA bụng bự. Yên không quan tâm đến những món ăn này, cô muốn đi dạo xung quanh một lát. Trước khi rời đi cô đưa cho Hứa Minh Tâm một thứ gì đó. Cái này là cái gì? Tai nghe không dây, cậu mang nó vào đi. Bất kể điều gì xảy ra với cậu tôi cũng sẽ biết và sẽ đến sớm nhất có thể, cũng không đến mức như vậy chứ. Mọi người cũng chỉ đến chúc mừng đám cưới, tôi nhìn ai cũng là người có tổ chức, chắc họ cũng không làm tôi khó xử đâu. Cũng không chắc lắm, giới thượng lưu vốn không sạch sẽ như vậy. Cậu cứ cầm lấy đi, vì anh ba đã nhờ tôi bảo vệ cho cậu nên tôi sẽ phải chú ý đến. Nếu như cậu có chuyện gì thì tôi sẽ không dễ ăn nói với anh ấy. Được rồi. Minh Tâm đeo tai nghe vào tai và xóa tóc để che giấu thật tốt. Cố Yên không quan tâm đến người cháu trai hiểm khi gặp mặt này và cô ấy cũng không muốn tham gia vào cuộc vui. Cô đi xung quanh và chiêm ngưỡng cảnh vật. Hứa Minh Tâm đang ăn uống vui vẻ nhưng không ngờ phía sau lại vang lên một giọng nói khó chịu. Cô quay lại và nhìn thấy Trịnh Hoa. Nhà họ Trừng cũng rất có mặt mũi ở Đà Nẵng nên tất nhiên sẽ có mặt ở bữa tiệc. Khu vực ăn uống thường chỉ là để trang trí bởi vì những người phụ nữ đến đây rất chú ý đến dáng người nên không tùy tiện ăn uống, hầu hết họ đều cầm sâm panh và giao lưu với nhau. Vì vậy ở đây có hơi vắng vẻ, đây đúng là thiên đường của một Minh Hứa Minh Tâm. Nhà họ Hứa không cho cô ăn hay sao mà cô lại đói đến mức này? Cô khiến người khác so không dám không thấy xấu hổ sao? Trịnh Hoa cười lạnh nói. Lần trước cô ta đã chịu thiệt trước Hứa Minh Tâm, chuyện này cô ta nuốt không trôi. Trước khi Hứa Minh Tâm có thời gian trả lời thì Trịnh Hoa đã bất ngờ hét lên. Mọi người đến xem đi, người này ăn thật ngon quá, không biết là con ma đói nhà nào đến đây. Mọi người vừa nghe thấy lời này liền đi qua và nhìn. Hứa Minh Tâm như đang nhìn một con quái vật. Cô ấy sợ đến mức nhanh chóng đặt miếng sushi cua xuống. Cô ấy thực sự là ăn được, nhìn đĩa của cô ấy xem, đúng là rất nhiều. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở đây từ khi tôi vừa bước vào. Cô ấy là con gái nhà nào vậy? Cô ấy ở một mình trông có vẻ rất đáng thương, tôi nhận ra cô ấy. Đó là em gái của cô dâu và là đứa con gái không được yêu thương của nhà họ Hứa. Không hiểu sao cô ấy đột nhiên có liên hệ với nhà họ Ngôn. Hơn nữa thêm mối quan hệ giữa chị gái và nhà họ Cổ nên giá trị của cô ấy đã dần tăng lên. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, Trịnh Hoa hai tay ôm ngực, dù có tăng giá thì cũng chỉ là bề ngoài thôi. Có những thứ đã ăn sâu vào trong xương tủy không cách nào có thể thay đổi được. Dù bây giờ có dán lên người cái mác con gái nhà danh giá thì cũng chẳng có ai tin. Con gái nhà danh giá mà không có khí chất như vậy nói ra sẽ khiến người ta phải bật cười. Trịnh Anh, cô đừng nói nữa. Cẩn thận người nhà họ Môn tìm đến cô gây khó dễ, Thẩm Thanh không dễ chọc vào đâu. Người nhà họ Môn còn chưa tới, dù có tới đi chăng nữa chẳng lẽ lại có thể ngăn người ta nói ra sự thật sao? Di Thẩm Thanh luôn được tôi coi trọng nhưng tại sao ánh mắt của cô ấy lại tệ như vậy? Chắc là cô ta có quan hệ tốt với cậu Lâm, nhà họ Môn cũng chỉ có một người con trai. Còn không phải sao,
nếu không Thẩm Thanh kiêu ngạo như vậy sao có thể nhận người như vậy làm con gái nuôi. Mọi người không nhịn được bắt đầu nghị luận. Hết câu này đến câu khác không cho Minh Tâm có cơ hội để thờ. Cỏ muốn biện minh rằng mọi chuyện không phải như thế này. Nhưng cô ấy không thể nào chen lời được. Trịnh Hoa nhìn thấy cô khẩn trương, sắc mặt trở nên đỏ bừng thi không khỏi cảm thấy vui mừng. Lần trước không phải cô ta có cái miệng bén nhọn sao? Không phải thấy cô có một mình nên bắt nạt cô sao? Bây giờ nhiều người như vậy xem cô ta nói như thế nào? Trịnh Hoa nở một nụ cười nhếch mép rồi bước tới. Cô ta hạ thấp giọng, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được nói. Chim sẻ thì mãi là chim sẻ, đừng cố bay lên trên cành làm phượng hoàng. Cô không tự nhìn lại bản thân xem mình là loại người gì mà dám tranh giành với tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi đúng là muốn làm người thứ ba. Cô giảm nói cho người khác biết tôi là người thứ ba sao? Tôi phá cô và Cố Gia Huy thì sao? Cô có dám công bố không? Chỉ cần cô dám nói, tôi cũng dám khiến cho cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Trịnh Hoa, cô đừng có quá đáng. Hứa Minh Tâm siết chặt nắm tay, cô cố gắng hết sức chịu đựng. Có quá đáng không? Tôi chỉ giang tay cho cô những nguyên tắc cơ bản của một con người. Cô nên an phận và đừng có suy nghĩ cái gì quá phận nữa. Trinh Anh cười nói. Cô, Minh Tâm nóng này không nói nên lời. Hứa Minh Tâm, kỳ thực cô chính là một trò cười. Hiện tại tàu du lịch còn chưa khởi hành, tôi khuyên cô mau rời đi nếu không cô tiếp tục xấu hổ. Cô có thể khiêu vũ sao? Có thể giao thiệp sao? Cô có thể xã giao với những người khác không? Trong những sự kiện giao lưu của giới thượng lưu như thế này thì cô chính là đổ bỏ đi. Tôi không phải đổ bỏ đi. Cảm xúc của Hứa Minh Tâm dần trở nên kích động. Sau đó cô đẩy Trịnh Hoa ra theo bản năng. Trịnh Hoa đến quá gần khiến cô rất khó chịu. Cô vốn đấy rất nhẹ, cô chỉ muốn đẩy cô ta ra mà thôi nhưng Trịnh Hoa lại loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. À, sao cô có thể đưa tay đẩy người? Cho dù tôi nói mấy câu nghe không hay nhưng cô cũng không nên làm như vậy. Những người ăn dưa vốn không biết sự thật định bỏ đi nhưng lại bị lời nói của Trịnh Hoa dẫn lại. Khách khứa tụ tập ngày càng đông vây chặt lấy Hứa Minh Tâm. Trịnh Hoa không chịu từ mặt đất đứng dậy, cô ta khóc khiến những người đàn ông có mặt đều mềm lòng. Người đẹp khóc sẽ cần một quý ông. Ngay lập tức có một người đàn ông xung phong đỡ Trịnh Hoa dậy và nói, cô Trịnh Hoa, ai dám đẩy cô? Chuyện này cũng đừng có trách cô Tâm, cũng là do tôi nói năng vô lễ và nói đùa rằng cô Minh Tâm đúng là ăn quả được, nhưng tôi cũng không muốn kích thích cô Minh Tâm. Cô Minh Tâm, tôi đã sai rồi. Trịnh Anh bắt đầu giả vờ ngây thơ và đáng thương. Ngay khi cô ta nói những lời này nói ra, tất cả mọi người đứng về phía Trịnh Hoa, họ nhìn Minh Tâm với ánh mắt đáng sợ như thể cô là một tội nhân. Không đúng, vừa dối tôi đã đấy cô ấy, nhưng không phải. Không phải cô đã thừa nhận rồi sao? Trịnh Hoa chưa kịp nói xong bên kia đã lạnh lùng cắt ngang. Mọi người xung quanh cô ngay lập tức chỉ trỏ vào Hứa Minh Tâm nghị luận, bọn họ nói rằng cô ấy kiêu căng ngạo mạn, có sự bảo vệ của nhà họ Ngôn nên cô ấy trở nên ngang ngạnh. Sau đó còn lôi Hứa Đan Du ra nói rằng cô ấy rất hiền lành và trong sáng nhưng tại sao em gái lại không có gia giáo như vậy, ở nơi công cộng còn đụng tay đụng chân. Đúng lúc này có người trong đám đông hét lên, vợ chồng nhà họ Ngôn đến rồi. Mọi người nhìn về phía cửa và thấy Ngôn Dương đang đi vào cùng người vợ yêu quý của mình, chỉ cần có một người đàn ông nào nhìn Thẩm Thanh là ông ta sẽ trừng mắt nhìn lại. Một người phục vụ giải thích chuyện mới xảy ra cho Thẩm Thanh, nghe xong bà liền liếc mắt nhìn qua. Thẩm Thanh được mọi người biết là một người đẹp lạnh lùng, nay đã ngoài 40 nhưng bà vẫn vô cùng xinh đẹp. Thời gian đặc biệt ưu ái cho cái đẹp. Thẩm Thanh đi tới, Ngôn Dương lập tức giòn đường cho bà. Tránh ra, đừng chạm vào vợ tôi. Thẩm Thanh bước đến giữa hiện trường và nói, có chuyện gì vậy? Trịnh Hoa lập tức vừa khóc vừa nói, bác tới rất đúng lúc, mọi người ở đây đều đã nhìn thấy chính Hứa Trúc Anh đấy cháu trước, bác phải giúp cháu phân xử chuyện này cho rõ ràng. Trịnh Hoa nói xong, Thẩm Thanh không bình tĩnh khoát tay, chán ghét nói, tôi hỏi cô sao? Tôi đang hỏi con gái nuôi của tôi là ai đang ức hiếp con bé, con nói cho mẹ, mẹ sẽ trút giận cho con. Thẩm Thanh vừa nói xong thì mọi người xung quanh chờ nên bàng hoàng. Chuyện này rõ ràng là Hứa Minh Tâm đẩy người khác, cho dù đối phương nói năng vô lễ cũng không nên làm như vậy. Nhưng khi Thẩm Thanh trực tiếp nói ra những lời này thì rõ ràng là muốn bao che khuyết điểm. Trịnh Hoa chết lặng. Cô không tin nhà họ Ngôn đàng hoàng lại có thể làm ra chuyện vớ vẩn như vậy. Cô ấy nhìn Ngôn Dương như thể tìm ông giúp đỡ rồi nói,
bác trai, bác gái. Bà xã tôi nói không đúng sao? Vợ tôi không hói cô thì cổ đừng nói chuyện. Nếu cô chọc giận vợ tôi thì gọi tôi cũng vô dụng. Trinh Anh nghe thấy vậy thì thắm cảm thấy lo lắng. Ngôn Dương vốn đã nổi tiếng là một người sơ vợ thì làm sao có thể chống lại Thẩm Thanh. Lúc này, cô ta chỉ có thể cầu cứu ông nội, cũng may lần này cô ta không ở đây một mình. Cô ta nhanh chóng nháy mắt với người phục vụ, người này lặng lẽ chuồn đi. Thẩm Thanh đi tới chỗ Hứa Trúc Anh rối nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói cho mẹ nuôi nghe là ai đang bắt nạt con. Mẹ nuôi, con có đẩy cô ấy nhưng con không dùng sức, sẽ không đến mức làm cô ấy ngã xuống đất. Hứa Minh Tâm vẫn chưa thoải mái, cô vẫn còn lắp bắp khi nói từ mẹ nuôi. Ó, con gái của tôi nói có đúng không? Thẩm Thanh nhìn Trịnh Hoa. Thân thể Trịnh Hoa run lên, vừa rồi khí Thẩm Thanh nhìn Hứa Trịnh Anh, trong mắt bà hiện lên một đỡ dối nói, bác trai, bác gái. Bà xã tôi nói không đúng sao? Vợ tôi không hỏi cô thì cô dừng nói chuyện. Nếu cô chọc giận vợ tôi thì gọi tôi cũng vô dụng. Trịnh Hoa nghe thấy vậy thì thắm cảm thấy lo lắng Ngôn Dương vốn đã nổi tiếng là một người sợ vợ thì làm sao có thể chống lại Thẩm Thanh. Lúc này, cô ta chỉ có thể cầu cứu ông nội, cũng may lần này cô ta không ở đây một mình. Cô ta nhanh chóng nháy mắt với người phục vụ, người này lăng lẽ chuồn đi. Thẩm Thanh đi tới chỗ Hứa Trúc Anh rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói cho mẹ nuôi nghe là ai đang bắt nạt con. Mẹ nuôi, con có đấy cô ấy nhưng con không dùng sức, sẽ không đến mức làm cô ấy ngã xuống đất. Hứa Minh Tâm vẫn chưa thoải mái, cô vẫn còn lắp bắp khi nói từ mẹ nuôi. Ó, con gái của tôi nói có đúng không? Thẩm Thanh nhìn Trịnh Hoa. Thân thể Trịnh Hoa run lên, vừa rồi khi Thẩm Thanh nhìn Hứa Trịnh Hoa, trong mắt bà hiện lên một chi a dịu dàng nhưng khi nhìn lại bản thân thì chi có một sự lạnh lùng. Thân là một người lon tuổi mà không thèm khách khí với người nhỏ tuổi. Làm thế nào mà cô ta lại chọc tức hai vợ chồng vô lý này? Nhưng mà địa vị của nhà họ Ngôn cũng không thấp, cũng ngang bằng với nhà cô ta. Ông nội chắc chắn sẽ không vì mình mà gây chuyện với bọn họ. Bây giờ cô ta phải chiếm phần có lý nếu không cô ta sẽ thua một lần nữa. Cô ta đã bị Minh Tâm đánh bại một lần và không thể có lần thứ hai như vậy nữa. Cô ta hít một hơi thật sâu cổ vũ bản thân. Cô ta nói, bác gái, có phải bác đang bao che lỗi lam cho người nhà mình không? Trước mắt bao nhiêu người chẳng lẽ bác còn ỷ lớn hiếp bé sao? Mọi người đều có thể nhìn thấy cô ta đã đầy cháu, tại sao bác còn thiên vị cho cô ta? Nếu Hứa Minh Tâm xin lỗi cháu thì chuyện này coi như xong. Bác gái cũng đừng bắt nạt một người nhỏ tuổi như cháu. Ố, thật sao? Thẩm Thanh nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía mọi người, con gái nhà họ Trình nói các người đã nhìn thấy, thật sự các người đã nhìn thấy sao? Người đàn ông giúp Trịnh Hoa nói, đúng vậy, chính mắt cháu đã tận mắt chứng kiến, quả nhiên là con gái nuôi của bác đã đẩy cô Trịnh Hoa. Chồng, mau ghi nhớ người này rồi về chúng ta sẽ tính số. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Thanh giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào người thanh niên sau đó nói với Ngôn Dương. Được. Ngôn Dương nghe lời nói. Còn có ai nữa? Tôi thấy là mọi người cũng đang nóng lòng, có phải là đang muốn chỉ ra lỗi sai của con gái tôi không? Ngôn Dương. Bà xã nói từ từ thôi, nhiều quá người tôi sợ không nhớ nổi. Đồ ngốc, điện thoại để làm cái gì? Không biết. Chụp ảnh lại sao? Thẩm Thanh liếc nhìn chồng một cái đấy vẻ hung dữ. Ngôn Dương lập tức gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị chụp ảnh, đám đông đang ăn dưa đứng phía trước Dùng Minh vội lùi lại mấy bước. Bác trai, bác gái, hai người hiểu lắm rồi, chúng tôi không thấy cái gì hết. Không thấy, vậy bỏ qua, Thẩm Thanh nhẹ giọng nói. Thanh niên vừa nói giúp Trịnh Hoa cũng dẫn hoàng sợ, lúc nãy anh ta chỉ đang biểu hiện trước mặt người đẹp mà thôi, nếu thật sự vì chuyện này mà đắc tội với nhà họ Ngôn thì thật là mất nhiều hơn được. Thanh niên vội vàng cúi đầu xin lỗi, cô chú, cháu cũng không thấy gì. Không phải vừa nói đã nhìn thấy hết sao? Cháu nói bậy, cho dù có như vậy thật thì có thể là hai cô gái nói đùa rồi vô tình đưa đầy. Cũng không phải chuyện lớn. Tôi thích cách đứa trẻ này nói chuyện đấy, Ngôn Dương, ông nhớ kỹ người này, sau này để bạt thăng chức. Cô chú, chúng tôi cũng không thấy gì hết, nếu có thì chắc là hai cô gái đang đùa giỡn. Mọi người đều bắt đầu chen nhau nói. Dù sao thì hầu hết những người này vừa nói những điều không tốt về Hứa Minh Tâm.
Bây giờ có bố mẹ có ở đây thì đương nhiên phải nói vài lời khách sáo. Trịnh Hoa sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta không ngờ rằng vợ chồng Môn Dương có thể biến đen thành trắng, nói chết thành sống. Đúng lúc này thì ông cụ nhà họ Trình đi tới. Trịnh Hoa dường như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức cô ta chạy đến khóc trong vòng tay của ông nội. Ông nội, cháu vừa mới cãi nhau với cô Minh Tâm đã đẩy cháu ra. Không ngờ khi hai bác nhà họ Môn đến đây lại, không ngờ lại thiên vị cô Minh Tâm mà bắt nạt cháu. Môn Dương, thật sự là có chuyện này sao? Chủ, Môn Dương nhìn thấy người lớn tuổi đến thì hơi khó mở miệng. Thẩm Thanh nhìn thấy thì hơi nhíu mày, không chịu được mà đá cho ông một cái. Môn Dương lập tức trở nên dũng cảm hơn, ông hít một hơi rồi nói, chú à, chúng cháu cũng vừa tới đây, bọn cháu đã hỏi một lượt mấy đứa nhỏ, bọn họ đều nói là không thấy. Bây giờ chủ muốn cháu làm gì? Bọn cháu làm cha mẹ cũng cảm thấy rất khó xử, bác đang nói dối, ông nội, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi bác gái uy hiếp bọn họ nên bọn họ mới quay lưng lại với cháu. Ông cụ Trình nghe xong thì cau mày rồi nhìn về Giảm Đông không mấy thiện cảm. Mấy người đang giúp người khác bắt nạt cháu gái. Chuyện này này, tôi. Mọi người nhìn ông cụ Trình rồi nhìn Thẩm Thanh, cả hai đều là những người bọn họ không thể làm mất lòng. Mới vừa rồi bọn họ đều đã thừa nhận với Thẩm Thanh rồi mà hiện tại lại muốn thay đổi lời nói thì không phải đã chính thức đắc tội với nhà họ Môn sao? Nếu đã có lỗi với nhà họ Trình ngay từ đầu thì cứ tiếp tục có lỗi đi. Thưa ông, bọn cháu không nhìn thấy gì cả. Chú, bọn cháu cũng chưa thấy. Thực sự bọn cháu không biết hai cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Các người, Trịnh Hoa tức giận đến mức run lên, cô ta chỉ hận ông nội đến muộn một bước nếu không nhất định sẽ có trái ngon cho Hứa Trinh Anh. Ông cụ Trinh cũng nhường lên đội mày xám. Có phải bởi vì tôi giả dối nên các người đều coi tôi như vật trang trí, không cần quan tâm đến đúng không? Mặt mũi của ông già này không đáng cho các người để ý đúng không? Khi ông cụ nói ra những lời này thì xung quanh cũng lặng ngắt như tờ. Khách mới vừa mới tiến vào cũng không dám đi lại đây hỏng chuyện. Hai gia tộc có thế lực ngang nhau đối đầu, mệt bên thì cây già lên mặt, một bên thì là hai vợ chồng không nói lý, cả hai bên đều là xương cứng khó nhằn. Lúc này Thẩm Thanh mở miệng nói, ông cụ Trình là người có vai về cao, Thẩm Thanh xin có lời chào. Mọi người đều nói chuyện của hai đứa trẻ là chuyện của con gái với nhau thì chúng ta đều làm cha mẹ cũng chỉ có thể hỏi đều hiểu, nếu Thẩm Thanh có làm chuyện gì không đúng thì xin chủ tha lỗi cho cháu. Thẩm Thanh, cô đúng là rất giỏi ăn nói. Tôi chỉ sợ cô là người trước mặt một kiểu, sau lưng một đàng. Chú Trình, chú có thể nói tôi, nhưng không được nói vợ tôi. Cô ấy tuy là hậu bối của chủ, nhưng lại là vợ tôi. Vợ tôi chi tôi mới có thể dạy bảo. Người ngoài dạy bảo tôi sẽ không vui. Tựa như vợ của chủ Trình, cũng sẽ không để tôi dạy dỗ mà có đúng không? Cậu, cái thằng nhóc này, ví von kiểu gì vậy? Chú Trình, có thể dạy bảo thằng nhóc là tôi, nhưng không thể dạy bảo vệ của tôi, chính là đạo lý đơn giản như vậy, Môn Dương tôi bao che, cũng chỉ bao che vợ của mình. Ông cụ Trình âm thầm nhíu mày, tên Môn Dương này nhìn có vẻ như rất thấu tình đạt lý, quản lý kinh doanh rất tốt. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ của ông ta sẽ mất đi tất cả lý trí. Nếu không, dựa theo cái đầu kinh doanh kỳ tài của ông ta, nhà họ Môn này đã sớm phát đạt rạng rỡ, trở thành nhà họ cô thứ hai rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì vợ Môn Dương đắc tội với không tên người, dù vậy, nhà họ Môn cũng đủ để sánh ngang với nhà họ Trình roi. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng ông tới là vì đòi lại công đạo cho cháu gái, không cần thiết phải dây dưa không rõ với ông ta. Được, chỉ cần con bé Thẩm Thanh theo lẽ công bằng xử lý, lão già tôi cũng sẽ không quá phận. Cháu gái, con muốn xử lý như thế nào? Con muốn cô ta nói xin lỗi con, trước mặt nhiều người như này. Trịnh Hoa tức giận chỉ vào Hứa Minh Tâm, không khách khí nói. Cô ta nhất định phải ở trước mặt mọi người, khiến thể diện Hứa Minh Tâm mất hết, khiến tất cả mọi người nhận thức được Hứa Minh Tâm là người thấp kém đến thể nào. Kể cả Cố Gia Huy có đến. Cô ta cũng là hợp tình hợp lý, không sợ hãi chút nào. Hứa Minh Tâm nghe vậy trái tim hung hăng run lên một trận, bây giờ hạng người thích khiêu khích thật sự là rất nhiều, cô cũng không muốn khiến cho bác trai bác gái khó xử. Coi như ở đây có camera, cũng sẽ quay được một màn cô đấy Trịnh Hoa vừa dối. Bây giờ căn bản hết đường chối cãi. Cô nhìn về hướng Thẩm Thanh, nói, bác, gọi mẹ nuôi. Thẩm Thanh thản nhiên nói.
Hứa Minh Tâm lúc này mới ý thức được, bản thân nhất thời trong tình thế cấp bách, xưng hô sai rồi. Mẹ nuôi, con không muốn liên lụy đến mọi người, con đi nói xin lỗi vậy. Nếu như mẹ đã can thiệp vào chuyện này rồi thì sẽ không thể để cho cô chịu ủy khuất. Còn mẹ trước khi đi, người mà nó không yên tâm nhất chính là con, mẹ đương nhiên phải vì nó mà làm chút chuyện. Mẹ không phải vì mỗi mình con, mà là vì con của mẹ, con cũng không nợ tình cảm của mẹ, con nợ tình cảm của con trai mẹ. Thẩm Thanh Hạ thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía ông cụ Trình, nói, lúc trước cháu gái ông cũng nói rồi, xảy ra một chút mâu thuẫn, tôi chỉ muốn hỏi một chút là mâu thuẫn gì. Tôi, cô ta ăn nhiều quá, tôi chi nhiều lời vài câu, cô ăn no rừng mo à. Đây là hôn lễ hai nhà có. Hửa, cô ấy là người nhà họ Hứa, ăn đồ ăn của nhà Minh, liên quan đến cô. Tôi, Trịnh Hoa bị chặn hỏng không còn lời nào để nói. Thẩm Thanh cũng lười cùng cô ta nói lời vô ích, nhìn về phía mọi người, các cô cũng nói xem, trước khi con gái của tôi đẩy cô ta, đã xảy ra chuyện gì. Từng câu từng chữ, tôi muốn nghe lời thật lòng. Lời này mỗi một chữ, lạnh lùng không gì sánh được. Bữa tiệc náo nhiệt sôi nổi, lúc này tựa như đông cứng lại vài phần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là đem lời vừa nói lặp lại một lần. Trịnh Hoa chế giễu Hứa Minh Tâm như thế nào, kích động mọi người gây hiểu nhầm như thế nào, đều kể ra. Trịnh Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô ta nói, không phải như thế, ông nội, bọn họ hoàn toàn là đang nói dối. Cô anh, một mình tôi thì là người nói dối, nhiều người như vậy trăm miệng một lời, còn là nói dối sao? Chúng tôi xác thực thấy cô Minh Tâm ở đây ăn đồ ăn, không có ai vây quanh cả. Là cô gọi chúng tôi tới, bắt đầu. Cô còn nói bác Thẩm Thanh ánh mắt không tốt, nhận một con gái nuôi như vậy, tôi nói không sai chủ, mọi người đều nghe thấy được. Đúng vậy, tôi có nhắc nhở Hứa Minh Tâm là người của nhà họ Môn, cô ấy nói người của nhà họ Môn còn chưa tới, nói có tới thì cũng không sợ. Chính cô có ý kích động mọi người, tôi thấy, đấy cũng là giả. Cô cố ý chạy đến trước tai người ta nói, cô và cô ấy quen thuộc lắm sao? Còn không biết lời cô nói là tối hay là xấu. Cô ấy đẩy cô ra, là phản ứng của người bình thường, chẳng qua cô cũng chỉ ngã một cái, mông đau nhức mà thôi, còn ầm ĩ như vậy khua chiêng gõ chồng, gọi tới bao nhiêu người. Nếu như bác trai bác gái không đến, chẳng phải là cô vẫn muốn náo loạn tiếp à? Tôi, không phải như thế. Kể cả Trinh Anh có muốn thể thốt phủ nhận, cũng không ai tin. Hiện tại thế cục đã nghiêng về một phía, đối với cô ta 10 phần bất lợi. Cô ta nóng lòng như lửa đốt, cũng không biết nên giải quyết như thế nào, chỉ có thể cầu cứu nhìn ông cu Trinh. Ông nội, cô ta làm bộ đáng thương cầu cứu. Ông cụ Trình một bước cũng không tiến lên, chỉ có thể chờ Thẩm Thanh mở miệng trước. Thẩm Thanh thản nhiên nói, ông cụ Trinh này, ông cũng nghe được đầy. Ở trước mặt ông tôi cũng không có đâm bị thóc chọc bị gạo, uy hiếp bọn họ. Bọn họ nói những lời này là thật, như vậy cháu gái của ông dối gạt người trước, cũng đừng trách con gái tôi người sau. Nếu như phải nói xin lỗi, cũng nên là cháu gái ông xin lỗi con gái tôi trước mới phải. Sau đó tôi sẽ bảo Minh Tâm xin lỗi cháu gái ông, thế nào? Cái gì, bảo tôi xin lỗi cô ta trước, dựa vào cái gì, Trịnh Hoa phẫn nộ chỉ vào Hứa Minh Tâm, căm giận khó nhịn. Chuyện này coi như xóa bỏ, chấm dứt ở đây đi. Ông cụ Trình cảm thấy cực kỳ mất thể diện, lên tiếng ngăn cản. Cảm ông cụ không truy cứu, Minh Tâm, chúng ta đi. Thẩm Thanh giả bộ vô cùng thân thiết nắm tay của Hứa Minh Tâm, xoay người rời đi, nhưng không nghĩ tới Trịnh Hoa Lai mở miệng nói, bác trai bác gái, mọi người quản cũng quá rộng, bố ruột người ta còn chưa đứng ra nói gì, hai người ngược lại thật nhiệt tình do một. Chúng tôi quản việc đích xác là rất rộng. Có muốn tôi cũng giáo dục cô một chút không? Thẩm Thanh không khách khí nói. Cô ý lớn hiếp nhỏ. Ông cụ, cháu gái này của ông khẩu khí không nhỏ. Thật sự nếu không quản giáo nhiều hơn, tôi chỉ sợ sau này họa là từ ở miệng mà ra, liên lụy nhà họ Trình. Hôm nay vì nể thể diện của ông, việc này bỏ qua. Nhưng Thẩm Thanh tôi cũng không nhịn được ủy khuất, kể cả tôi có nhịn được, chồng tôi cũng sẽ không để tôi phải nhịn. Đừng để đến lúc tôi không chịu thua kém với cả đứa trẻ, nhà họ Trình các ông còn phải phái người cầu xin tôi, thì thật khó coi. Trịnh Hoa, còn sợ chưa đủ mất mặt hay sao? Còn yên lặng, bằng không con liền cút xuống phía dưới cho ông. Ông cụ tức giận. Thẩm Thanh lúc này mới thỏa mãn, dẫn người rời khỏi. Đi tới chỗ không có ai,
Thẩm Thanh lập tức buông lỏng tay của Hứa Minh Tâm ra. Hứa Minh Tâm, không biết con có nghe qua một câu nói này chưa? Cô, câu nói gì? Hứa Minh Tâm nhìn Thẩm Thanh, trong lòng vẫn là có chút sơ. Chó cậy gắn nhà, gà cậy gắn chuống. Bà xã, sao em lại nói với con bé lời này chứ? Ngôn Dương vỗ vỗ đầu, nhức đầu nói. Vậy em nên nói cái gì đây? Trước đây để thành toàn cho con chúng ta, em còn tự nguyện buông tư thái, tuyên bố với bên ngoài con là con gái nuôi của mẹ, vì để thân phận của con có chút địa vị hiền hách. Nhà họ Hứa không coi trọng con không có tiếng tăm gì, mẹ có thể lý giải. Nhưng hôm nay, con là con gái của Thẩm Thanh này rồi, sao con vẫn bị người khác ức hiếp thành như vậy thế hà? Con sợ mẹ chồng không lại nhà họ Trinh, hay là sợ người đàn ông của con không thể làm chủ cho con? Hứa Minh Tâm nghe vậy cả người chấn động mạnh mẽ. Lời Thẩm Thanh nói mặc dù khó nghe, nhưng mỗi một từ một chữ đều là hợp tình hợp lý. Trước đây cô rất sợ gây phiền toái, bởi vì cô đã quen bản thân không quyền không thế. Quy luật sinh tồn từ nhỏ đến lớn của cô, chính là nói ít làm nhiều, tránh khỏi gây chuyện thị phi. Bởi vì, năng lực của cô quá nhỏ, không đủ để bảo vệ mình, nếu như trêu chọc người khác, kết quả là chính mình sẽ tự mình bị khô. Cô tận lực cố gắng nhu thuận. Hiện tại, mặc dù có Cố Gia Huy che chở, cô vẫn còn thói quen nhân nhượng cho khỏi phiến. Ví dụ như vừa rồi, cô đã nghĩ trong lòng mình nói xin lỗi là xong chuyện rồi, bản thân chịu chút oan ức cũng không tính là gì, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cô cũng chịu quá nhiều uất ức, sớm đã thành thói quen. Trước đây cảm thấy mình đúng, nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân mình rất không có tiến đo. Xin lỗi, con biết sai rồi, con bé biết sai rồi. Chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa đâu. Ngôn Dương nói lời tốt. Bà xã ông lạnh lùng, lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại không phải là không có lý. Anh chỉ biết vuốt đuôi ngựa, em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đây. Thẩm Thanh trừng mắt một cái, sau đó ly khai. Ngôn Minh Thành bớt chút thời gian nói mấy câu với Hứa Minh Tâm, lời mẹ nuôi con nói con chờ để ở trong lòng, bà ấy cũng là vì muốn tốt cho con. Nếu như con không biết phản kháng, thì không cách nào tồn tại trong cái vòng này được. Ngày hôm nay coi như là một bài của con, sau này con còn phải dựa vào chính bản thân mình. Nếu như hôm nay chúng ta không ở đây, chẳng phải là con chịu ủy khuất vô ích rồi sao? Chịu ủy khuất vô ích còn chưa tính, nếu như trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta xem thường, vậy sau này con ai cũng có thể bắt nạt được. Hiểu chưa? Hiểu rồi à, bố nuôi. Hứa Minh Tâm khéo léo gật đầu, bài học ngày hôm nay có thể nói là có ích lợi không nhỏ. Bố cũng không muốn nói nhiều, bố đuổi theo mẹ nuôi con đây. Con không cần gọi bố nuôi, bố nghe kỳ quái kiểu gì, con vẫn là gọi bố đi, thấy dễ nghe hơn chút, nếu không bố cứ cảm thấy như là Giang làm gì có lỗi với bà xã vậy đó. Con biết rồi, bố. Bố đi đây. Ngôn Minh Thành như một làn khói đuổi kịp bước chân Thẩm Thanh, đi theo như tùy tùng, khuyên Thẩm Thanh không nên tức giận. Hứa Minh Tâm đang muốn đi lên bong thuyền nghỉ ngơi, không nghĩ tới Cố Yên xuất hiện, cũng không biết từ đâu mà xuất hiện. Sao cậu lại ở nơi này? Từ lúc cậu gặp phải Trịnh Hoa, tôi đã chạy tới rồi. Vốn định thay cậu ra mặt, nhưng không nghĩ tới vợ chồng Ngôn Minh Thành lại tới. Nghĩ đến bọn họ càng danh chính ngôn thuận hơn chút, hơn nữa vợ chồng bọn họ tính tình nổi tiếng không giảng đạo lý, chỉ biết bao che khuyết điểm, chắc chắn cậu sẽ không phải chịu thiệt. Cho nên tôi liên ở một bên xem kịch hay. Lời Trịnh Hoa nói với cậu, tôi cũng đều nghe thấy được, đồng thời ghi âm lại cả rối, cái này gọi là chứng cử. Mặt khác lời Thẩm Thanh nói với cậu, tôi cũng nghe ra được, nói thì có chút khó nghe, nhưng ý tứ đều ở đó, chắc là cậu hiểu, tôi hiểu rồi, nhưng tôi sợ bản thân không kiên cường lên được. Tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yếu đuối. Hứa Minh Tâm kém cỏi nhìn hai tay của mình, thói quen nắm chặt tay ẩn nhẫn, cô vẫn không học được cách làm sao xuất kích. Cô cũng chỉ dám thể hiện ngoài miệng, nếu có một ngày đau thật thương thật, cô kỳ thực sẽ rất lúng túng. Không sao đâu, cái này không thể giải quyết trong chốc lát được, từ từ sẽ đến, đợi lát nữa tôi sẽ dạy cho cậu học một khóa. Có ý gì? Trịnh Hoa đắc tội với người nhà họ cô chúng ta, lẽ nào cứ tỉnh như vậy à? Thẩm Thanh bênh vực được cậu, lẽ nào tôi không bênh vực được? Chỉ đây dẫn cậu đi xem một chút thể nào gọi là thủ đoạn cao tay. Cổ Yên lôi kéo Hứa Minh Tâm, hướng phía phòng khách đi đến. Lúc này tân khách đã lên bờ, du thuyền bắt đầu chạy. Trịnh Hoa bị ông nội mang về phòng nghi, cửa phòng vừa đóng, ông Liên phản nộ mắng một trận, ông đã cảnh cáo con,
Cố Gia Huy không phải người con có thể đụng vào, cũng không được đi đắc tội với Hứa Minh Tâm. Vì sao con không chiêu nghe? Ông nội, con nuốt không trôi giọng điệu này, lẽ nào con so ra còn kém cô ta sao? Nếu như con thực sự so được với cô ấy, thì Cố Gia Huy đã đổi với con vài phần kính trọng, mà không phải làm loạn đến cục diện bây giờ. Hiện tại ngược lại, đắc tội gia đình nhà họ Cố rồi, còn làm ầm ĩ lên với nhà họ Môn. Ông cảnh cáo con, không được phép trêu chọc gia đình họ Cố, cũng không được động vào Hứa Minh Tâm. Nếu không ông nội cũng không gánh nổi con, đến lúc đó con không chỉ chịu chút ủy khuất đơn giản như vậy. Con là đứa bé duy nhất của nhà họ Trình, ông nội mong muốn con trở thành người tài, chứ không phải xoắn suýt chuyện nhi nữ tinh trường. Thế nhưng, con yêu Cố Gia Huy. Câm miệng. Ông cụ gắm lên, cắt đứt lời của cháu gái nhà Minh. Hổ đổ ngu xuẩn, nếu như con lại không nghe lời, dứt khoát tự mình ngồi du thuyền trở về đi, miễn cho ở chỗ này đắc tội với người khác, mất hết thể diện. Trịnh Hoa thấy ông nội thật sự nổi giận, cũng không dám cấu kinh on ào nữa. Cô khẽ cắn môi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô đã chịu giáo huấn, trong lòng bất bình đi ra đi lên trên boong thuyền, lúc này, tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh ăn uống linh đình. Căn bản không ai tới chỗ này châm chọc nữa. Cô ta cần phải yên tĩnh một chút. Cô sẽ không bỏ qua, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định sẽ kéo Hứa Minh Tâm xuống. Hứa Minh Tâm cô ta căn bản cũng không có tư cách ở lại bên người Cố Gia Huy, chỉ có cô mới có tư cách. Cô ta không ngừng hít sâu, nỗ lực dẹp loạn lửa giận trong lòng. Đúng lúc này, có người ở phía sau gọi cô ta. Châu gái nhà họ Trinh. Trịnh Hoa nghe vậy siết chặt lông mày. Xoay người nhìn lại, phát hiện là một người phụ nữ xinh đẹp động lông người, mặc một chiếc váy da ngắn màu đỏ, khoác một cái áo khoác dài đi ra. Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt kiêu bất cần, rơi trên người mình, khiến cho cô ta rất khó chịu. Là ai? Tôi tới dạy dỗ làm sao để đối nhân xử thế? Cổ Yên tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp cho cô ta một tát. Cơ thể Trịnh Hoa đụng phải hàng rào vệ, lào đà lào đào. Cô ta khiếp sợ nhìn Cổ Yên, cả giận nói, cô là ai, cô dựa vào cái gì đánh tôi? Cô có thể đổ oan cho Minh Tâm nhà tôi, vì sao tôi không thể đánh cô chứ? Minh Tâm nhà, Trịnh Hoa vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ tới báo trước. Cô ta là con gái thứ tư nhà họ. Yên, coi như còn có mắt nhìn người, vậy cô cũng nên. Vi, biết, tôi tìm cô là vì cái gì đi? Các cô đều là con chó của Hứa Minh Tâm mà, bị cô ta gọi là tới quát là đi, chỉ mong được ra mặt vì cô ta, tất cả đều con mẹ nó điên rồi sao? Trịnh Hoa miệng không ngừng nói, rồng giận gào thét. Cố Yên nghe vậy, khóe miệng khẽ nâng lên. Cười nhạt, ông nội cô cũng là con chó nhờ cậy của cô sao? Cô, lời này khiến Trịnh Hoa thốt không lên lời. Cố Yên, cô không nên khinh người quá đáng, cô đánh tôi một tát này. Nếu như bây giờ tôi mà gọi người tới, tôi xem cô làm sao bây giờ. Gọi người, cô cứ việc gọi, gọi càng nhiều càng tốt. Cổ Yên lấy điện thoại di động ra, mở đoạn ghi âm vừa rồi ra. Giọng nói bên trong cực kỳ rõ ràng, cô ta làm nhục Hứa Minh Tâm như thế nào, phách lối như thế nào. Cô, tại sao cô có cái này? Trình Anh sắc mặt trắng bệch một mảnh, khiếp sô nhìn cô, giống như là thấy quỷ. Trọng điểm không phải là cái này đi. Đường đường là tiểu thư nhà họ Trinh, vậy mà lại tự nguyên làm tiểu tam, thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy đó. Bản ghi âm này nếu như đưa đến trước mặt ông nội cô, không biết nhà họ Trình có để ý không? Cô dám, Trịnh Hoa run rẩy quát, hai tròng mắt cô ta đỏ bừng, phát điên giống như dã thú. Cổ Yên, cô đừng có quá đáng quá, nhà họ Trình tuy rằng không so được với nhà họ Cố, thế nhưng ở Đà Nẵng cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Cô một vừa hai phải thôi, hiểu không? Quá đáng sao, tôi chỉ đang dạy cô nguyên tắc đối nhân xử thế cơ bản, nên yên phận một chút, đừng hòng có từ trường không an phận. Trịnh Hoa nghe những lời này, cảm thấy cực kỳ quen thuộc, đây không phải là lời cô ta vừa nói với Hứa Minh Tâm sao. Cổ Yên vậy mà trả lại nguyên si cho cô ta. Mất mặt, trần trụi mất mặt, sắc mặt Trịnh Hoa cực kỳ khó coi, lúc xanh lúc trắng. Cổ Yên nói, lời này tôi cũng tặng cho cô. Tôi cũng chỉ đang dạy cô đạo lý làm người cơ bản mà thôi. Bối phận của tôi, lẽ ra cô phải gọi tôi một tiếng Di Nhi. Tôi dạy bảo hậu bối của mình là hợp tình hợp lý, tôi cũng khuyên cô an phận một chút, đừng có bất kỳ tư tưởng không an phận nào.
Cô luôn nói Trục Linh không xứng với anh ba, vậy có cũng không nhìn lại bản thân một chút. Cái người đức hạnh như cô, cũng xứng với anh ba, cũng muốn gà vào nhà họ có chúng tôi, quả thực là nói chuyện viến vông. Cổ Ngọc V, cô thực sự là khinh người quá đáng. Cô chẳng qua chỉ là con gái được gia đình nhà họ Cổ nhận nuôi mà thôi, nói khó nghe hơn thì là nuôi sủng vật, nuôi một con chó. Thế nhưng hôm nay cô bị tôi giáo huấn đến run rẩy đó, tôi là chó, vậy cô là cái gì? Cổ Yên không nhanh không chậm nói, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng câu lên một tia cười giễu cợt. Trịnh Hoa sao chịu nổi ủy khuất như vậy, sự tủi thân trước đến nay vẫn luôn ứ đọng, lúc này triệt để bạo lộ ra. Mẹ nó, tôi liếu mạng với cô gái đồ phụ nữ ti tiện này hẳn là muốn tìm chết. Trịnh Hoa như phát điên vọt tới. Nhưng cô ta không phải là đối thủ của Cố Yên. Cố Yên mặc dù là quân y, thế nhưng cũng học rất nhiều công phu quyền cước, đánh nhau cũng vô cùng quyết liệt, cô không sợ hãi chút nào, không cần tốn nhiều sức giã đem Trinh Anh túm lại, sau đó không khách khí ném ra ngoài. Trịnh Hoa thảm hại ngã trên mặt đất, đầu gối cũng bị rách một mảng. Đầu tóc cô ta xốc xếch, lúc này làm gì còn hình ảnh con gái quyến quỷ nhà họ Trình cao cao tại thượng nữa. Dẫm đạp người khác rất thoải mái sao? Lúc giảm đạp người khác có nghĩ tới bản thân mình cũng có một ngày như vậy không? Nhà họ Cố chúng tôi không ngại gây sự, người ngoài kính chúng tôi một thước, chúng tôi trả một trường. Nhưng mà các người nếu như nghĩ không thông, nhà họ Cố cũng nguyện ý cùng các người vui đùa một chút. Trịnh Hoa, tôi khuyên cô một câu, không nên chọc vào chớ chọc, không nên động vào thì đừng động. Chỉ cần cô xem thường Hứa Minh Tâm, cô động một cái, thử xem anh tôi có lây mạng của cô hay không. Tôi là đang khuyên cô. Không nên tự tìm đường chết. Bên ngoài trời lạnh, tôi về trước phòng, tạm biệt. Cổ Yên Vân đạm phong khinh nói, phảng phất như vừa rồi cô không hề động thủ vẫn luôn là một thục nữ như bình thường. Cô quay về đến dại sành, Hứa Minh Tâm đang đợi ở sau cửa. Mặc dù cô không thấy một màn kia, thế nhưng cô đeo tai nghe được rõ rõ ràng ràng, Cố Yên đơn giản là xà con túc toàn bộ, khí phách mười phấn. Yên, cậu ngầu quả đi. Loại người bắt nạt kẻ yếu điển hình như thế, ở trong tay tôi không dám ẩm ý ra cái gì, cũng chi dám bắt nạt ăn hiếp cậu. Nhưng như vậy có hơi quá đáng không? Hứa Minh Tâm có chút lo lắng nói, quá đáng à? Tôi đã rất nhân từ rồi đó, mấy năm nay tính tình thay đổi tốt hơn, trước đây nếu như tôi gặp phải dạng vô lại như vậy, tôi hạ thủ còn mạnh nữa. Là do Trịnh Hoa cô ta quá phận, ba lần bảy lượt. Có một số việc một lần còn được không có lần hai. Lần hai không có lần ba. Cô ta đã không phải là một hai lần, thật sự nếu không khiến cho cô ta chịu chút khổ cực, chỉ sợ sau này không yên ổn nổi. Cậu nói cũng đúng, Trịnh Hoa không chỉ một hai lần khiêu khích. Trước cũng đã cùng cô ta tranh chấp qua, von tuông rằng cô ta sẽ không động đến nữa, không nghĩ tôi lần này vẫn muốn hại tôi. Cái này cho cậu. Cô Ngọc Phi đưa tới một món đồ chổi nhỏ, nói, bắt ghi âm, mọi việc đều phải lưu lại chứng cứ. Cảnh sát phá án, luật sư đều sẽ mang theo, cô cũng giữ lấy một cái phòng thân. Cảm ơn cậu, Yên. Hứa Minh Tâm cảm động ôm lấy cô, thơm cô một cái thật to. Được rồi, nếu như để anh tôi nhìn thấy, phòng chứng lại muốn ghen tuông đó. Cổ Yên vẫn cảm thấy bản thân rất thành thục ổn trọng, dù sao mấy năm này mài giũa, hơn nữa tuổi các càng ngày càng cao, đã không còn tính cách chơi đĩa trước đây nữa, nhưng bây giờ ở cùng với Hứa Minh Tâm. Cô lại cảm thấy mình vẫn là một cô gái nhỏ, hùng hổ, mạnh mẽ vang dội. Yên, cậu và Thư Hàn thật giống nhau đỏ. Giống thể nào? Thư Hàn cũng là người tính tình nóng này háp tấp, bình thường động một chút là cướp cò. Thế nhưng cũng lòng dạ thiện lương, cùng sinh gái như nhau. Cô ấy giống như là tôi của tuổi 21, đợi cô ấy lớn hơn vài năm, thì sẽ hiểu được 26 tuổi nên có sự thành thục ổn trọng. 5 năm, đủ để mài giũa một người góc cạnh. Khiến bên trong cô càng thêm sắc sảo. Bạch Thư Hân chính là cô của 21. Mà cô là 26 tuổi của Bạch Thư Hân. Tuổi. Bạch Thư Hân 21 tuổi, thì không cách nào chiến thắng được cô Yên 26 tuổi. Cố Gia Huy từ trên lầu đi xuống, biết được chuyện vừa xảy ra, đặc biệt dẫn Hứa Minh Tâm đi cảm ơn vợ chồng Ngôn Minh Thành. Không cần cảm ơn, tôi cũng không phải giúp vợ của cậu, tôi là đang giúp vợ của mình. Thẩm Thanh ngồi ngay thẳng. Tao nhã vắt chân. Ngôn Minh Thành đang xoa huyệt thái dương cho ba. Cố Gia Huy nghe vậy chỉ cười cười. Bà Ngôn nói đùa rồi. Mặc kệ nói như thế nào. Hai vị đã giúp vợ chưa cười của tôi. Ngày khác tôi tất có lễ trọng cảm ta.
Chúng tôi cũng không quấy rầy hai vị nữa, tạm biệt. Cố Gia Huy mang Hứa Minh Tâm rời khỏi, sau khi cửa phòng đóng, Ngôn Minh Thành nói, dựa theo tính của Cố Gia Huy, nhất định sẽ đem khu vực mới khai phá kia để cho tôi. Đây chính là cái tôi luôn muốn có, nhưng tập đoàn JNC vẫn luôn nằm ở trong tay. Ông có thể có chút tiền đồ được hay không? Tôi là đang giúp con dâu tương lai, nếu như ông nhận lấy tạ lễ, tôi đây há chẳng phải là chưa đánh đã bại à? Bà xã nói rất đúng, cũng không cần nữa. Ngôn Minh Thành mặc dù có chút nhức nhối, nhưng vẫn không làm trái với ý của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn ra được ông không phục, bà không hiểu mấy chuyện trên phương diện làm ăn, nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, ông chỉ cần chuyển động lông mày, bà liền biết ông đang suy nghĩ gì. Bây giờ không phải là lúc nên tùy hứng. Ông muốn thì cứ lấy đi, dù sao thì con trai chúng ta cũng không cưới được người con dâu này, tôi cũng chỉ là nói lẫy một chút, nhìn đỏ mắt mà thôi. Bà thích Hứa Minh Tâm. Ngôn Trúc Lâm nhìn chúng, tất nhiên con bé đó có ưu điểm, có thể đả động được con trai, lẽ nào không đả động được tôi sao? Chỉ là con bé kia ngốc, không phải dạng ngốc bình thường. Con dâu thì phải từ từ dạy bảo, không vội không voi. Huống hồ bọn nó còn chưa kết hôn mà. Con trai chúng ta còn có cơ hội, tình nghĩa đồng môn bao năm, khẳng định hơn được. Ngôn Minh Thành vừa cười vừa nói. Chi mong vậy, Thẩm Thanh tâm trạng nặng nề nói, tôi mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút, chờ bao giờ tiệc cưới bắt đầu hãng gọi tôi. Ngôn Minh Thành lập tức đi trải giường chiều, sau đó âm thầm chà chà tay nói, bà xã, chúng ta hy hình như lâu rồi chưa? Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh trừng mắt nhìn. Cái lão già này không biết thẹn à? Ở chỗ này ông còn vội được, tất cả về nhà rồi nói, tôi mệt mỏi thật sự rồi. Chấm, tôi có thể nằm ở bên cạnh không? Tôi nhìn bà. Ngủ thôi, không làm gì hết. Cho phép, ta chủ Long Ân. Ngôn Minh Thành vô cùng hài lòng nói. Mà bên này Cố Gia Huy mang Hứa Minh Tâm. Đi tới gian phòng nghi của riêng bọn họ, Cố Gia Huy vén tóc lên nhìn vết thương trước trán cô, ôn nhu nói, chịu oan ức rồi à? Ban đầu đúng là có một chút oan ức thật. Nhưng mà bác trai, bác gái và còn có cả Yên cũng giúp em giải quyết cả giói. Vậy thì tốt rồi, anh chỉ sợ em phải chịu oan ức mà thôi. Mặc dù phía sau anh đã ra mặt tạo áp lực cho bên nhà họ Trình, nhưng cũng không thể nào có thể khiến cô ta ngừng làm tổn thương em cả. Nhà họ Trình thực sự là càng ngày càng làm cân mà, hôm nay là lễ cưới của nhà họ Cố nên anh cũng không tiện nói gì nhiều. Chờ sau khi lễ cưới này kết thúc, chắc là anh sẽ phải phá lệ mà để ý nhiều một chút. Cố Gia Huy hơi nheo mắt lại, đôi mắt phượng đầy thâm thúy, bên trong đáy mắt như toát ra hơi thở của sự lạnh lẽo. Trịnh Hoa quả thật là không biết sống chết gì mà, lúc nào cũng lặp đi rồi lặp lại như thế, không còn trò khác nữa à. Bài, sau này em có đi đâu, chắc cũng không dám. Ăn nhiều như thế nữa, ăn nhiều như vậy sẽ bị người ta che coi mất. Hứa Minh Tâm đáng thương nói. Điều khiến cô đau lòng nhất là chuyện này đây được không? Mỗi lần có tiệc tùng gì đó thì sẽ có rất nhiều đồ ăn. Ngon, nhưng những người ở đó ai cũng vô cùng dè dặt, cũng vô cùng thục nữ nên họ không lấy gì cả. Những đồ ăn ngon tuyệt ấy cứ được bưng lên rồi lại được dọn đi, nhiều món vẫn còn nguyên không ai. Đụng đến, trong thế giới của Hứa Minh Tâm, việc lãng phí đồ ăn là sẽ bị trời phạt. Trước kia cô sẽ không để ý gì đến hình tượng của mình. Dù sao thì mình có ăn uống bừa bãi như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có ai để ý đến mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thân phận không giống như trước nữa, số người chú ý đến mình cũng nhiều thêm. Cô phải cẩn thận từng tí một từ lời nói cho đến hành động của mình, không thể cho người khác có thể có được cơ hội bắt được điểm yếu của chính mình. Nếu không như vậy thì sau này sẽ khiến cho Cố Gia Huy phải mất mặt. Cố Gia Huy nhìn tiếc bộ dáng đầy tiếc nuối của cô, bất đắc dĩ mà mỉm cười. Em thích món nào, anh sẽ bảo người vào phòng bếp mang ra đây cho em, để em ăn no thì thôi. Nếu em mà thích bánh kem ở đây như vậy thì cùng lầm anh moi đầu bếp ở đây về nhà, mỗi ngày làm bánh cho em ăn. Một lát nữa anh bảo người chuẩn bị cho em một cái hộp giữ nhiệt, để em có thể mang đến trường mà ăn, còn có thể chia cho các bạn cùng lớp, bạn cùng phòng của em. Được không nào? Hứa Minh Tâm nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui như muốn nổ tung vậy. Ông chủ lớn đúng là ông chủ lớn mà, sao lại có suy nghĩ cẩn thận như thế chứ? Cô thật không ngờ đến mà. Thậm chí Cố Gia Huy còn nghĩ đến mấy việc tận sau này cho cô luôn, thật hạnh phúc quá đi. Cậu ba nhà họ Cố của em gì, anh thật sự là quá thông minh đó.
vậy thì sau này mỗi ngày em có thể được ăn món ngon rồi. Hơn nữa không chỉ ở mỗi nhà mà đến trường vẫn có thể được ăn, vậy em nên thường cho anh cái gì đây nào? Cố Gia Huy chỉ vào miệng mình, ý tứ thể hiện vô cùng rõ ràng. Hứa Minh Tâm nhịn không được mà trừng mắt nhìn anh, người lương thiện thật sự sẽ không đòi hỏi như thế. Anh có phải người lương thiện đâu nào? Xem ra là tâm hồn ăn uống của em cũng chẳng lớn lắm đâu nhi. Anh thấy Di ở nhà cũng không có gì làm nhiều đầu, cũng khá nhàn rỗi rồi, chắc là không cần sắp xếp thêm đầu bếp. Anh còn chưa kịp nói xong lời của mình thì Hứa Minh Tâm đã kiễng mũi chân lên, áp đôi môi vẫn còn vương mùi thơm ngọt lên môi của anh. Ban đầu cô chỉ định hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước thôi là được rồi, không nghĩ rằng tốc độ của người đàn ông kia lại nhanh đến như vậy. Một tay của anh ôm chặt lấy vòng eo thon của cô, một tay khác lại luồn vào tóc cô, giữ lấy gáy của cô. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, không có một khe hở nào. Nếu không phải là vẫn còn mặc quần áo trên người, chỉ sợ rằng, cơ thể của anh như giang rán cho nên nóng hơn, giãn cách một lớp quần áo roi mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng kia. Cả người của anh, đang tràn ngập hơi thở của dục vọng, của ham muốn đẩy hoang dại. Hứa Minh Tâm cảm thấy có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này của cô rất kỳ lạ, sao anh sẽ làm loạn, nhưng cũng sợ anh sẽ không làm gì nữa, cô sợ nhìn cơ thể chẳng đâu vào đâu của mình sẽ khiến cho anh không lên nối dục vọng. Mặc dù anh đã từng giải thích rằng bây giờ anh không động vào cô là vì thương cô còn nhỏ tuổi quá, không muốn để lại một ấn tượng không tốt đẹp cho cô. Nhưng mà đã sống chung với nhau 2 năm trời rồi mà cũng không xảy ra cái gì cả. Điều đó làm cô không khỏi nghi ngờ về sức quyến rũ của chính mình. Rốt cuộc là vì sức chịu đựng của anh quá mạnh mẽ, hay vẫn là vì Minh quá nhạt nhẽo? Cô cũng không rõ nữa. Ngay khi cô còn đang mơ hồ như lạc vào bấu sương mù, thì người đàn ông chợt buông cô ra. Anh hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để kìm nén ham muốn bên trong mình, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ cọ súng ra lửa mát. Anh không sao đấy chứ? Hai mắt của Hứa Minh Tâm vẫn còn hơi mơ màng, thở hổn hển. Giọng nói của cô vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên vô cùng mềm mại, nghe như nũng nịu vậy. Nghe mà khiến cho người ta dễ bị mê hoặc. Cố Gia Huy nắm chặt tay, nói, không sao cả. Anh đi rửa mặt đã. Sau đó, anh đi vào trong phòng tắm. Hứa Minh Tâm cảm thấy có chút thất vọng. Quả nhiên là sẽ không làm gì mà. Trong lúc mà cô chờ Cố Gia Huy đi ra thì nhận được điện thoại của Hứa Văn Mạnh, nói rằng ông ta đang tìm mình ở ngoài sảnh lớn. Bổ à, có chuyện gì thế à? Mặc dù chị của con không mời con làm phủ dầu, nhưng con vẫn phải cùng bố đưa chị con lên Thâm Đỏ. Hôm nay không có phóng viên đến nhưng những người có máu mặt đều đến đây. Không thể để cho người ta nghĩ rằng gia đình chúng ta không hòa hợp, rồi đi phát tán linh tinh làm trò cười cho mọi người được. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì cảm thấy có chút bu ôn cười. Cô và chị cô luôn không thể hòa hợp với nhau được. Từ nhỏ đến lớn đều bị Hứa An Kỳ bắt nạt, bố cũng không bao giờ nói một câu gì. Mà bây giờ lại bắt cô phải làm thế kia. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ như vậy cả rồi. Cố tình làm như vậy, cũng chỉ để người ta nhìn ngoài cho đẹp thôi. Con biết rồi, để con đi đến phòng thay đồ ngay. Cô cúp điện thoại, Cố Gia Huy cùng từ phòng tắm đi ra. Có chuyện gì vậy? Em phải nhanh chóng đến gặp Hứa An Kỳ, dù sao thì cô ấy cũng là chị của em. Anh đã bảo Khương Tuấn mang mấy đỏ kia về rồi. Vậy cứ để đấy đi, lát nữa em về thì ăn. Được, vậy anh đi tìm Cố Triệt Đề, tí sẽ quay lại tìm em. Nếu em không gọi được cho anh thì phải đến tìm Yên. Cô ấy sẽ tiên SDN anh nhiều, em biết rồi. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn nói, sau đó đi vào phòng thay đổi. Hứa An Kỳ đã trang điểm xong hết rồi. Người ta nói rằng trong cuộc đời của người phụ nữ đẹp nhất là khi được làm cô dâu, quả đúng là như vậy. Trước kia cô nhìn thế nào cũng thấy không thể yêu thương nổi Hứa An Kỳ, thế mà hôm nay nhìn lại thấy rất thuận mắt. Phù dâu của cô ta cũng không phải người xa lạ gì. Chính là cái người đã làm ầm ĩ ở bữa tiệc sinh nhật lần trước, Lâm Thanh Loan, nghe nói là cô ta trở về rối ầm ĩ với bạn trai một trận rối sau đó liền chia tay. Ban đầu hai người đó còn định sẽ kết hôn, ngày cưới còn trước cả Hứa An Kỳ. Vậy mà vì một chiếc váy giả mà mỗi người đi một hướng. Lâm Thanh Loan nhìn về hướng của Hứa Minh Tâm, trong đôi mắt xinh đẹp kia như muốn bùng lửa. Đan Kỳ, sao cô ta lại đến đây? Lâm Thanh Loan không hài lòng mà nói. Cậu nghĩ rằng tôi muốn lắm à?
còn không phải là vì muốn diễn cho người ngoài xem sao. Đợi lát nữa cô ta phải đi phía sau bố của tôi, đưa tôi đi thảm đỏ nữa. Về mặt của Hứa An Kỳ cũng vô cùng không hài lòng. Bây giờ cả địa vị lẫn thân phận của Hứa Minh Tâm đã cao hơn cô ta rất nhiều rồi. Muốn chửi cũng không chửi được, đánh cũng không đánh được, càng đừng nói đến nhiều thứ khác phải nhìn. Mấy người đừng để ý đến tôi sẽ tự tìm chỗ ngồi, không cần phải chào hỏi gì đâu. Hứa Minh Tâm cũng có chút xấu hổ, kẻ thù gặp nhau thì hận đỏ mắt mà. Cô trêu chọc đến một Trinh Anh là đã quả đủ rồi, cũng không muốn dây đến hai người phụ nữ kia nữa. Rất nhanh sau đó, Hứa Văn Mạnh và Trần Hiểu Vân đã chạy đến đây. Trần Hiểu Vân nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp của mình, xúc động đến bật khóc. Bà ta ôm lấy cổ của Hứa An Kỳ, nói, con gái à, cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con kết hôn rồi. Khi con vừa mới được sinh ra, bố của con vẫn luôn rất thất vọng, nói rằng là con gái thì sau này sớm hay muốn vẫn phải gả cho người khác thôi. Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã đến rồi. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, con gái của chúng ta cũng dã lon thật rồi. Đúng vậy, giờ Ân Kỳ đã lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng đã tìm được một người giản ông tốt giói. Con được gả vào nhà họ Cố rồi thì nhà họ Cố chắc chắn sẽ không đối xử tệ với con đâu. Về sau nhờ phải thường xuyên về nhà thăm bố và mẹ con đấy, đã biết chưa? Hứa Văn Mạnh là một người đàn ông không muốn phải rơi nước mắt, nhưng đôi mắt cũng đã trở nên đỏ hoe. Hai người vây quanh Hứa An Kỳ mà nói dài nói ngắn, dịu dàng dặn dò. Nếu Hứa Minh Tâm là người ngoài, nhìn một màn như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng cảm động. Nhưng trở trêu thay, Hứa Văn Mạnh lại là bố của Minh. Cô ngồi ở một bên, Hứa Văn Mạnh bước vào cửa nhưng cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Toàn bộ sự tập trung đều rơi hết lên người Hứa An Kỳ. Ông ta hình như chỉ biết có đến con gái của mình. Thế còn cô thì sao? Cô là cái gì chứ? Tự nhiên trái tim Hứa Minh Tâm cảm thấy hơi nhói lên, con vốn con tưởng từ lâu mình đã chai ly với điều này rồi. Cô ở trong nhà họ Hứa 18 năm và từ lâu có phát hiện ra mình cũng chi là một người thừa nhưng bây giờ cô lại nhận ra, thậm chí cô không phải là một người thừa, trong mắt của bọn họ, bây giờ cô đã không còn tồn tại. Sự tồn tại của cô là hoàn toàn vô nghĩa và có hay không cũng được. Cổ họng Hứa Minh Tâm nghẹn cứng lại, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. Cô giữ chặt lấy tay của mình, dầu móng tay ghim sâu vào trong da, đau đến mức nhói lên. Hai người bọn họ hỏi thăm nhau một lúc rồi Hứa Văn Mạnh mới liếc mắt sang nhìn cô cũng ở đây à? Nghe nói cô có tranh chấp gì với con gái của nhà họ Trình. Về sau ở những nơi đông người, nếu có thể không nói chuyện thì đừng nói chuyện, dung rắc tội với những người mình không thể đắc tội được. Hiểu chưa? Đó không phải là lỗi của con, là lỗi của cô ta. Hứa Minh Tâm vẫn chưa nói hết thì đã bị Hứa Văn Mạnh ngắt lời, tôi không quan tâm đó là lỗi sai của ai. Mặc dù nhà họ Hứa và nhà họ Trình không phải có một quan hệ gì quá thân thiết với nhau nhưng vẫn có khi phải đi lại trong lúc làm ăn. Cô bảo tôi về sau còn mặt mũi nào để đi làm ăn với người ta nữa. Có phải cô nghĩ mình vơi được đến Cố Gia Huy, lại là con nuôi của nhà họ Ngôn nên trong mắt cô không còn người bố này nữa phải không? Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy định lên tiếng giải thích gì đó cho Minh nhưng nghĩ lại lúc đầu, khi Hứa Văn Mạnh nho cô ăn cơm với con trai của thị trường thì còn lời ngon tiếng ngọt. Vậy mà sau khi lợi dụng cô xong lại lên mặt mắng chửi cô như vậy. Đúng là bố của cô, con biết rồi. Một lúc sau cô mới nói ra được ba từ đó và giọng điệu cũng rất lạnh lùng. Biết là tốt, tôi không mong cô đem lại cho tôi bất cứ phiền phức gì. Đợi đến nữa cả nhà cùng ngồi xuống thì cũng đừng khiến cho người khác phải cười nhạo. Lúc bữa tiệc bắt đầu, cô sẽ đi với tôi để đến xin lỗi ông cụ Trinh. Con không đi. Hứa Minh Tâm đứng thẳng lưng, cô nói ra từng chữ rõ ràng. Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì cũng cau mày, không vui. Văn Mạnh, ông xem đứa con gái nhỏ của ông đi. Nó vẫn còn chưa gà vào nhà họ Cổ mà đã dám cãi lại bổ như thế. Con gái đúng là nuôi tôn cơm, chúng nó đến khi đủ lông đủ cánh rồi thì lập tức bay đi. Chủ Thắng, Châu chỉ là một người ngoài nhưng cháu không nghe được những lời như thế. Tinh khí của Hứa Minh Tâm càng ngày càng lớn, đúng là có người ở đằng sau chống lưng nên khác hẳn, dám nói chuyện với bố mình như thế. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì lại thấy hơi buồn cười, cô đã làm gì chứ? Cô mới chỉ nói có ba chữ, nêu ra ý kiến của mình chứ cô cũng chẳng nói cái gì láo lếu bắt hiểu cả. Lâm Thanh Loan, đây là chuyện của gia đình tôi thì liên quan gì tới cô? Nhà cô ở cạnh biển nên cô muốn quản nhiễu thứ như vậy sao?
hay là tôi tặng cho cô một giải thưởng luôn nhi. Sự chịu đựng của Hứa Minh Tâm cuối cùng đã bị phá vỡ tan tành. Bác trai, bác gái, Cổ Yên và Cố Gia Huy đều nói rất đúng. Con ngựa giỏi thì luôn bị người ta cưỡi, còn người hiền lành thì luôn bị người khác bắt nạt. Cô nhẫn nhịn một lần thì bọn họ lại tưởng rằng cô yếu đuối dễ bắt nạt. Bây giờ thì cô có gì phải sợ chứ? Cô sợ sản nghiệp của nhà họ Cố không đủ lớn hay người đàn ông của cô sẽ không ra mặt giúp cô? Đúng là cô dựa vào đàn ông đấy, như thế thì có làm sao chứ? Có bản lĩnh thì mấy người bọn họ cũng đi tìm. Những người đàn ông như Cố Gia Huy mà dựa vào. Đi vậy nên, dựa vào đàn ông cũng không có gì xấu cả, người đàn ông này cũng là do cô tự mình đi tìm. Lâm Thanh Loan nghe thấy câu đó thì cũng tức giận. Cô nói lại một lần nữa xem nào. Cô ta chỉ tay vào mũi của Hứa Minh Tâm, cả mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ. Liên quan đếch gì tới cô? Câu trả lời của cô đúng là rất ngang ngược nhưng rất có hiệu quả. Cô, chú Thắng, chú nhìn con gái mình xem cô ta vừa nói gì đi. Nếu như người khác nghe được thì còn tưởng nhà họ Hứa không biết dạy con cái. Hứa Văn Mạnh nghe xong câu đó thì sắc mặt rất khó coi. Lúc đầu ông ta còn e sợ một chút thể lực của Cố Gia Huy và đôi vợ chồng không nói lý lẽ nhà họ Ngôn kia. Nhưng lúc này, là một người chủ gia đình, lại là một người bố, bị Hứa Minh Tâm thẳng thừng từ chối như vậy trước mặt nhiều người, ông ta thấy mình phải đứng ra nói gì đó. Cho dù Cố Gia Huy có tìm đến ông ta thì ông ta cũng có cái lý của mình. Một người bố dạy dỗ con gái thì là một chuyện không thể đương nhiên hơn được nữa, Hứa Minh Tâm. Hứa Văn Mạnh tức giận hét lên. Thậm chí ông ta còn đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Bổ, con nói có gì không đúng sao? Con đang nói chuyện với bố thì những người ngoài này xía vào làm gì? Chẳng lẽ bố mẹ cô ta không dạy cô ta biết khi người khác đang nói chuyện thì đừng xen vào sao? Mày, không ngờ mày còn mặt mũi mà đi đổ lỗi cho người khác. Tao thấy mày hỏng quả rồi. Cơn giận của Hứa Văn Mạnh bốc cháy hừng hực, bây giờ ông ta không còn e ngại một chuyện gì nữa. Trí khôn của ông ta đều bị ngọn lửa tức giận che mất, ông ta chỉ muốn phải dạy lại đứa con gái không biết trên biết dưới là Hứa Minh Tâm kia. Hứa Văn Mạnh bước tới, bàn tay giơ cao trên trời định đánh thẳng xuống mặt cô. Hứa Minh Tâm cau mày, nhưng cô không tránh né, cô chỉ lạnh lùng nói. Bố cứ đánh đi. Cùng lắm thì con cử mang cái vết bạt tai này ra ngoài để cho mọi người xem bố dạy dỗ con gái mình như thế nào. Năm nay con 18 tuổi chứ không phải là 8 tuổi để mà bố vẫn còn dùng đòn roi nói chuyện với con. Nếu chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì không biết làm trò cười đến đâu. Mày! Hứa Văn Mạnh bị câu nói đó của Hứa Minh Tâm làm cho nghẹn học. Bàn tay ông ta vẫn giơ lơ lửng trên trời, ông ta đánh xuống cũng không được mà không đánh xuống cũng không xong. Đứng trước mặt Hứa Văn Mạnh, Hứa Minh Tâm trở nên nhỏ bé hơn, thân hình của Hứa Văn Mạnh rất lớn nên càng làm người cô trở nên gầy gò yếu ớt. Nhưng cô đứng thẳng lưng kiêu hãnh, giống hệt như hình ảnh cây tùng vẫn đứng thẳng trong gió rét. Hứa Minh Tâm nâng cao cằm lên, ngẩng đầu nhìn. Hứa Văn Mạnh, ánh mắt cô không còn vẻ sợ hãi muốn rút lui nhưng mà cô trực tiếp nhìn thẳng sang. Bó, vẫn còn chuyện vừa này bố muốn con đi xin lỗi ông cụ Trình. Vậy thì trước khi con đi xin lỗi, con sẽ đi hỏi bố mẹ nuôi của con. Bọn họ vừa mới giải quyết chuyện này xong. Là cả con và Trịnh Hoa đều có lỗi, nếu như con phải đi xin lỗi thì cô ta phải đến đây xin một ổi con trước. Và lại, con cũng muốn đi tìm có Thanh Trung xem anh ấy thấy chuyện này như thế nào. Mày đang uy hiếp tạo đúng không? Mày lôi cả Ngôn Dương, Thẩm Thanh và Cố Gia Huy ra như thế có phải là mày đang muốn chống đối lại tao đúng không? Hứa Văn Mạnh vô cùng tức giận, sao lúc trước ông ta không phát hiện ra Hứa Minh Tâm lại còn mạnh mẽ như vậy? Hứa Minh Tâm cũng ăn nói đâu ra đấy. Còn cô thì như một con nhím, lúc nào cũng xù lông, con cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình thôi. Con chỉ không hiểu một điều rằng con và bọn họ không có quan hệ máu mủ gì với nhau mà cũng có thể bảo vệ con như vậy. Còn bố là bổ ruột của con nhưng lại đối xử tàn nhẫn với con như thế. Hứa An Kỳ là con gái của bố, còn con chẳng lẽ không phải sao? Sao bổ lại nhất bên trọng, nhất bên khinh như thế? Chẳng lẽ bố không cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt sao? Cuối cùng. Hứa Minh Tâm nói ra câu hỏi ở sâu trong đáy lòng mình. Cô đã chôn giấu nó ở đó bao nhiêu năm nay, lúc trước có vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám, cô thấy sợ. Cô sợ có nói ra sẽ làm Hứa Văn Mạnh không vui. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, cô không có gì phải sợ cả, cô muốn hỏi thì cứ hỏi thôi.
Hứa Văn Mạnh nghe vậy thì sắc mặt càng đỏ hơn, cơn giận cũng càng lúc càng bốc lên cao ngút. Ông ta không khống chế được mình, cái tát giáng mạnh xuống nhưng không phải là vào mặt cô mà rơi trên cánh tay cô. Cơ thể gầy gò nhỏ bé của Hứa Minh Tâm làm sao có thể chịu được một cái đánh như trời giáng như thế. Cô loạng choạng ngã xuống đất, đầu gối đập trên nên gạch lạnh ngắt, vô cùng đau đớn. Hứa Minh Tâm cũng muốn cổ để đứng dậy nhưng cả người cô hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Hứa Văn Mạnh thật sự ra tay đánh cô sao? Tại sao lại như thế? Hứa Minh Tâm ngẩng đầu lên, hai mắt cô đỏ ửng, long lanh nước. Nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô hoàn toàn thất vọng với hai chữ tình thân. Mày hỏi tao tại sao tao lại nhất bên trọng, nhất bên khinh đúng không? Vậy thì tao nói cho mày bia, bởi vì mày là một nỗi ô nhục. Chỉ có Hứa An Kỳ mới là niềm tự hào của tao, cho dù bây giờ Cố Gia Huy và gia đình nhà họ Môn chống lưng cho mày nhưng sự chân ghét của tao dành cho mày vẫn không hé thay roi. Nỗi ô nhục, ba chữ này như một mũi dao, khắc sâu vào trong não của cô, găm đến tim cô và để lại một hổ sâu rất lớn. Vết thương máu me đầm đìa, không thể liên ra. Hóa ra cô là một nỗi ô nhục, là một nỗi ô nhục của nhà họ Hứa. Bọn họ có thể khinh thường cô, nhưng cô không thể tự hạ thấp mình được. Nếu như người khác không yêu cô thì cô càng phải biết yêu thương mình hơn. Hứa Minh Tâm hít sâu vào một hơi, hít thở xong cô mới từ từ đứng từ dưới đất lên. Bố nói vậy thì con biết rồi. Con là nỗi ô nhục của nhà họ Hứa nên vinh nhục từ giờ của con đều không có liên quan đến nhà họ Hứa nữa. Bổ, con có thể tham gia cùng bố buổi tiệc hôm nay, giả vo như không có gì trước mắt khách Hứa nhưng nếu bố bắt con đi xin lỗi thì con không làm được. Mày đúng là đứa bất hiếu, mày lại côn dám nói với tao những lời như thế. Hứa Văn Mạnh vẫn muốn dạy dỗ cho Hứa Minh Tâm nhưng đã bị Trần Hi Hiểu Vân kéo đi. Văn Mạnh, được rồi, ông việc gì phải tức giận với những người không quan trọng như thế. Bà ta âm thầm nháy mắt với Hứa Văn Mạnh để bảo ông ta bình tĩnh lại, nhất định không được để giận quả mất khôn. Nếu như Hứa Minh Tâm bị thương ở đâu đó thì Cố Quang Trung nhất định sẽ đến tìm bọn họ làm cho ra nhẽ. Hứa Văn Mạnh bị kéo một cái như thế thì cũng bình tĩnh lại, ông ta trừng mắt nhìn Hứa Minh Tâm một cái rồi kéo rầm cửa ra ngoài. Trần Hiểu Vân cũng lập tức đuổi theo. Tự nhiên trong phòng chỉ còn lại có ba người. Hai tay Lâm Thanh Loan khoanh trước ngực, nhìn Hứa Minh Tâm đầy đắc ý. Thấy vẻ khốn đốn của Hứa Minh Tâm thì cô ta thấy rất vui trong lòng. Hứa An Kỳ cũng tỏ thái độ, cô ta nói, tự mình làm thì tự mình nhận đi. Lại còn tưởng thật sự mình đã bay được lên cao làm Phượng Hoàng rồi. Có gì mà giỏi chứ, cũng không sợ về sau trèo cao ngã đau sao. Hứa Minh Tâm cảm thấy, bọn họ đang nhìn cô như thế một con chó hoang không có nhà để về. Đúng là bộ dạng bây giờ của cô rất chật vật nhưng cô không hề sai. Bây giờ cô phải chịu đánh là vì đôi cánh của cô vẫn chưa cứng cáp, cô vẫn chưa hoàn toàn là một người mạnh mẽ. Nhất định sẽ có một ngày cô trở nên mạnh mẽ. Chỉ một lúc sau đó là đám cưới bắt đầu, du thuyền cũng ra đến giữa biển. Khoảng biển này là của nhà họ Cố, mọi người có thể thả câu, cũng có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lội, không gian trước mắt thật sự là rất rộng lớn. Ba chiếc du thuyền đi sát với nhau, mọi người có thể tự do hoạt động. Nhạc trong đám cưới vang lên, bỏng bay bay phần phật trên biển, từng đợt hoa hồng rơi xuống và là cả một cơn mưa hoa hồng. Người của nhà họ Hứa đều tham gia. Hữu Đức. Thắng nắm tay Hứa An Kỳ. Hứa Minh Tâm đi sau lưng của Trần Cẩm Văn, Phù Dâu và Hoa Đồng thì ở ngay bên cạnh cô. Mọi người sắp bước lên thâm đò, những chuyện về sau là của Hứa Văn Mạnh. Cô đang chuẩn bị cùng Trần Hiểu Vân mối sang phía khách mời bên cạnh để dự tiệc nhưng không ngờ khi cô vừa xoay người thì có một lực lớn ở phía sau truyền tới. Cô không kịp phòng bị và ngã sóng xoài ra đất. Có người vừa giẫm lên váy của cô bị ngã. Mọi người đều nhìn sang và cười ồ lên. Mặt Hứa Minh Tâm đỏ lên, cô vội vàng đứng dậy. Cô không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn mặt của những khách Hứa đang ở đó. Trần Hiểu Vân nhìn Hứa Minh Tâm đầy chán ghét, bà ta vội vàng kéo cô dậy nhưng lại âm thầm véo cô một phát. Hứa Minh Tâm bị đau nên cau chặt mày, khuôn mặt nhỏ của cô cũng nhợt nhạt đi vài phần. Cô vừa mới bị Hứa Văn Mạnh tát cho một cái rối vừa xong lại bị ngã sóng xoài ra đất. Trần Hiểu Vân không an ủi cô lấy một câu mà. Phản ứng đầu tiên của bà ta là trách móc và dạy dỗ cô. Cô cản chặt răng chịu đựng, việc bây giờ cô có thể làm chỉ có thể là chịu đựng. Nếu như cô làm ầm mọi chuyện lên thì cô càng thấy xấu hổ hơn,
Cô quay đầu nhìn về phía của Lâm Thanh Loan, cô ta nhìn cô cười, giống như việc vừa rồi không phải do cô ta làm. Cô nhìn tôi làm gì, muốn ăn thịt tôi à? Lâm Thanh Loan đắc ý nói. Hứa Văn Mạnh quay đầu lại, ánh mắt đầy bất mãn, còn chưa đủ mất mặt sao? Cẩm Vân, mau chóng kéo nó dậy. Trần Cẩm Vân nhanh chóng kéo Hứa Minh Tâm đi. Khách mời ngồi ở phía trước, ở những vị trí quan trọng nhất đương nhiên là người của nhà họ có. Bởi vì đứng ở xa nên Cố Gia Huy không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết cô vợ nhỏ của mình bị ngã ra đất và những người khác đang cười đùa cô. Cố Gia Huy siết chặt nắm đấm, anh cố kiềm chế không chạy tới đỡ cô mà chỉ lạnh giọng nói, có gì bon cui sao? Giọng nói của anh không lớn nhưng vô cùng lanh lùng, mọi người nghe xong đều lặng im thin thít. Không gian xung quanh đều trở nên tĩnh lặng hơn. Hứa Minh Tâm ngồi ở bên trái còn Cố Gia Huy ngồi ở bên phải, ở giữa hai người cách nhau một lối đi. Thực ra Cố Gia Huy cũng không quan tâm gì tới đám cưới này cả, tất cả mọi sự chú ý của anh đều dồn lên người của Hứa Minh Tâm. Hình như, cô không được vui lắm. Cô cúi gằm đầu xuống và không nhìn bất cứ ai cả, hai tay cô để trên đầu gối, nghịch qua nghịch lại quần áo trên người mình, cô gái nhỏ của anh phải chịu ấm ức rồi. Cố Gia Huy định đứng dậy nhưng đã bị Cố Gia Bảo ngăn lại. Bây giờ con đi cũng chẳng có ích gì, con định làm gì trong khi mọi người đang nhìn chằm chằm như đờ. Nếu như con đã đồng ý là chờ 2 năm thì trong 2 năm này con nhất định phải nhẫn nhịn. Cô Gia Huy nghe vậy thì nghiến chặt răng, ngói lại chỗ của mình, mặc dù con không thể giúp đỡ ra mặt nhưng nếu như con muốn âm thầm làm cái gì đó thì bố cũng không ngăn cản con. Gia đình nhà họ Hứa cũng coi như là thân thích. Hai đứa con gái nhà họ cũng là con dâu của nhà họ Cố chúng ta. Bố sẽ không nhất bên trọng, nhất bên khinh đầu. Nếu như Hứa Văn Mạnh không thể đối xử công bằng với hai đứa con gái thì con có thể ra mặt cho Hứa Minh Tâm. Nhưng đối phương dù sao cũng là bố vợ con phải nể mặt một chút. Mình âm thầm giành mối làm ăn của bọn họ, không có việc gì thì dọa nạt một chút, đại khái thôi là được, đừng làm việc gì quá đáng quá. Bố hình như rất có kinh nghiệm nhỉ. Cố Gia Huy nhướn mày nói. Ấy, lúc bố còn trẻ cũng từng làm qua không ít việc xấu. Những chuyện này bố nói với con đều là dựa vào kinh nghiệm của bố đẩy, chứ không phải đùa đâu. Đợi sau khi buổi lễ kết thúc đi, đến lúc đó thì con hãy đi an ủi bạn gái của con. Vâng. Từng giây từng phút trôi qua, Cố Gia Huy cảm giác vô cùng khó chịu. Sau khi mục sư tuyên bố, hai người trao nhẫn cho nhau xong thì buổi lễ cũng coi như gắn kết thúc. Phía sau chỉ còn lại chuyện cô dâu chủ dế hôn hao và ném hoa. Người nhận được hoa cười sẽ là người kết hôn tiếp theo. Lúc này Hứa Minh Tâm mới ngẩng đầu lên. Hứa An Kỳ quay người lại về phía sau rối ném hoa về phía những người đến dự tiệc. Tất cả mọi người đều ngẩng cổ mong chờ, hy vọng người được ném hoa cưới chính là mình. Cuối cùng thì bỏ hoa cưới rơi chúng vào trong lòng của Cổ Yên. Cổ Yên ngây người ra một lúc. Cô không có ý định cướp mà hoa cưới lại tự động bay về phía cô sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía cô và mang theo sự chúc phúc. Xem ra chuyện vui tiếp theo của nhà họ Cổ là rơi vào cô tư của nhà này rồi. Ông cụ đúng là thật có phúc. Hứa Minh Tâm cũng nhìn sang, nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu của Cố Gia Huy. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy hoang mang rối nhanh chóng cúi đầu xuống. Lần này Cố Gia Huy nhìn rõ, hốc mắt của cô đang đỏ ứng lên. Cổ Yên đi đến trước mặt của Cố Gia Huy nói, anh, em lấy được hoa cưới này. Anh chúc mừng em đi, nói không chừng mấy hôm nữa em lại kết hôn với Lệ Nghiêm đấy, nghĩ tới đó thôi cũng thấy mừng rồi. Cổ Yên cầm bó hoa cưới và ngửi. Cổ Yên phát hiện Cố Gia Huy mãi không trả lời mình, cô không kìm được mà nhìn sang thì thấy hỏa ra Cố Gia Huy đang không hề tập trung nhìn mình. Ây già, người đàn ông rơi vào lưới tình thật đáng sợ, đến cả em gái của mình cũng không để ý đến nữa. Anh đừng nhìn nữa, anh nhìn rồi cũng không biết cô ấy làm sao, chỉ bằng hỏi em đi, biết đâu em lại biết gì đó, lúc bọn họ ra ngoài vẫn bình thường mà, sao mới đi gặp Cổ Ân Kỳ có một chuyến mà dã trở nên như vậy. Thì chịu ấm ức rồi chứ sao? Cô ấy làm sao vậy? Cố Gia Huy cau mày nhìn em gái một lúc, xem ra Cố Yên biết có chuyện gì xảy ra. Vừa nãy lúc hai người hôn nhau ở trong phòng em cũng biết, cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo cái tai nghe này chất lượng tốt như thế chứ? Cảnh hai người hôn nhau. Chào ôi, em không thể chịu được, nghe xong em nói hết cả da gà lên rồi đây này. Cô ấy đeo tai nghe. Đúng vậy, thế
Thế nên em có ghi âm lại rồi đây này, anh nghe thử xem, anh có thể nghe thử tiếng hai người hôn nhau mà xem. Chẳng ra thể thống gì cả. Cố Gia Huy trừng mắt nhìn cô một cái rồi cũng nghe đoạn ghi âm. Âm thanh là sau khi vào phòng trang điểm không lâu, sau đó thì có mâu thuẫn với Hứa Văn Mạnh, chả trách cô lại buồn bã như vậy, bị chính bổ ruột của mình nói như vậy thì ai có thể vui được chứ, nỗi ô nhục. Không ngờ ông ta dám nói người phụ nữ mà anh yêu nhất là một nỗi ô nhục. Cố Gia Huy nheo mắt lại, siết chặt lấy nằm đám. Em biết từ lâu như vậy rồi sao bây giờ mới nói cho anh biết? Em xin anh đấy, vừa rồi hôn lễ còn chưa bắt đầu, nếu như em nói cho anh biết thì với cái tính của anh thì buổi lễ có còn tiếp tục được nữa không? Em cũng phải nhẫn nhịn cho tới bây giờ đây, thôi được rồi, buổi lễ như vậy cũng coi như gắn kết thúc rồi. Phía sau chỉ còn phần nhảy múa nữa thôi, anh có thể đi tìm người yêu bé nhỏ của anh rồi. Cô Gia Huy lòng như lửa đốt. Cùng lúc đó anh lại nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang rời khỏi đám cười dự tiệc đi về phía cửa sau. Anh cũng nhanh chóng đuổi sang. Anh theo sau đến tận phía bong tàu nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng của Hứa Minh Tâm đâu cả. Đúng lúc đó thì anh lại nhìn thấy một phòng kho. Không lẽ cô trốn ở trong đây sao? Lúc anh đến gần đến phòng kho, định đưa tay ra mở cửa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Hứa Minh Tâm. Anh không được vào trong. Bây giờ bộ dạng của em rất khó coi. Em không cho em anh được nhìn thấy em. Hứa Minh Tâm vội vàng nói, nghe thấy bước chân đó là cô đã biết Cố Gia Huy đã đuổi theo cô rồi. Nhưng bây giờ cô đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nếu như để Cố Gia Huy nhìn thấy thì thật xấu hổ. Là cô quá vô dụng, là cô quá yếu đuối nên mới suốt ngày bị người khác bắt nạt như thế. Cố Gia Huy nghe được câu đó thì trái tim như bị ai bóp lấy, vô cùng đau đớn, cho anh vào xem tình hình của em thế nào được không? Ít nhất thì những lúc em buồn anh cũng phải ở cạnh em chứ. Không được, anh không được vào trong, em khóc xong thì sẽ tự động ra ngoài. Minh Tâm, anh nghe em một lần được không? Giọng nói của Hứa Minh Tâm mang theo về nghè nghẹn cầu xin. Cố Gia Huy bất lực nói, được rồi, vậy anh chờ em. Một cảnh cửa ngăn cách hai người. Chân của Cố Gia Huy như đóng đá, anh muốn vào trong nhưng lại sợ Hứa Minh Tâm càng buồn hơn nên anh chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Hứa Minh Tâm vốn dĩ muốn tìm một nơi không có ai để có thể khóc thoải mái. Nhưng không ngờ cô Gia Huy lại đuổi theo. Cô ra ngoài, cô muốn gào khóc thật to nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì thật xấu hổ. Cô không dám vì như thế quá xấu hổ nên chỉ biết khóc thút thít. Cô kìm lại trong 3 phút rồi cuối cùng cũng không khóc ra nữa. Cổ họng như bị bông chặn lại, cô cảm thấy mình nuốt xuống thật khó khăn, thậm chí còn hơi đau nữa. Cuối cùng, Hứa Minh Tâm xấu hổ lau nước mắt và đi ra khỏi phòng kho. Cô vừa đi ra ngoài đã bị Cố Gia Huy ôm vào lòng. Lực tay của anh rất mạnh, giống như muốn gắn có vào trong xương Minh Luân. Em không khóc được, anh ở đây nên em ngay, không khóc được. Hứa Minh Tâm tức giận nói. Vậy thì em đừng khóc nữa, anh trêu cho em cười được không? Cố Gia Huy đau khổ nói. Tâm trạng của em không tốt, em hơi đói nên muốn ăn gì đó. Chắc ăn xong thì em cũng thấy khá hơn. Được, thế anh đưa em đi ăn. Cố Gia Huy nằm chặt bàn tay nhỏ của cô và đưa cô trở lại phòng nghỉ ngơi. Có Minh Tâm ăn một miếng bánh ngọt, cô cũng không chế bánh ngọt và ngấy quá. Lúc này cô cần phải chút bỏ tâm trạng không tốt ra ngoài, nếu như không ăn chút đồ ngọt thì làm sao có thể che giấu nỗi chua xót trong lòng đây. Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, cuối cùng mắt cô nhòe đi, đến lúc cô muốn lau thì đã không kịp nữa. Ngon thật đấy, nhưng thể này không dù, em muốn ăn thêm, cô phống mà lên và nói, giọng nói không rõ ràng lắm. Cố Gia Huy đưa cho cô một cốc nước ấm và nói, em không ăn nữa được không? Em ăn vậy là được rồi, em có ấm ức gì thì cứ nói cho anh biết, anh giúp em chút giận. Nhưng anh không phải là em, bọn họ sợ em không phải là vì bản thân em mà vì sau lưng em có anh và bác trai bác gái. Hứa Minh Tâm em, vẫn chẳng là gì cả. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vậy tại sao những người khác lại sợ Hứa An Kỳ? Là vì năng lực của cô ta hơn người, hay là cô ta đẹp nghiêng người nghiêng thành, hay là bọn họ e ngại nhà họ Cố và nhà họ Hứa sau lưng cô ta? Em đã nghe tới con quan và con nhà giàu chưa? Đương nhiên là em nghe thấy rồi. Anh cũng muốn em trở thành con quan, con nhà giàu, kiểu mà có thể vênh mặt lên mà đi ấy. Em quan tâm làm gì chuyện người khác sợ mình vì điều gì làm gì, chỉ cần em có thể bảo vệ được bản thân mình là được.
Anh biết em không muốn làm hại ai nhưng anh không dám chắc là không có ai muốn hại em. Im có thể lợi dụng đờ lực sau lưng em để bảo vệ chính bản thân mình, chứ không phải dùng nó để cây mạnh hiếp yêu. Vậy thì chuyện những sức mạnh đó là của em hay không của em thì có liên quan gì đâu chứ. Nếu như em muốn làm chuyện xấu, tùy tiện làm bậy, mà những sức mạnh đó không phải là của em thì người ta sẽ gọi em là chó cậy gan chủ. Nhưng em chỉ dùng nó để bảo vệ bản thân mình, như thế là lợi dụng một cách có thiện ý. Em không cần phải cảm thấy có áp lực quá lớn, em chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Hiểu chưa? Cố Gia Huy, sao em thấy những lời anh nói đều là sai, nhưng lại có thể thuyết phục em được vậy? Như vậy rốt cuộc là đầu óc của em mê muội rồi hay là do kỹ thuật của anh quá cao? Lúc đầu Hứa Minh Tâm còn cảm thấy vô cùng buồn khổ vì sự yếu đuối của mình. Nhưng nghe anh vừa nói vậy thì cô lại cảm thấy mình nên mặt dày một chút. Cô ấm ức nhìn Cố Gia Huy một lát, cô cảm thấy mình hơi mơ màng. Cố Gia Huy bất lực gõ lên đầu cô một cái, rồi nở nụ cười, em tin anh đi, không bao giờ sai đầu, vì anh sẽ không bao giờ làm hại em dâu. Chuyện em phải chịu ấm ức ở cho của Hứa Văn Mạnh anh đã biết hết rồi. Không sao đâu, anh chút giận giúp em. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.